Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2181, Vì Ngươi Nhập Ma. Bạch Tiểu Nhu hành động này, rốt cục đưa tới ở đây còn lại người chú ý. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống địa, cúi đầu Bạch Tiểu Nhu, dù ai cũng không cách nào nhìn rõ ràng người giờ khác này trên mặt biểu lộ. Nước mắt như tuyệt đê bình thường từ Bạch Tiểu Nhu hốc mắt trong chảy xuôi mà ra. Một giọt, một giọt, một giọt giọt nước mắt, trên mặt đất tràn ngập ra. Hiện lên trong đầu đoạn ngắn thức hồi ức. Những này linh linh toái toái đoạn ngắn toàn bộ là liên quan với Diệp Thần Phong, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút rồi, có một loại sắp cảm giác nghẹn thở, trong dạ dày cũng bốc lên khó chịu, trên mặt nàng lạnh lẽo không còn sót lại chút gì rồi, được một vệt cực hạn bi thương cho bao phủ. Liên quan với Diệp Thần Phong tất cả tại từng điểm từng điểm nhớ lại. Đặc biệt là ban đầu ở địa huyền giới tứ đại cấm địa một trong huyễn cảnh rừng rậm bên trong. Khi đó người bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong dùng máu của mình lấy tư cách nước đến miệng đối miệng cho ăn cho nàng uống. Lúc trước Diệp Thần Phong vì để cho người tỉnh lại, hỏi Bạch Tiểu Nhu như thế một vấn đề, tiểu Nhu, yêu thích có nhiều loại, có bằng hữu cùng giữa bằng hữu yêu thích, có người thân và người thân ở giữa yêu thích, cũng có giữa nam nhân và nữ nhân yêu thích người đối với ta là một loại nào yêu thích. Đối với thiên chân vô tà bạch tiểu nhu tới nói, người lúc đó căn bản trả lời không được cái vấn đề này, người thậm chí không hiểu cái gì gọi là giữa nam nhân và nữ nhân yêu thích. Sau đó chỉ cần người không làm gì, người liền sẽ chăm chỉ đến muốn cái vấn đề này. Khi đó trên đất huyền giới huyến cảnh bên trong vùng rừng rậm thời điểm, Diệp Thần Phong thậm chí còn không quan tâm tính mạng của mình, muốn cùng Bạch Tiểu Nhu đồng sinh cộng tử, ngoại trừ huyễn cảnh trong rừng rậm hồi ức, đã từng cùng Diệp Thần Phong trung đụng từng hình ảnh cũng toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu ở giữa trói buộc đến từ 9.000 năm băng tuyết liên hoa. Đây là bọn hắn hai cái lúc đầu trói buộc. Mà tại đây thời gian dài ở chung dưới, tại lần lượt đồng sinh cộng tử dưới, hai người bọn họ sớm liền có hơn một tầng trói buộc. Tầng này trói buộc đến từ chính dòng máu của bọn họ, đến từ chính xương tủy của bọn họ, tầng này trói buộc là dù ai cũng không cách nào cướp đoạt bạch tiểu nhu trong cổ họng đã là khóc không ra tiếng người từ từ ngẩng đầu lên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa không nhúc nhích diệp thần phong người không cảm giác được diệp thần phong hơi thở sự sống rồi bạch tiểu nhu trên mặt bi thương càng phát nồng nặc người lại cũng không nhìn thấy của nàng diệp đại ca đối với nàng nở nụ cười sao người cũng lại không nghe được của nàng diệp đại ca gọi người vì tiểu nhu sao người cũng không bao giờ có thể tiếp tục tập trung vào diệp đại ca trong ngực sao bạch tiểu nhu thế giới vào đúng lúc này hỏng mất một lần nữa tìm về trói buộc sau bạch tiểu nhu khôi phục thành đã từng cái kia chỉ thuộc về diệp thần phong ngây thơ nha đầu qua lại hình ảnh trùng kích bạch tiểu nhu mỗi một cái thần kinh não bộ trái tim của nàng phảng phất được hàng vạn cây gai nhọn ghim trong miệng nàng du du thì thầm nói, Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi, ngươi không cần tiểu nhu nữa sao? Ngươi không thích tiểu nhu sao? Là tiểu nhu không có bảo vệ tốt ngươi, đều là tiểu nhu lỗi, tiểu nhu yếu báo thù cho ngươi. Tiểu nhu nhất định phải vì Diệp đại ca ngươi báo thù. Ông ánh giọt nước mắt tại bạch tiểu nhu trên mặt nhấp nhô, người trên mẫu u bàn tay hiện lên một cái màu xanh lam ngôi sao năm cánh đồ án, đây là sư vương một mạch công chúa tượng trưng màu xanh lam ngôi sao năm cánh đồ án tại bạch tiểu nhu trên mu u bàn tay lóe lên càng lúc càng nhanh tại triệu thắng hồng tỉnh hồn lại thời điểm bạch tiểu nhu đã từ bên cạnh hắn đi ra đi tới diệp thần phong trước mặt bạch tiểu nhu đem trên mặt đất diệp thần phong ôn nhu kéo vào trong lồng ngực người nhu hòa nói diệp đại ca tiểu nhu hiện tại đã hiểu tiểu nhu hiện tại thật sự đã hiểu ta đối diệp đại ca yêu thích là giữa nam nhân và nữ nhân yêu thích ta thích diệp đại ca ta muốn làm diệp đại ca nữ nhân. Nóng bỏng giọt nước mắt một giọt một giọt tích đã rơi vào diệp thần phong trên mặt, theo khuôn mặt của hắn chậm rãi trơn trượt hướng về phía bờ môi của hắn. Tiếp lấy ngấm vào trong miệng của hắn. Triệu thắng hồng nhìn thấy bạch tiểu nhu khác thường tâm tình sau khi biến hóa, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần ngàn năm băng tuyết liên hoa lấy ra. Bạch Tiểu Nhu sẽ không đối Diệp Thần Phong có bất kỳ một tia tình cảm, bây giờ xem ra suy đoán của hắn là 10 phần sai rồi. Bạch Tiểu Nhu đem Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thả lại trên mặt đất, người chậm rãi đứng lên, trên mặt ôn nhu tiêu tán không còn chút nào, vô cùng vô tận lạnh lẽo tại trên má của nàng sinh sôi, thanh âm của nàng lạnh như băng quật ta các ngươi phải chết. Ta yếu toàn bộ các ngươi đều chết. Bạch Tiểu Nhu trên mu bàn tay màu xanh lam ngôi sao năm cánh đổ án lé lên càng lúc càng nhanh, cái kia lập lòe màu xanh lam ngôi sao năm cánh đang từ từ biến thành một cái màu đen ngôi sao năm cánh rồi. Thấy cảnh này Triệu Thắng Hồng, trong lòng của hắn không khỏi nói ra, gai gâu. Triệu Thắng Hồng thân ảnh vội vàng hướng về Bạch Tiểu Nhu lướt tới. Tại sư vương một mạch bên trong, có người nói công chúa một đời chỉ biết yêu cái trước người. Mỗi một vị sư vương nhất mạch công chúa, các nàng trong cơ thể đều bị phong ấn nhất cổ hắc ám chi lực, này cỗ hắc ám chi lực trong tình huống bình thường cả đời cũng sẽ không bị dẫn phát. Trừ phi người yêu dấu nhất bị người giết chết, bị cực kỳ kích thích cực lớn, này cỗ hắc ám lực lượng mới sẽ không tự chủ được được dẫn phát ra, một khi triệt để gợi ra, như vậy liền hội nhập ma rồi. Đợi đến chân chính hoàn toàn nhập ma sau đó Bạch Tiểu Nhu khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại, người sẽ dùng loại này nhập ma tình thế lạnh lẽo vô tình sống tiếp cho nên Triệu Thắng Hồng nhất định muốn ngăn cản Bạch Tiểu Nhu nhập ma. Nhưng mà, làm Triệu Thắng Hồng muốn đem Bạch Tiểu Nhu lần nữa đánh ngất đi thời điểm. Chỉ thấy Bạch Tiểu Nhu cái kia đen nhánh tóc dài xóa vai, trong nháy mắt biến thành tuyết bạch sắc. Người trên mờ u bàn tay ngôi sao năm cánh đồ án cũng triệt để định dạng hoàn chỉnh xuống, biến thành một cái màu đen ngôi sao năm cánh đồ án. Sát theo đó, Bạch Tiểu Nhu bên trong thân thể thật khí thế đột nhiên tăng vọt, nhất cổ hắc ám năng lượng từ trong người nàng nhanh chóng tràn ra thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ trong nháy mắt bị xông phá thiên thần cảnh tầng hai sơ kỳ thiên thần cảnh tầng ba sơ kỳ thiên thần cảnh bốn tầng sơ kỳ thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ cuối cùng bạch tiểu nhu bên trong thân thể thật khí thế vững vàng như ngừng lại thiên thần cảnh tầng sáu sơ kỳ ầm uhm, một tiếng bạch tiểu nhu cánh tay phải duỗi ra người đem triệu thắng hồng phách tới cánh tay cho chặn lại, hai người lẫn nhau đụng vào sinh ra kình khí, làm cho nàng tuyết trắng tóc dài phi múa. Bạch Tiểu Nhu cả người trở nên càng thêm lạnh như băng, đôi mắt của nàng bên trong không có bất kỳ một tia tình cảm tồn tại. Phải biết triệu thắng hồng có thần vương cảnh sơ kỳ thực lực. Mà cho dù là bây giờ Bạch Tiểu Nhu cũng mới thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ tầng thứ, theo lý tới nói nàng và triệu thắng hồng trong lúc đó trả cách biệt nhất định thực lực, nhưng vào lần này đơn giản đụng nhau bên trong bạch tiểu nhu dưới chân bước chân không có lui về phía sau một bước người dĩ nhiên trực tiếp đem triệu thắng hồng cánh tay cho cản trở lại bởi vậy có thể thấy được nhập ma sau không riêng thực lực tăng lên sức chiến đấu cùng các phương diện khác càng là dùng một loại khó có thể tưởng tượng phương thức tăng lên rất nhiều rất nhiều bạch tiểu nhu ánh mắt trở nên càng ngày càng chỗ trống rồi chỉ có sát ý vô tận tràn ngập ở trong đó triệu thắng hồng trong lòng một trận sốt ruột sớm biết Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong sâu như vậy tình, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn tuyệt đối không thể để Bạch Tiểu Nhu chân chính nhập ma, hắn nhất định muốn dùng hết khả năng đi đến ngăn cản. Bạch Tiểu Nhu chính là sư vương nhất mạch công chúa, sư vương một mạch đã tìm Bạch Tiểu Nhu rất lâu, bây giờ thật vất vả tìm tới Bạch Tiểu Nhu, triệu thắng hồng tuyệt đối không cho phép Bạch Tiểu Nhu có chuyện. Bạch Tiểu Nhu tại đã ngăn được triệu thắng hồng này nhất công kích sau, từ từ nhập ma người sẽ không giống như triệu thắng hồng suy tính nhiều như vậy, thân ảnh của nàng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xì xì, một tiếng, đợi đến bạch tiểu nhu thân ảnh xuất hiện lần nữa sau đó người đi tới thánh ma tông vương vĩnh ý sau lưng, người cái kia bàn tay trắng nõn trực tiếp xuyên thấu vương vĩnh ý thân thể, vương vĩnh ý trái tim được người cho bóp nát. Trên lòng bàn tay máu me đầm đìa bạch tiểu nhu, thân ảnh của nàng lại biến mất rồi. Tiết Bành Hải, Tiêu Hồng Thiên, Triệu Toàn Phong cùng Chu Thiên trấn đám người, bọn hắn nhìn thấy thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ Vương Vĩnh Ý, được xuất quỷ nhập thần Bạch Tiểu Nhu trực tiếp miểu sát, thậm chí ngay cả phản ứng năng lực cũng không có, bọn hắn lập tức nằm ở một loại cực độ khủng hoảng trong trạng thái, bọn hắn nhanh chóng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, bọn hắn cẩn thận cảm ứng trung quanh gió thổi cỏ lay. Ngự Linh Tông tông chủ Triệu Toàn Phong, hắn trong chớp mắt cảm giác trên cổ đau xót, tiếp lấy hắn chi giác liền đang chậm chậm biến mất rồi, chỉ thấy trên cổ của hắn xuất hiện một đạo vết máu, theo vết máu không ngừng mở rộng, đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ mất rơi xuống đất bên trên. Mà tuyết mái tóc dài màu trắng múa may theo gió bạch tiểu nhu, người xuất hiện tại triệu toàn phong sau lưng. chương 2182, khúc chiết không ngừng. Vương Vĩnh Ý cùng triệu toàn phong liên tiếp được bạch tiểu nhu chỗ miểu sát. Nhìn tiết bành hải, Tiêu Hồng Thiên cùng Chu Thiên chấn đám người là kinh hồn táng đảm. Đối với những người khác chết sống, Triệu Thắng Hồng cảm xúc không có bất kỳ một tia chấn động. Thân ảnh của hắn lập tức chắn Bạch Tiểu Nhu trước mặt. Bây giờ Bạch Tiểu Nhu vẫn không tính hoàn toàn hoàn toàn nhập ma. Hắn vẫn là có biện pháp để Bạch Tiểu Nhu bình thường trở lại. Chỉ là Bạch Tiểu Nhu thực lực trở nên cường hãn mà Triệu Thắng Hồng Yếu có ở đây không tổn thương Bạch Tiểu Nhu trên cơ sở đem bạch tiểu nhu từ nhập ma trong trạng thái giải cứu ra đây là một chuyện vô cùng khó khăn bạch tiểu nhu đối mặt triệu thắng hồng người đồng dạng là lạnh lẽo vô tình người trong con người sát ý phun trào người bay thẳng đến triệu thắng hồng triển khai công kích tại bạch tiểu nhu cùng triệu thắng hồng đối đánh nhau thời điểm kéo dài hơi tàn hoa trường sinh hắn một mực tại điên cuồng cười lớn hắn chỉ cần thấy được diệp thần phong chết là được về phần những chuyện khác hắn một điểm đều không có để ở trong lòng. Mà ngã xuống đất không dậy nổi tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người, bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Nhưng là bây giờ cái chuyển cơ không khỏi tới quá muộn chứ. Bây giờ Diệp Thần Phong đã bị chết, như vậy cho dù bọn hắn có thể sống sót, này đối với bọn hắn tới nói thì có ý nghĩa gì chứ? Về phần nằm ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, ai cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong thân thể đang chậm chậm thay đổi. Nguyên bản khi hắn bên phải ngực tinh không chi thạch, không biết lúc nào chuyển đến hắn bên trái trái tim vị trí, điền vào viên kia được phá hủy trái tim. Từ từ Diệp Thần Phong ngực lỗ máu cũng đang khép lại. Tinh không chi thạch khi hắn bên trái trái tim vị trí bắt đầu không ngừng xoay tròn, bầu trời này trái tim đang chậm chậm cùng Diệp Thần Phong huyết nhục, mạch máu liền chập vào nhau. Trái tim tuy rằng vẫn không có khôi phục nhảy lên, trong lỗ mũi hô hấp tuy rằng vẫn không có khôi phục Thế nhưng Diệp Thần Phong ý thức lại trở về đại não rồi, hắn không cách nào mở mắt ra nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới tất cả, thậm chí có thể cùng Lão Bạch, Lão Hắc bắt đầu trò chuyện rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc vừa vặn đang quan sát Diệp Thần Phong đồng thời, bọn hắn đồng dạng là cảm ứng phía ngoài tất cả. Bọn hắn đem vừa vặn chuyện phát sinh đối Diệp Thần Phong giải thích một lần, khi nghe đến Bạch Tiểu Nhu vì hắn nhập ma sau đó Diệp Thần Phong trong lòng không nói ra được ấm áp cùng khó chịu. Hắn cũng không hy vọng cùng Bạch Tiểu Nhu từ đây người dưng, nhưng hắn càng thêm không hy vọng Bạch Tiểu Nhu vì hắn nhập ma. Tiểu Gia Hỏa, người bây giờ duy nhất cần phải làm là an tâm chờ đợi Tinh Không Chi Thạch trở thành trái tim của ngươi, lần này Tinh Không Chi Thạch hội tự chủ thay đổi trái tim của ngươi, này cùng ngươi tại luyện dược sư trong trận đấu tinh luyện tinh không thảo dược dịch không tránh khỏi có quan hệ, ngươi nên là từ trước tới nay cái thứ nhất để bầu trời trái tim trở thành chính ngươi trái tim người nếu như tương lai có một ngày ngươi bên trong đan điền thất sắc xin sen đại địa huyết dịch, cũng có thể sẽ trở thành ngươi máu của mình. Cái kia nói không chừng ngươi thật sự có thể có tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thành tựu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cảm thán thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Lần này Diệp Thần Phong có thể sống sót, hoàn toàn là may mắn, điều này cũng làm cho Lão Bạch cùng Lão Hắc quả thực lo lắng một cái. Diệp Thần Phong hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, nếu như tiểu nhu triệt để nhập ma rồi như vậy các người có biện pháp làm cho nàng khôi phục như cũ sao lão hắc giang vận thiên hồi đáp tiểu tử sư vương một mạch công chúa nhập ma đây cũng không phải là người bình thường nhập ma một khi này tiểu nữ oa hoàn toàn nhập ma muốn làm cho nàng khôi phục là cực kỳ khó khăn bất quá người yên tâm đi cùng tiểu nữ oa ở chung với nhau ông lão kia hắn sẽ không trơ mắt nhìn này tiểu nữ oa nhập ma hắn hẳn là sư vương nhất mạch lão tổ hắn tự nhiên hội có biện pháp ngăn cản này tiểu nữ oa nhập ma lại nói bây giờ còn chưa có hoàn toàn nhập ma đây chính là ngăn cản thời cơ tốt nhất nghe được lão hắc giang vận thiên lời nói sau diệp thần phong mới yên tâm một chút đã trải qua lần này hắn khắc sâu cảm nhận được thực lực của mình vẫn là quá yếu quá yếu nếu như bên trong thân thể của hắn không có tinh không chi thạch lời nói như vậy hắn khẳng định liền sẽ thật đã chết rồi nếu như sau khi hắn chết, như vậy hắn không dám tưởng tượng bên trong tiểu thế giới người thân sẽ như thế nào. Những kia trên trời huyền giới cùng hắn đi được gần người sẽ như thế nào? Lần này Thiên Kiếm Tông các loại tông môn trắng trợn bố trí cái này cái bẫy. E sợ lần này may mắn sống tiếp sau đó Thiên Kiếm Tông các loại tông môn nhất định sẽ tìm càng nhiều lý do đánh giết hắn. Cho nên hắn nhất định phải phải mau sớm tăng cao thực lực, bây giờ đối với hắn mà nói, có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực phương pháp xử lý chỉ có một loại rồi cái kia chính là long tinh khí linh chu tước tụ tập nhiệt độ cũng nên không sai biệt lắm chỉ cần tại chịu đựng một lần nhiệt độ đốt cháy như vậy hắn cũng nên có thể triệt để thích ứng long tinh rồi đến lúc đó hắn là có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tại đem hết thảy long tinh hấp thu xong sau đó thực lực của hắn đến cùng có thể tiêu thăng đến cái gì tầng thứ âm um, âm um, âm um từng trận vang trầm vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường. Triệu Thắng Hồng cùng Bạch Tiểu Nhu một lần lại một lần so chiêu. Chỉ lo thương tổn được Bạch Tiểu Nhu, Triệu Thắng Hồng công kích từ đầu đến cuối không có phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng Bạch Tiểu Nhu sức chiến đấu cũng thực không tầm thường rồi, chỉ sợ coi như là thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người, đồng dạng không phải là giờ khác này đối thủ của nàng. Triệu Thắng Hồng một bên một lần lại một lần cùng Bạch Tiểu Nhu so chiêu, trong cơ thể hắn một bên tại tụ tập một nguồn sức mạnh tại sư vương một mạch bên trong có một loại bí pháp gọi là hóa ma này hóa ma có thể dùng ở vừa vận nhập ma người có thể để cho vừa vận nhập ma người trên người ma khí hóa giải đem trong cơ thể bộc phát ra hắc ám lực lượng một lần nữa áp chế trở lại đang cùng bạch tiểu nhu lại chạm nhau một trường sau triệu thắng hồng tốc độ đột nhiên tăng lên bàn tay của hắn nhắm ngay bạch tiểu nhu từ bàn tay hắn bên trong bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng màu xanh lam, hóa ma. Oanh, một tiếng, chu vi sóng khí cuồn cuộn. Năng lượng màu xanh lam đem triệu thắng hồng cùng bạch tiểu nhu toàn bộ bao phủ ở trong đó. Được năng lượng màu xanh lam bao phủ sau đó bạch tiểu nhu động tác đình chỉ, người ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông ra. Này thi triển hóa ma quá trình là không thể bị người quấy dày, một khi trên đường bị cắt đứt rồi, không chỉ triệu thắng hồng sẽ chịu thương thế nghiêm trọng, bạch tiểu nhu tại bị thương đồng thời, người còn có thể ra tốc nhập ma. Bất quá, tầng này bao phủ hai người bọn họ năng lượng màu xanh lam, thiên thần cảnh cường giả là không phá ra được, trừ phi là thần vương cảnh cường giả, ở đây căn bản không có thần vương cảnh người, cho nên triệu thắng hồng mới hội yên tâm như thế thi triển hóa ma. Tiết bành hải cùng tiêu hồng thiên đám người, trong cổ họng bọn họ nuốt nước miếng, bọn hắn căn bản vô pháp tới gần năng lượng màu xanh lam phạm vi một nguồn sức mạnh đem bọn hắn bài xích ở bên ngoài rồi bây giờ sự tình phát triển đến trình độ này tiết bành hải cùng chu thiên chấn đám người không biết hẳn là phải làm sao sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ liền ở triệu thắng hồng không ngừng giúp bạch tiểu nhu hóa giải ma khí chính là thời điểm một trận sóng chấn động bé nhỏ tại trên quảng trường khuếch tán ra một đạo bóng người màu đen từ quảng trường thính phòng bên trong một cái nào đó giữa phòng khách quý bên trong đạp không mà tới. Này đạo bóng người màu đen trước đó một mực cực hạn thu lại khí thế, cho tới ở đây không có ai phát hiện tại phòng khách quý bên trong còn có người. Bóng đen này chính là là một gã khuôn mặt tiều tụy lão giả, bên trong thân thể của hắn thật khí thế đang từ từ thả ra ngoài. Thần vương cảnh sơ kỳ Tên này bóng đen lão giả dĩ nhiên cũng là thần vương cảnh cường giả người lão giả này chính là trung châu kim gia lão tổ kim thọ ngạn tại kim gia tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông bọn hắn đặt riêng chu diệt diệp thần phong kế hoạch sau để cho an toàn kim gia gia chủ kim dương mới hắn tạm thời thông chi một tiếng kim thọ ngạn kim thọ ngạn khi biết muốn giết chết người chính là hủy diệt huyền châu cùng linh châu kim gia hung thủ hắn liền ngay cả đêm lợi dụng truyền tống trận tới lặng lẽ đã đến khí linh thành kim thọ ngạn đến kim gia là gạt những người còn lại cho nên ở đây hoa trường sinh cùng tiết bành hải đám người cũng không biết, kim thọ ngạn tới nơi này chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần vương cảnh sơ kỳ kim thọ ngạn, thân ảnh của hắn xuất hiện tại tiết bành hải đám người bên cạnh, hắn nhìn xem hoảng loạn tiết bành hải đám người, hắn phất phất tay, nói ra, yên tâm, ta chính là kim gia lão tổ, ta ẩn nấp ở nơi này, chỉ là vì xem xem các người có phải hay không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xem ra muốn hoàn thành trước mắt nhiệm vụ, còn cần lão phu ta tới ra một phần lực rồi. Đang tại vì Bạch Tiểu Nhu chuyên tâm hóa giải cùng áp chế hắc ám năng lượng triệu thắng hồng, hắn tại cảm thấy được kim thọ ngạn đến sau, trong lòng của hắn vi vi một cái lộp bộp, nếu như kim thọ ngạn động thủ ngăn cản, như vậy hắn và Bạch Tiểu Nhu liền đều gặp nguy hiểm rồi, hắn lập tức quát lên ta chính là cửu U Bang Sư Sư Vương Nhất Mạch Lão Tổ, kính xin vị bằng hữu này chớ động thủ. Trường 2183, Phục sinh, chết thứ hai lần. Kim thọ ngạn đối với triệu thắng hồng lời nói phỏng theo như không nghe thấy, từ bên trong thân thể của hắn tán phát khí thế không có thu lại, trái lại trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ, hắn lãnh đạm cười một tiếng nói cửu u băng sư sư vương một mạch. Đổi lại bình thường lão phu ngược lại là có thể cho các ngươi sư vương một mạch một bộ mặt, đáng tiếc hôm nay chuyện nơi đây tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, huống hồ sư vương nhất mạch người sẽ biết là ta giết chết sao. Của các ngươi, Kim Thọ Ngạn từng bước từng bước hướng về bao phủ triệu thắng hồng cùng Bạch Tiểu Nhu năng lượng màu xanh lam đi tới, từ trong cơ thể hắn tản ra khí thế đang cùng năng lượng màu xanh lam đụng vào sau đó những này năng lượng màu xanh lam lập tức cho hắn nhường ra một con đường. Đang tại cho Bạch Tiểu Nhu thi triển hóa ma triệu thắng hồng, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, hắn nhìn ra được là không có chỗ thương lượng rồi, có thể hóa ma một khi thi triển liền không cách nào đình chỉ, bằng không kết quả cùng trên đường bị người đánh gãy là giống nhau. Kim Thọ Ngạn nhẹ nhóm đi tới Triệu Thắng Hồng cùng Bạch Tiểu Nhu trước mặt, tay phải của hắn cánh tay vung lên, một đạo cường hãn kình khí trong nháy mắt cắt đứt Triệu Thắng Hồng cùng Bạch Tiểu Nhu ở giữa liên hệ. Hóa ma bị cắt đứt một chút sau, Triệu Thắng Hồng lập tức bị phản phệ, trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân bước chân một mặt lui về phía sau năm bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người là lung la lung lay, trên thân thể thật khí thế lập tức rất có yếu bớt rồi. Triệu thắng hồng trong miệng thở hồn hển hắn bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị không giống trình độ thương thế, hóa ma phản phệ lực lượng, khiến hắn tạm thời liền linh khí cũng tụ tập không đứng lên rồi, hắn chỉ là miễn cưỡng đứng thẳng, bây giờ muốn cho hắn đi về phía trước một bước cũng không làm được rồi. Mà bạch tiểu nhu thân thể nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trồng chất ngã trên mặt đất bạch tiểu nhu, khóe miệng nàng cũng dính đầy vết máu, lạnh lẽo sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, con người của nàng bên trong không có bất kỳ thần thái, cả người giống như một có kéo sợi con rối như thế. Đây là Bạch Tiểu Nhu đang tăng nhanh tiến vào ma trạng thái. Dần dần, dần dần, Bạch Tiểu Nhu ngoại trừ ánh mắt như trước chỗ trống ở ngoài, trên mặt của nàng được vô cùng sát ý vô tận cho tràn ngập đầy, của nàng mày liễu cũng đang bắt đầu biến thành tuyết bạch sắc rồi. Cả người giấy ruộng muốn từ mặt đất đứng lên, đáng tiếc bên trong thân thể bị trọng thương người tạm thời chưa có pháp hành động như thường. Triệu Thắng Hồng đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu mày liếu cũng trở thành tuyết bạch sắc sau, trong lòng của hắn nặng nề thở dài một hơi, hắn biết chuyện này ý nghĩa là Bạch Tiểu Nhu đã triệt để nhập ma rồi, hiện tại cho dù đối với nàng lần nữa thi triển hóa ma, cũng hầu như không có một chút tác dụng nào rồi. Triệu Thắng Hồng không nghĩ tới sẽ phát sinh liên tiếp một cách không ngờ sự tình, nếu như vừa bắt đầu hắn liền giúp Diệp Thần Phong một tay, như vậy sự tình tuyệt đối sẽ không phát triển đến nước này kim thọ ngạn liếc nhìn tiết bành hải cùng tiêu hồng thiên đám người nói các người còn đứng ngây ra đó làm gì lập tức động thủ thanh những người còn lại đều giải quyết xong thiên vực không gian e sợ không tốn thời gian dài liền sẽ một lần nữa mở ra rồi tình hồn lại tiết bành hải đám người thân ảnh của bọn họ lập tức đi tới tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình đám người trước mặt tiết bành hải Tiết Hưng xa cùng Chu Thiên Trấn đám người, bọn hắn ánh mắt như ngừng lại Tiết Huyền Tình trên người, Tiết Hưng đường xa, nạch tiện. Loại cũng coi như là con gái của ta rồi, tuy rằng người căn bản không xứng, nhưng vẫn là để ta cái này làm cha đến đưa người cuối cùng đoạn đường đi. Tiêu Hồng Thiên, Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ Cầm nhưng là nhìn chăm chú vào Tiêu Vĩnh Chiến, trong đó Tiêu Cát Phàm nói, gia chủ, Tiêu Vĩnh Chiến cái này cho Tiêu gia chúng ta bôi đen người, vẫn để cho ta đến động thủ giải quyết đi. Tiêu Hồng Thiên mặt không thay đổi gật gật đầu, mà làm Tiêu Vĩnh Chiến vợ trước liễu ngữ cầm. Người thập phần lãnh đạm liếc mắt nhìn Tiêu Vĩnh Chiến. Ngã trên mặt đất tiết huyền tình cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người, bọn hắn không tự chủ được thở phào nhẹ nhóm, Diệp Thần Phong đều chết hết. Bọn hắn cái nào còn có mặt mũi có thể sống sót. Như vậy tốt nhất rồi, kết quả như thế tốt nhất rồi, tối thiểu bọn hắn có thể tại trên đường hoàng tuyển có người bạn. Tại Kim Thọ Ngạn cũng chuẩn bị đem Triệu Thắng Hồng cùng Bạch Tiểu Nhu giải quyết triệt để thời điểm. Phù phù, một tiếng cường mà mạnh mẽ tim đập âm thanh vang vọng tại trong không khí. Bởi này một thanh âm đi tới quá mức đột nhiên, cho tới làm cho ở đây tất cả mọi người hơi sững sờ, ánh mắt của mọi người toàn bộ di động đến Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn thật giống cảm giác được một tiếng này tim đập đến từ chính Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ rõ ràng đều biết Diệp Thần Phong trái tim trực tiếp biến thành hư vô. Căn bản không có bất kỳ một tia khôi phục khả năng. Tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng tiếng cường mà mạnh mẽ nhịp tim rõ ràng ở trong không khí khuếch tán ra đến, lúc này tất cả mọi người nghe rõ. Này tiếng tim đập xác thực là tới từ ở Diệp Thần Phong, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong nơi tim nguyên bản lỗ máu đã sớm khép lại. Nằm trên đất không nhúc nhích Diệp Thần Phong tinh không chi thạch đã cùng máu thịt của hắn liền cùng. Giống như một viên chân chính trái tim bình thường tại bên trái của hắn vững vàng bắt đầu nhảy lên. Tại tất cả mọi người bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Oanh, một tiếng, một đạo hào quang bảy màu từ diệp thần phong vị trí trái tim phóng lên trời. Cả người hắn được một chủng nào đó sức mạnh từ trên mặt đất nắm đã đến giữa không chung, ngón tay của hắn vi vi chấn động một chút sau đó mí mắt của hắn cũng bắt đầu rung động chuyển động hắn từ từ đem con mắt cho mở ra. Diệp thần phong trên mặt tràn đầy lửa giận, hắn vừa vặn cảm thấy phía ngoài tất cả, bây giờ Bạch Tiểu Nhu được kim thọ ngạn làm cho triệt để nhập ma rồi, này làm cho hắn làm sao nhưng đã bình tĩnh. Cảm thụ bên trái bên trong thân thể, viên kia hoàn toàn mới trái tim, tại tinh không chi thạch triệt để trở thành trái tim của hắn một khắc đó. Diệp thần phong chỉ cảm giác đã nhận được biến hóa thoát thai hoán cốt, thực lực mặc dù không có tăng lên, thế nhưng hắn còn lại phương diện đều tăng lên trên diện rộng rồi, tỉ như thiên phú, năng lực lĩnh ngộ vân. Vân các loại, bầu trời trái tim tinh không chi thạch huyễn hóa thành trái tim hình dạng, diệp thần phong một cái viên hoàn toàn mới trái tim là thất thải ban lan. Trái tim mỗi nhảy lên một lần, liền sẽ từ trong đó có một cổ cường đại linh khí tuôn ra, nhanh chóng được diệp thần phong thân thể hấp thu lấy, có viên này hoàn toàn mới trái tim sau đó cho dù diệp thần phong nằm không tu luyện, thực lực của hắn cũng sẽ so người bình thường tăng lên nhanh, đây chính là bầu trời trái tim cường đại rồi. Khởi tử hoàn sinh diệp thần phong, hắn chậm rãi từ giữa không trung rơi đến trên mặt đất, ánh mắt của hắn như ngừng lại kim thọ ngạn trên người. Nguyên bản kéo dài hơi tàn rơi vào phong điên bên trong hoa trường sinh, hắn đang nhìn đến diệp thần phong lại sống sau đó đi tới, mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt của hắn lần thứ hai hiện lên cực hạn dữ tợn, Hắn quát khàn cả giọng, "Cái này không thể nào, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng khởi tử hoàn sinh?" Đối mặt hoa trường sinh tiếng hô, những người còn lại ngạc nhiên không chút nào thiếu, tạm thời không cách nào ngưng tụ linh khí triệu thắng hồng, hắn cũng là khuôn mặt khó mà tin nổi, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu cái này trước đó khiến hắn phi thường phản cảm thanh niên rồi. Tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến bọn người ở tại nhìn thấy Diệp thần phong sống sau đó đi tới, trong lòng bọn họ nhất thời vui vẻ. Mà Tiết Bành Hải lời nói lại trực tiếp cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, các người không nên cao hứng quá sớm, các người cho rằng chỉ dựa vào tiểu tử này có thể ngăn cơn sóng giữ sao. Không thấy kim tiền bối chính là thần vương cảnh cường giả sao. Cho dù tiểu tử này chết rồi sống lại thì đã có sao. Hắn chỉ biết chết lại lần thứ hai khi nghe đến tiết bành hải lời nói sau tiết huyền tình trái tim của bọn họ lần thứ hai chìm đến đáy vực bọn hắn biết tiết bành hải nói một chút cũng không sai đối mặt thần vương cảnh cường giả diệp thần phong này hóa thần cảnh tầng sáu đỉnh phong người sẽ có cái gì phần thắng e sợ cuối cùng vẫn là trốn không thoát vừa chết vận mệnh kim thọ ngạn cùng diệp thần phong ánh mắt đụng vào hắn cười lạnh nói tiểu tử ta đến càng ngày càng hiếu kỳ ngươi vì sao lại khởi tử hoàn sinh được rồi nghe nói ta Linh Châu cùng Huyền Châu Kim ra một mạch toàn bộ là bởi vì ngươi mà che diệt. Xem ra ngươi ngược lại là có chút môn đạo. Bất quá, những bàng môn đó tả đạo tại thực lực chân chính trước toàn bộ đều sẽ tan rã. ngươi chuẩn bị kỹ càng chết lần thứ hai sao. Ngươi nên yếu cảm thấy quang vinh rồi, hôm nay ván cờ này là toàn bộ là bởi vì ngươi mà bày, ngươi có thể để cho chúng ta hưng sư động chúng tới giết ngươi, ngươi chết cũng coi như là đáng giá. Diệp thần phong liếc nhìn ngã trên mặt đất, đang không ngừng dẫy ruộ yếu đứng lên Bạch Tiểu Nhu. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhu chỗ trông ánh mắt, nhìn xem Bạch Tiểu Nhu tràn ngập sát ý gương mặt, hắn ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc, đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn đi, có bầu trời trái tim, ta hẳn là có thể chịu đựng các ngươi rất nhiều sức mạnh. Tiếp lấy, Diệp thần phong lại nhìn xem Kim Thọ Ngạn, nói ai chết ai sống. Ngươi nói không tính, Audio điện tử võ tấn bền. chương 2184, ai cũng không nghĩ tới kết quả. Tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hãy ghé thăm Diệp Thần Phong nói ổ nói tả để Kim Thọ Ngạn cảm thấy thật là buồn cười. Triệu Thắng Hồng cũng nhíu nhíu mày, một cái hóa thần cảnh người đối một cái thần vương cảnh cường giả kêu gào. Cho dù Diệp Thần Phong như thế nào đi nữa quỷ dị, căn bản cũng không khả năng lấy hóa thần cảnh thực lực chiến thắng thần vương cảnh cường giả. Mà đứng tại tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người trước mặt tiết bành hải cùng tiêu cát phàm bọn hắn, trong đó tiêu cát phàm nói tiểu tử này không phải là các ngươi xem người tốt sao. Hiện tại ta liền để cho các ngươi sống thêm một hồi, để cho các ngươi tận mắt thấy tiểu tử này chết ở kim trong tay tiền bối, hắn có bản lĩnh lại không ngừng phục sống tiếp. Bất quá, kim tiền bối động thủ, e tiểu tử này liền xương vụn cũng sẽ không còn dư lại, các ngươi nói hắn còn có phục sinh khả năng sao. Tiêu cát phàm cùng tiết bành hải bọn hắn cực kỳ hí hành hạ nhìn xem tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình. Kim thọ ngạn đường đường thần vương cảnh cường giả, hắn căn bản không có thanh diệp thần phong quá coi là chuyện to tát. Hắn bình thản nói ra, để để ta xem một chút sự tự tin của ngươi nguyên tử ở nơi nào đi. Lão phu ta nhưng rất lâu không có hoạt động gân cốt, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hát diệp thần phong lông mày thật chặt ngưng trong đầu hắn lão bạch thanh âm vang lên tiểu ra hỏa trái tim của ngươi tuy rằng có thể chịu đựng sức mạnh của chúng ta rồi nhưng là thân thể của ngươi cũng chịu không được bao lâu cho nên ngươi nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh chúng ta trực tiếp để thực lực của ngươi tăng lên tới thần vương cảnh ngươi nhất định phải một chiêu đem lão già này giải quyết tại diệp thần phong trong lòng đáp một tiếng sau đó lão bạch cùng lão hắc sức mạnh lập tức nhanh chóng tràn vào diệp thần phong bên trong thân thể diệp thần phong khí thế trên người đột nhiên kéo lên hóa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong linh thần cảnh một tầng đỉnh phong bởi trước đó diệp thần phong từng dùng tới cuồng bạo tại lão bạch cùng lão hắc trợ giúp một cái cũng tăng lên tới địa thần cảnh tầng hai thực lực bởi vì trái tim không thể chịu đựng nguyên nhân không có tiếp tục tăng lên cho nên lần này thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người lại tăng lên nữa, triệu thắng hồng cùng Kim Thọ Ngạn bọn người là chuyện thường ngày ở huyện được rồi, Kim Thọ Ngạn lãnh đạm nói tiểu tử, người tiếp tục tăng lên a -hát. Thực lực của ngươi có thể tăng lên tới cái gì tầng thứ? Có thể tăng lên tới thiên thần cảnh sao? Để lão phu ta đến hảo hảo mở mang tầm mắt. Kim thọ ngạn là chắc chắn diệp thần phong thực lực tăng lên không đi nơi nào, dù sao trước đó cao nhất một lần cũng chỉ có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới địa thần cảnh tầng 2 mà thôi. Linh thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, địa thần cảnh một tầng đỉnh phong, địa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, thẳng đến diệp thần phong thực lực tăng lên tới địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong thời điểm. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ là sướng sờ rồi, bọn hắn đều không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên có thể điên cuồng như thế trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Đây tuyệt đối là chưa bao giờ nghe sự tình, Diệp Thần Phong trên người đến cùng giấu giếm bí mật gì? Tại tăng lên tới đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong thời điểm. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, kế tiếp thực lực của ngươi sẽ tăng lên càng tăng nhanh hơn. Ngươi phải làm tốt chịu được chuẩn bị, đồng thời ngươi cũng chuẩn bị động thủ đi. Lão Hắc Giang vận thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống, oanh. Một tiếng, Diệp Thần Phong bên trong thân thể khí thế leo lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền xông vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ theo diệp thần phong bước vào thiên thần cảnh hắn một con mắt biến thành màu đen kịt con mắt còn lại biến thành màu trắng tinh dù sao trong cơ thể hắn phần lớn sức mạnh đều là tới từ ở lão bạch cùng lão hắc diệp thần phong chỉ cảm thấy bên trong thân thể bên trong cơn đau cực kỳ hắn ra trên người cũng đang nhanh chóng nứt toác không ngừng có máu tươi từ hắn nứt toác trong da chảy ra đến hắn cả người xương cốt có một loại mỗi thời mỗi khác đều tại được sức mạnh khổng lồ nghiền ép thống khổ cảm giác. Thế nhưng bên trong thân thể của hắn thật khí thế lại tăng vọt càng thêm mãnh liệt rồi, chỉ là mấy giây. Hắn khí thế trên người liền tăng lên tới thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã sớm là máu me đầm đìa được rồi, trên mặt biểu lộ thống khổ tới cực điểm. Vì để cho Diệp thần phong đánh nhanh thắng nhanh, Lão Bạch cùng lão Hắc Yếu trực tiếp để Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới thần vương cảnh. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tới thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, sau đó ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Kim Thọ Ngạn cũng không thể tại bình tĩnh, hắn lập tức từ ngây người bên trong phản ứng lại, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, hắn không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, lần này hắn hoàn toàn là đoán sai lầm. Ai có thể nghĩ đến một tên hóa thần cảnh tiểu tử thực lực có thể như thế vượt quá lẽ thường tăng vọt. Nhưng lại tại Kim Thọ ngạn thân ảnh động thời điểm, Diệp Thần phong khí thế trên người dường như núi lửa bạo phát ra, phóng lên trời thật khí thế để bao phủ lại quảng trường kết giới lắc lư, bàn tay phải của hắn nhanh chóng lật qua lật lại, ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh, thực lực tạm thời bước vào thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần phong, hắn thi triển ngũ tinh bí pháp Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn dễ dàng không ít. Long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn nhất định muốn tại trong vòng 3 giây đưa bàn tay xoay chuyển 30 lần, hơn nữa mỗi xoay chuyển một lần, bàn tay hắn động lại sức mạnh liền sẽ mãnh liệt kéo lên, đến tối sau bàn tay bên trong sẽ như cùng lấy một tòa lớn vô cùng cao sơn. Theo Diệp Thần Phong thủ trưởng xoay chuyển, khí thế mạnh mẽ tại Diệp Thần Phong bốn phía khoách tán, hắn bốn phía không gian rất có vạn vẹo. Loại này khí thế kinh khủng để triệu thắng hồng mí mắt nhảy lên mà Tiết Bành Hải cùng Tiêu Hồng Thiên đám người đã sớm là thay đổi sắc mặt rồi. Liền ở Kim Thọ Ngạn muốn tới gần thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay phải trong dây lát vỗ ra. Long thần phiên thiên ấn, hai ấn nhưng hám địa. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết dạn nứt, những này vết dạn nứt đang không ngừng mở rộng thành cái khe lớn. Trên quảng trường gạch đá cũng bắt đầu không ngừng nổ tung. Một con to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay ngưng tụ mà thành, hướng về Kim Thọ Ngạn công đánh tới. Con này năng lượng màu xanh giấu bàn tay lớn vô cùng, tối thiểu có mấy chục gạo cao, hắn gào thét tốc độ cực nhanh, để Kim Thọ Ngạn tránh né cũng không kịp. Oanh. Một tiếng, Kim Thọ Ngạn trực tiếp được con này năng lượng khổng lồ giấu bàn tay cho đập bên trong. Màu xanh năng lượng thật lớn giấu bàn tay một đường hướng phía trước kéo đi, cuối cùng kéo đi Kim Thọ Ngạn đụng vào kết giới bên trên. Lại là oanh. Một tiếng Bao phủ lại quảng trường kết giới dĩ nhiên trực tiếp biến thành hư vô Toàn bộ quảng trường hầu như biến thành một vùng phế tích Vừa vận tại đánh ra một trường này đồng thời Diệp thần phong phân ra một phần năng lượng bảo hộ được tiết huyển tình cùng bạch tiểu Nhu bọn hắn Về phần không có chịu đến người bảo vệ Bọn hắn chống chơn là bị khí thế kia lan đến gần Bọn hắn liền thân thể ngã xuống đất Bên trong thân thể bị không giống trình độ thương thế Màu xanh năng lượng thật lớn giấu bàn tay biến mất rồi mà Kim Thọ Ngạn cũng kèm theo trực tiếp biến mất ở vùng thế giới này giữa. Trước đó Kim Thọ Ngạn đã nói chính mình có rất lâu không có hoạt động gân cốt, đáng tiếc lần này hắn cũng không có hoạt động đến gân cốt, hắn là trực tiếp được Diệp Thần Phong cho một đòn nháy mắt giết. Nhìn xem biến mất ở bên trong trời đất Kim Thọ Ngạn. Kết quả này chỉ sợ là không ai từng nghĩ tới, thế nhưng Diệp Thần Phong lại không có đình chỉ động tác, đang giết chết kim thọ ngạn sau đó trong cơ thể hắn khí thế hạ xuống thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ, dù sao thân thể của hắn nhưng chịu không được một mực duy trì tại thần vương cảnh. Diệp thần phong trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu cát phàm đám người trước mặt, một trường hướng về tiêu cát phàm đập tới. Thất kinh tiêu cát phàm, hắn trực tiếp kéo qua bên cạnh liễu ngữ cầm, để liễu ngữ cầm chắn trước mặt mình. Âm, um, một tiếng, liễu ngữ cầm được một trường đánh bay ra ngoài, một trưởng này trực tiếp cắt nát tâm mạch của nàng tại trước khi chết thời khắc này người đau lòng nhìn xem tiêu cắt phàm người vẫn cho là tiêu cắt phàm phi thường yêu nàng nhưng cho tới bây giờ người mới nhìn rõ tiêu cắt phàm chân thực diện mạo hồi tưởng đã từng tiêu vĩnh chiến đối với nàng tốt người đột nhiên có một loại cực kỳ hối hận cảm giác đáng tiếc hết thảy đều đã chậm cách đó không xa tiêu vĩnh chiến tại thấy cảnh này sau hắn vẫn là không đành lòng nhíu nhíu mày dù sao hắn đã từng lại yêu thích qua liễu ngữ cầm Tiêu Hồng Thiên quát, vĩnh chiến, là ta sai rồi, nhanh khiến hắn dừng tay, tương lai ngươi là tiêu gia duy nhất gia chủ. Tiết Hưng Sa cũng nói, uyển tình, ta là phụ thân của ngươi A Hát. Ta là của ngươi cha ruột. Chu Thiên chấn lập tức quát, tiết huyền tình, ta là ông ngoại của ngươi, lẽ nào ngươi muốn làm ra đại nghịch bất đạo sự tình tới sao? Đã đến trước khi chết thời khắc này, những người này cũng lại duy trì không bình tĩnh rồi. Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền Tình chỉ là đáng thương cười lạnh một tiếng. Mà Diệp Thần Phong nhưng là không chút lưu tình nhanh chóng động thủ, những người này căn bản không chống đỡ được hắn bây giờ công kích. Chỉ là số dây, Tiết Bành Hải các loại tất cả mọi người mất mạng. chương 2185, ta một chắc chắn đi. Đang giải quyết Tiết Bành Hải đám người sau, Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhu bên cạnh, hắn khí tức trên người lần thứ hai nhanh chóng hạ thấp nếu như thời gian dài mượn lão bạch cùng lão hắc sức mạnh, như vậy đối diệp thần phong thân thể có thể tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Tại lão bạch cùng lão hắc đem sức mạnh triệt hồi sau đó diệp thần phong khí thế trên người khôi phục được hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Trên người da thịt hầu như toàn bộ nước ra, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ đâu diệp thần phong, dưới chân hắn bước chân lung la lung lay, hắn cảm giác trong đầu cực độ hôn mê, có một loại yếu bất tỉnh đi cảm giác chịu đựng lão bạch cùng lão hắc sức mạnh, không chỉ có trên thân thể sẽ phải chịu áp lực cực lớn, liền ngay cả tinh thần cũng sẽ như thế. Bất tử kim thân đối với trên thân thể thương thế có thể làm được trăm phần trăm khôi phục, nhưng đối với trên tinh thần mang đến áp lực thật lớn cùng tiêu hao, bất tử kim thân khôi phục không phải là như vậy rõ rệt rồi. Giờ khác này Diệp Thần phong tâm tư toàn bộ tại Bạch Tiểu Nhu trên người, hắn căn bản không lo được thi triển bất tử kim thân, Bạch Tiểu Nhu là vì hắn mà nhập ma, hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Nhu từ đây biến thành một bộ cỗ máy giết người đây? Cả người tiên huyết diệp thần phong, hắn trực tiếp thanh trên mặt đất Bạch Tiểu Nhu kéo vào trong lồng ngực, nhìn xem Bạch Tiểu Nhu tuyết mái tóc dài màu trắng, nhìn xem Bạch Tiểu Nhu tuyết bạch sắc mày liễu, hắn nhẹ nhàng hô hoán nói Tiểu Nhu. Được Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực Bạch Tiểu Nhu, ánh mắt của nàng nhưng vẫn là chỗ trống vô cùng, trên mặt ngoại trừ sát ý liền vẫn là sát ý rồi, nhưng kỳ quái là đang đối mặt diệp thần phong thời điểm trên mặt nàng sát ý lại đang chậm rãi hạ thấp đứng ở một bên triệu thắng hồng vừa nãy diệp thần phong cũng không có dùng sức mạnh bảo vệ hắn cho nên đối với tạm thời không thể ngưng tụ linh khí hắn đến nói thân thể đồng dạng là được long thần phiên thiên ấn thật khí thế cho hất tung ra ngoài trải qua như thế một hồi điều chỉnh sau đó triệu thắng hồng tổng xem là khá hơi chút điều động một ít linh khí bây giờ cả người hắn là mặt mày xám xịt hắn cũng căn bản không kịp đi chú ý hình tượng của bản thân rồi. Tại hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong lồng ngực Bạch Tiểu Nhu, trên mặt sát ý thậm chí có hạ thấp dấu hiệu, này làm cho hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Còn có Diệp Thần Phong người này cũng là quỷ dị trồng chất. Trước đó ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Thần Phong trái tim rõ ràng được phá hủy được rồi, nhưng ai biết Diệp Thần Phong rõ ràng một cách không ngờ sống lại. Hơn nữa không phải là sống lại, lại vẫn dựa vào sức lực của một người cứu vãn cục diện. Từ hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong trực tiếp mạnh mẽ tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ. Triệu thắng hồng sống lâu năm như thế, hắn chưa từng thấy sự tình như thế đây. Chỉ còn dư lại nửa người trên hoa trường sinh, hắn tại vừa mới trải qua khí thế sung kích sau, hắn là trở nên càng thêm thoi thóp rồi, trong lỗ mũi hô hấp là đứt quáng, phảng phất lúc nào cũng có thể ngất đi. Hoa trường sinh trên mặt biểu lộ có vẻ dại ra cùng chết lặng. Diệp thần phong thậm chí ngay cả thần vương cảnh kim thọ ngạn cũng có thể miểu sát. Càng là thâm nhập hiểu rõ diệp thần phong, hắn liền cảm giác mình càng là buồn cười. Mỗi lần hắn cho rằng diệp thần phong đến cực hạt, nhưng mỗi một lần diệp thần phong đều sẽ bày ra ngoài người ta dự liệu một mặt. Thậm chí hắn bắt đầu cảm giác mình tại diệp thần phong trước mặt chính là một cái từ đầu đến đuôi thằng hề. Nhớ lại lần thứ nhất diệp thần phong gặp phải, đối diệp thần phong bất tiết nhất cố cảnh tượng, bây giờ muốn đến mình quả thực là khiêu lương tiểu sử a -Hát. Diệp thần phong có thể biểu hiện ra sức chiến đấu cỡ này đến, hay là từ đầu tới cuối tại diệp thần phong trong lòng đều không đem hắn hoa trường sinh coi là chuyện to tát. Ha ha ha, hoa trường sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, tiếng cười của hắn có vẻ hơi bi thương. Cười, cười, từng ngụm từng ngụm tiên huyết liền từ trong miệng của hắn phun đi ra cuối cùng hắn mắt mở thật to, toàn bộ nằm trên đất không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy sinh cơ đã đứt. Ngã trên mặt đất tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người, trong lòng bọn họ đúng là nặng nề thở ra một hơi, mỗi người bọn họ phục dụng chữa thương đan dược, thương thế bên trong cơ thể bắt đầu khôi phục một ít, bọn hắn nhìn xem tiết hưng xa cùng tiêu cát phàm đám người thi. Thể, trong lòng bọn họ tư vị đều không giống nhau. Tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến tại diệp thần phong trước đó tử vong một khắc đó, bọn hắn đã là lâm vào vô cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay phải sống sót rồi. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong lại ngăn cơn sóng dữ, Diệp Thần Phong cho bọn họ mang đến sung kích, quả thực là để cho bọn họ ngây người lại ngốc, choáng váng lại choáng váng. Ôm bạch tiểu nhu Diệp Thần Phong, hắn không ngừng mềm nhẹ nói, tiểu nhu, lẽ nào ngươi không muốn cùng với Diệp Đại ca sao? Như yếu người nguyện ý khôi phục như cũ, người về sau cũng có thể ở lại bên cạnh ta. Tiểu nhu, người đối với tâm ý của ta, ta cũng đã minh bạch. Ta sẽ hảo hảo quý trọng phần tâm này ý. Diệp Thần Phong ôm bạch tiểu nhu càng ngày càng gấp rồi. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói liên miên cằn nhằn, mà bị Diệp Thần Phong ôm bạch tiểu nhu người chỗ trông ánh mắt dĩ nhiên khôi phục một ít sắc thái trên mặt sát ý cũng đang kịch liệt giảm bớt. Bạch tiểu nhu khôi phục một ít thần thái ánh mắt nhìn trầm trầm Diệp Thần Phong người âm thanh hư nhược nói ra, Diệp đại ca. Là ngươi sao? Tiểu Nhu đang nằm mơ sao? Tiểu Nhu không có bảo vệ tốt Diệp đại ca, Tiểu Nhu ta vừa vặn như ngủ rồi, tiến vào một mảnh trắng xóa thế giới, ta ở nơi đó không tìm được Diệp đại ca, sau đó ta đột nhiên nghe được Diệp đại ca thanh âm. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu thật sự từ nhập ma trạng thái khôi phục một ít, này làm cho Diệp Thần Phong khuôn mặt lộ ra vui sướng nụ cười, ngón tay hắn chỉ trỏ Bạch Tiểu Nhu mi tâm, nói ra Tiểu Nhu, ngươi không phải là đang nằm mơ ngươi không cần ngủ nữa, về sau ngươi còn muốn một mực cùng ở bên cạnh ta đây. Cảm tình thứ này có lúc liền là có được vô cùng sức mạnh khổng lồ. Diệp thần phong chính là bạch tiểu nhu chấp niệm trong lòng, hay là cũng chỉ có diệp thần phong hô hoán, mới sẽ đối nhập ma bạch tiểu nhu sản sinh nhất định tác dụng. Triệu thắng hồng đang nhìn đến bạch tiểu nhu tạm thời khôi phục một ít thần trí sau, hắn lập tức xuất hiện tại bạch tiểu nhu bên cạnh, hắn đối với diệp thần phong nói ra, trước đó là ta đối với ngươi có thành kiến, hay là lúc trước cũng không phải lỗi của ngươi, bây giờ ta nhất định phải dẫn nàng về sư vương nhất mạch địa phương, ngươi chỉ là làm cho nàng tạm thời thoát ly nhập ma trạng thái, ta hiện tại cũng không cách nào lần nữa thi triển hóa ma rồi, chỉ có dẫn nàng trở lại mới có thể làm cho nàng hoàn toàn khôi phục như cũ. Mơ mơ màng màng bạch tiểu nhu, người chủ động hướng về diệp thần phong trong lồng ngực chen lấn chen, nói ra ta không nên rời đi diệp đại ca rồi, Tiểu Nhu lại cũng không nên rời đi Diệp Đại ca rồi. Diệp Thần Phong cũng biết hắn chỉ là tạm thời tỉnh lại Bạch Tiểu Nhu, sư vương nhất mạch công chúa nhập ma, chính là phi thường vướng tay chân, liền ngay cả Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không có biện pháp quá tốt, bây giờ để Bạch Tiểu Nhu trở về sư vương nhất mạch địa phương, hay là này mới là biện pháp tốt nhất. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhu sau lưng, nói Tiểu Nhu, người trước quay về ngươi ra đời địa phương đi qua một thời gian ngắn diệp đại ca nhất định tới thăm ngươi đến lúc đó tiểu nhu muốn muốn vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta cũng không thành vấn đề mơ mơ màng màng bạch tiểu nhu lông mày của nàng tại nhíu nhíu sau đó nói diệp đại ca ngươi không gạt ta diệp thần phong cười nói ta sẽ không lừa gạt tiểu nhu ngươi khi nghe đến diệp thần phong khẳng định sau khi trả lời bạch tiểu nhu cuối cùng lại yên tâm xuống đồng thời triệu thắng hồng thủ trưởng vung lên một nguồn sức mạnh nhất thời tiến vào Bạch Tiểu Nhu bên trong thân thể. Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể tất cả tạm thời đều bị phong tồn rồi, ai biết người lúc nào lại sẽ nhập ma. Chỉ có trước tiên bao bọc của nàng tất cả cơ năng mới là biện pháp tốt nhất, chờ đến sư vương nhất mạch địa phương đang giúp nàng bỏ niêm phong là được rồi. Tại đem Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể tất cả cơ năng bao bọc sau đó triệu thắng hồng ném cho Diệp Thần Phong một khối ngọc bài, nói, bên trong khắc lục chúng ta sư vương nhất mạch cụ thể phương vị, người chiếu vào mặt trên đi là có thể đi vào chúng ta vị trí rồi. Lần này là lão phu ta nhìn lầm, tương lai các loại thực lực của ngươi tăng lên tới thần vương cảnh, lão phu ta có thể để ngươi tốt nhất xả giận, thật có của ngươi tư cách thành vì chúng ta sư vương một mạch công chúa nam nhân. Chúng ta sau này còn gặp lại đi. Sức tiếng, triệu thắng hồng liền dẫn bạch tiểu nhu rời khỏi nam nghiễm tràng, diệp thần phong nhìn xem biến mất triệu thắng hồng cùng bạch tiểu nhu, Hắn tự nói, sư vương nhất mạch tổ địa, ta nhất định sẽ đi. Diệp Thần Phong trong đầu là càng ngày càng hôn mê rồi, loại này hôn mê là sử dụng lão bạch cùng lão hắc sức mạnh di chứng về sau, không có khôi phục nhanh chóng phương pháp xử lý, chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày mới có thể khôi phục. Tại cảm giác mình sắp bất tỉnh đi nháy mắt, hắn đối với cách đó không xa Tiêu Vĩnh Chiến nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này, lợi dụng truyền tống trận đi hướng Thiên Nguyên cổ thành. Nói xong, Diệp thần phong mắt nhắm lại, hướng xuống đất thượng mới ngã xuống rồi. Tốt đang khôi phục một chút năng lực hoạt động tiết huyền tình đúng lúc xuất hiện, người đem Diệp thần phong kéo vào trong lồng ngực. chương 2186, nhất định truyền kỳ. Tuy rằng triệu tinh đồ cùng vân quang vinh bọn người trên trời vực không gian bên trong, nhưng là bọn hắn tối thiểu còn sẽ không gặp nguy hiểm, tiêu giao cung đám người không dám dưới con mắt mọi người đối với bọn họ động thủ, tối thiểu tiêu giao cung bọn hắn cũng phải tìm đến một cái lý do thích hợp. Mà nếu như Diệp Thần Phong bọn hắn tiếp tục lưu lại liền không giống nhau, chờ đến tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông các loại tông môn người đi ra, đang nhìn đến tiết bành hải bọn hắn toàn bộ đã bị chết, đến lúc đó nói không chắc sẽ trực tiếp cho Diệp Thần Phong bọn hắn chụp cái trước không cần có tội danh, bọn hắn cùng tiêu giao cung nhóm thế lực đã là như nước với lửa rồi. Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền tình đám người đương nhiên sẽ không phản bác Diệp Thần Phong quyết định, bọn hắn mang theo Diệp Thần Phong bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Nam Nghiễm Tràng, vội vã hướng về nắm giữ cỡ lớn truyền tống trận địa phương tiến đến. Mà giờ khắc này thiên vực không gian bên trong. Triệu Tinh Đồ, Vân Quang Vinh, Vương Hưng Hoài cùng viên khôn đám người, bọn hắn nỗ lực đều muốn tìm được rời đi lối ra, đương nhiên bao quát ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên cũng là hỏa cấp hỏa liệu nhưng nơi này chính là độc lập sáng tạo đi ra ngoài một cái không gian, muốn tìm được chính xác rời đi phương vị là khó khăn, bọn hắn không ngừng phá tan bốn phía kết quả, chỉ là nhìn thấy một mảnh khác càng thêm hỗn loạn không gian. Thời gian đã qua một hồi lâu, triệu tinh đồ cùng vân quang vinh các loại trong lòng người tâm tình phi thường nghiêm nghị, thậm chí bọn hắn có một loại dự cảm xấu rồi. Tiêu giao cung lão tổ la thiên giang, hắn bình thản nói ra, các vị không còn bận việc hơn rồi, Thiên vực không gian hẳn là lập tức muốn tự động mở ra, chúng ta có thể rời đi nơi này rồi, bất quá, ta xin khuyên các vị vẫn là tăng cao cảnh giác được, ai biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Diễn trò đương nhiên muốn làm đến cuối cùng, trước đó Kim gia gia chủ Kim Dương mới, hắn đã lén lút cùng La Thiên Giang, Hoa Lưu khoảng không bọn hắn rãnh thông qua được, đồng thời Thanh Kim Thọ ngạn bí mật tới chỗ này sự tình nói một lần. Này làm cho La Thiên Giang đám người còn có cái gì tốt không yên lòng. Kim thọ ngạn nhưng là đường đường thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, có kim thọ ngạn trong bóng tối phụ trợ, lần này bọn hắn bố trí chu diệt diệp thần phong kế hoạch tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, hắn đứng ở viên khôn cùng cao đức rõ ràng hai vị này phó các chủ bên cạnh, hắn cười lạnh truyền âm nói có một số việc không cần phải nói rất rõ chứ. Các người chỗ ỷ lại tiểu tử kia còn có còn sống khả năng sao? Ta có thể không tính đến trước đó các ngươi đối với ta mạo phạm, nhưng là lúc sau các ngươi nhất định muốn cho ta hảo hảo lưu lại luyện dược các bên trong, không nên lại có bất kỳ cái gì khác tâm tư." Viên Khôn cùng cao đức rõ ràng trong lòng cảm xúc âm trầm làm. Bọn hắn chỉ là trầm mặc không có mở miệng. Luyện khí các chỗ tụ tập địa phương. Lão tổ Đàm Nguyên Vũ hắn liếc nhìn Vương Hưng Hoài, nói: "Hưng Hoài, về sau ngươi cũng không nên nhúng tay chuyện này rồi, hiện tại đại cục đã định." vì một cái người đã chết không đáng giá rồi. Vương Hưng Hoài trong con người phẫn nộ hiện lên, trong lòng của hắn vẫn là thưởng thức Diệp Thần Phong, hắn cũng muốn muốn hảo hảo bồi dưỡng Diệp Thần Phong một phen, bây giờ cục diện lại biến thành như vậy. Rất có bao nhiêu nhất định thực lực người thông minh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được chuyện này bên trong kỳ hoặc. Phù sư các chỗ chỗ tụ tập địa phương. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói là ngay cả liền thở dài lắc đầu. Cố Hình Nhi thì là một bộ đầy mặt tức giận dáng dấp. La Thiên Giang đối với phù sư các cùng luyện khí các người, nói ra, trước đó cái kia mặt nạ màu đen nhân hòa mặt nạ màu trắng người ngược lại là vừa vặn không ở nam trên quảng trường, các người luyện khí các cùng phù sư các cũng không làm được độc hưởng bực này thiên tài a hát. Nhất định phải cũng phải để cho chúng ta mời chào một cái. Hoa lưu khoảng không lập tức nói ra, không sai a hát bực này thiên tài đều là có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta thiên kiếm tông cũng không muốn buông tha. Kim Dương mới cũng gật đầu cười nói, chúng ta Kim ra cũng phải tranh thủ một cái. Xem ra bọn hắn tâm tình của những người này đều thập phần không sai, đốt ma cốc cùng mộ dung ra mục thành thông cùng mộ dung giang đám người, bọn hắn nhíu mày. Trong lòng bọn họ đối tiêu giao cung các loại tông môn làm như vậy phi thường bất mãn, nhưng thế nhưng lần này đối phương bố trí không có sơ hở lưu lại, Tại không có chứng cứ dưới tình huống, rất nhiều người tình nguyện làm một cái người hồ đồ, cũng không muốn đi ra nói câu công đạo. Mục Thành thông thở dài nói, xem ra Diệp Tiểu Hữu là giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Giang lắc đầu nói, đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc, Diệp Tiểu Hữu tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng hắn có lẽ cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ là như thế kết cục. Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô mưa trên mặt tràn ngập bất bình bọn hắn cũng coi như là coi Diệp Thần Phong là làm bằng hữu tới đối xử. Liền ở tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm. Ồ, một tiếng, thiên vực không gian cửa ra vào cuối cùng là tự chủ mở ra, là thiên giang đối với triệu tinh đồ đám người làm ra một cái xin mời thủ thế, nói các ngươi không phải là muốn mau chóng rời đi sao. Xuất hiện ở lối ra đã xuất hiện, các ngươi đi trước đi. Là thiên giang khóe miệng hiện lên ý cười, mà triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người, bọn hắn hiện tại bắt đầu do dự. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, bọn hắn sợ sệt vừa đi ra ngoài nhìn đến kết quả là bọn hắn không muốn gặp nhất. Mấy giây sau, Vân Quang Vinh cắn răng nói, đi thôi, nếu như Diệp Lão Đệ xảy ra vấn đề rồi, ta Vân ra coi như là liều một cái diệt phong. Ta cũng muốn hảo hảo tính tính toán toán này một món nợ. Tại Vân Quang Vinh sau khi rời đi, triệu tinh đồ mấy người cũng toàn bộ đi về phía cửa ra rồi, La Thiên Giang cùng Hoa Lưu đợi không đám người đến tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó Kim Dương mới cười nói chúng ta cũng có thể đi xem xem gặt hái được, ta nghĩ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, La Thiên Giang cùng Hoa Lưu khoảng không mấy người cũng hướng về lối ra đi đến. Làm La Thiên Giang cùng Hoa Lưu đợi không người thông qua lối ra trở về Nam Nghiễm Tràng thời điểm bọn hắn lập tức ngây dại còn lại trước một bước trở về nam nghiễm chàng người bọn hắn cũng toàn bộ là ngây người như phỗng chỉ thấy toàn bộ nam nghiễm chàng sớm đã là biến thành phế tích vương vĩnh ý cùng tiết bành hải đám người thi thể toàn bộ an tĩnh nằm ở trên mặt đất nhưng quét mắt một vòng cũng căn bản không có nhìn thấy diệp thần phong đám người thi thể này làm cho la thiên giang cùng hoa lưu khoảng không bọn hắn thật chặt nhíu mày đến Kim Dương mới phục hồi tinh thần lại sau đó thân ảnh của hắn đi tới Vương Vĩnh Ý đám người thi. Thể bên, hắn bắt đầu tra nhìn lại, tại không thu hoạch được gì thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy tại Tiêu Hồng Thiên trong tay nắm một khối ngọc bài. Kim Dương mới đưa ngọc bài cầm tới, đây là một khối có thể tồn chữ hình ảnh ngọc bài. Kim Dương mới đưa linh khí truyền vào ngọc bài chi về sau, chỉ thấy cả khối ngọc bài lập tức tản ra một trận màu trắng ánh sáng, sát theo đó một tấm đồ án phủ xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Này bôi đồ án chính là máu me khắp người Diệp Thần Phong, đây cũng là tiêu hồng thiên trước khi chết lén lút ghi chép xuống. Bởi chỉ có một cái chương chỉ một đồ án, người ở chỗ này không nhìn ra Diệp Thần Phong lúc đó thực lực tăng lên tới thần vương cảnh sơ kỳ, dựa vào bức tranh này án bọn hắn cũng phán đoán không ra chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Bất quá, rất nhanh có người liền chú ý tới đồ án trong, treo ở diệp thần phong trên cổ một đen một trắng hai khối tụ linh ngọc, này không phải là lúc trước luyện khí các cùng phù sư các đưa cho mặt nạ màu trắng cùng mặt nạ màu đen người sao? Trong đám người cũng không biết là ai hô một câu như vậy, treo ở cổ hắn trong là trước kia luyện khí các cùng phù sư các đưa ra hai khối tụ linh ngọc. Diệp thần phong, Diệp thần phong, không, không riêng gì trận pháp sư cùng luyện dược sư. Hắn, hắn vẫn là bát phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm phù sư này, điều này có thể sao? Sùng sục, sùng sục, sùng sục, nuốt nước, nước miếng tiếng vang lên. Bất thình lình sung kích, làm cho tất cả mọi người trong đầu đều ngất vù vù. Bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Dĩ nhiên có người có thể là thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong tuổi tác mới bao lớn. Không sẽ vượt qua 300 tuổi chứ một cái không cao hơn 300 tuổi thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu. Hơn nữa trận Pháp đã đến tông sư cấp bậc, chế thuốc cùng luyện khí cũng đều là bát phẩm rồi, liền ngay cả phù sư cũng đang ngũ phẩm rồi, chuyện này quả thật là từ cổ trí kim từ chỗ không có sự tình. La Thiên Giang cùng Hoa Lưu khoảng không bọn người ở tại nhìn thấy này một bộ hình ảnh sau đó bọn hắn cũng lâm vào vô tận khiếp sợ và dại ra bên trong, đồng thời trong lòng bọn họ toát ra một loại phi thường dự cảm không tốt này không có Diệp Thần Phong thi. Thể, mà Tiêu Hồng Thiên trong tay ngọc bài bên trong lại ghi chép Diệp Thần Phong hình ảnh, như vậy Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng còn sống rồi. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đờ đẫn nhìn xem trôi nổi tại giữa không trung Diệp Thần Phong hình ảnh, mặc kệ sau này làm sao, mặc kệ Diệp Thần Phong phải hay không trong hội đồ chết non. Diệp Thần Phong nhất định hội trở thành một truyền kỳ, vẻn vẹn là hắn bây giờ lấy được những này thành tựu, này đủ để làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ Diệp Thần Phong danh tự này rồi. chương 2187, muốn gán tội cho người khác. Khí linh thành, toàn bộ nam trên quảng trường tĩnh chỉ còn dư lại tiếng hít thở rồi. Trong lòng một mực lo âu triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người, trong lòng bọn họ bạo phát ra mãnh liệt vui sướng. Trước mắt hình ảnh này đủ để chứng minh Diệp Thần Phong chính là mặt nạ màu trắng nhân hòa mặt nạ màu đen người, này tiết bành hải đám người toàn bộ mất mạng, ở đây lại không nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng tiết huyền tình đám người, nói như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn hẳn là an toàn rời khỏi. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người kích động đều phát run, tim đập tốc độ không ngừng tăng nhanh, thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu đại diện cho cái gì. Tương lai Diệp Thần Phong e sợ hội đến một cái không ai bằng độ cao. Nguyên bản sầu lo nặng nề viên khôn cùng cao đức rõ ràng, bọn hắn cũng trong nháy mắt bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, sắc mặt hưng phấn đỏ lên một mảnh, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt to lớn. Nhưng đứng tại hai người bọn họ bên cạnh tôn nhiều năm, sắc mặt của hắn dường như giống như ăn phải con ruồi, chỉ cần diệp thần phong bất tử, như vậy e sợ viên khôn cùng cao đức rõ ràng hội không chút do dự thoát ly luyện dược các. Phù sư các cùng luyện khí các người cũng là khiếp sợ không thôi, thật sự là Diệp Thần Phong mang tới cái này sung kích quá lớn quá lớn rồi. Đứng ở Kim Dương mới bên cạnh Kim Biết Nhảy, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, hắn thân là luyện khí các các chủ đệ tử, hắn thân là ngũ phẩm luyện khí sư, hắn không nghĩ tới trước đó tại luyện khí trong trận đấu thu được quán quân, xa vượt xa người của hắn lại sẽ là Diệp Thần Phong. Kim Biết Nhảy gân xanh trên mẫu u bàn tay nổi lên, 10 ngón tay của hắn lâm vào lòng bàn tay, máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà ra, nguyên bản lần này thiên huyền thịnh biển hẳn là hắn quật khởi thời khắc, bây giờ tất cả mọi người sẽ không nhớ cho hắn kim biết nhảy, tất cả mọi người chỉ biết nhớ rõ Diệp Thần Phong, thuốc khí phù trận bốn người đồng tu, phần này tuyệt thế thiên phú từ xưa đến nay có ai có thể có. Mục Thành thông cùng mộ dung giang hai vị này tông chủ, trong lòng bọn họ cũng là cảm thán liên tục, bọn hắn không nghĩ tới tại tiêu giao cung đám người bày xuống phải giết bên trong cục, Diệp Thần Phong lại vẫn có thể sống sót. Bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là Diệp Thần Phong lại còn là bát phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm phù sư. Mục Thành Thông lắc đầu nói, xem ra không chịu nhận mình già cũng không được, về sau là thiên hạ của người trẻ rồi, Diệp Tiểu Hữu người này ta càng ngày càng nhìn không thấu. Mộ Dung Giang gật đầu nói, cũng không phải sao, ở trong tình hình này hắn đều có thể sống sót, sau này chỉ cần hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành, sớm muộn cũng có một ngày tiêu giao cùng các loại tông môn hội hủy diệt ở trong tay hắn. Đứng ở một bên mục vân lương cùng mộ dung tô mưa, hai người bọn họ trong lòng là càng ngày càng cay đắng rồi, kèm theo diệp thần phong lần lượt thân phận lũ lượt kéo đến. Bọn hắn cảm giác mình này cái gọi là trung châu ngũ đại công tử, chỉ sợ cũng liền cho diệp thần phong sách giày cũng không xứng. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này, các nàng trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, các nàng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Ngô Lăng Hương chắc chắn nói, lần này ta nhất định phải diệp thần phong về ngô gia, ai cũng ngăn cản không được. Giang Thải Huyên hừ lạnh một tiếng nói, thuốc khí phù trận bốn người đồng tu. Các ngươi ngô gia chứa được bực này thiên tài sao? Diệp thần phong người như vậy, đặt ở chúng ta nơi đó cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài, không có ai có thể so sánh được với hắn. Chúng ta giang ra cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, chúng ta vẫn là bằng bản lãnh của mình đi. Cuống hồ ta xem Diệp Thần Phong cũng sẽ không thành thành thật thật đi theo chúng ta đi. Kim Dương mới, là Thiên Giang cùng Hoa Lưu đợi không người, sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi, thậm chí có loại yếu giận thổ huyết xúc động rồi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng hội là cục diện như thế. Trong chớp mắt, Kim Dương mới đưa tin Ngọc Bài lấp lánh lên, hắn đang dò xét đến bên trong tin tức chuyển đến sau, sắc mặt của hắn âm trầm yếu chảy ra nước rồi. Ngọc bài bên trong truyền tới tin tức phi thường sáng tỏ, liền ở vừa vặn kim ra bên trong, lão tổ kim thọ ngạn bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi, chuyện này ý nghĩa là kim thọ ngạn đã bị chết. Tại vừa nãy kim thọ ngạn tử vong sau đó kim ra lập tức đưa tin đã đến khí linh thành, tại khí linh trong thành kim ra nơi ở chờ đợi tin tức kim ra người, khi biết cái này tin tức truyền đến sau, hắn liền lập tức đưa tin cho kim dương mới rồi kim dương mới lợi dụng truyền âm đem chuyện nào nói cho la thiên giang đám người nghe vậy la thiên giang đám người lông mày cũng chăm chú nhíu lại kim thọ ngạn nhưng là đường đường thần vương cảnh sơ kỳ cường giả liền ngay cả kim thọ ngạn đều chết hết vừa nãy ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là diệp thần phong giết kim thọ ngạn chuyện này kỳ lạ cực kỳ chẳng lẽ là có những gì cường giả nhúng tay sao nhưng La Thiên Giang đám người đã sớm đem Diệp Thần Phong nội tình điều tra nhất thanh nhị sở, Diệp Thần Phong đích thật là từ dưới các loại vị diện địa huyền giới tới, chuyện này là không thể nghi ngờ, như vậy Diệp Thần Phong trên trời huyền giới tuyệt đối là không có chỗ dựa. Cho nên chuyện này trong tràn đầy quá nhiều sự nghi ngờ rồi. La Thiên Giang tại ngẫm nghĩ một lát sau, hắn nghĩa tránh ngôn từ nói ra, cái này Diệp Thần Phong che giấu thân phận, tham gia luyện khí sư cùng phù sư thi đấu, hắn đến cùng có gì âm mưu bây giờ thánh ma tông các loại tông môn tông chủ toàn bộ chết rồi mà diệp thần phong lại không thấy bóng dáng chuyện này vô cùng có khả năng cùng diệp thần phong có quan hệ ta xem ra nơi này đột nhiên phát sinh động tĩnh to lớn cũng tuyệt đối cùng diệp thần phong không tránh khỏi có quan hệ diệp thần phong như thế tùy ý làm bậy phá hoại thiên huyền thịnh điển giết người hành hung người như thế lẽ ra nên chịu đến tất cả tu luyện người thu hồi Đối với La Thiên Giang loại này muốn gán tội cho người khác phương thức, Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang là lắc lắc đầu, trong đó Mục Thành Thông đạo, La Tiền Bối, các người trước đó không là muốn mời chào mặt nạ màu trắng nhân hòa mặt nạ màu đen người đâu sao? Lẽ nào này chính là của các người mời chào phương thức? Được Mục Thành Thông vừa nói như thế, La Thiên Giang, Kim Dương mới cùng hoa lưu đợi không người, bọn hắn toàn bộ sắc mặt đỏ lên, bọn hắn không thể nghi ngờ là tự vả miệng rồi. Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ các loại người biết Diệp Thần Phong bọn hắn khẳng định rời đi khí linh thành, đi hướng thiên nguyên cổ thành rồi, sớm tại trước đó bọn hắn đã sắp xếp thỏa đáng, nên rời đi người toàn bộ chuyển đến thiên nguyên cổ thành đi rồi, bọn hắn hiện tại đương nhiên không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Thần Phong. Tại Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ đám người yếu lúc rời đi, là thiên giang quát lên, các người không thể rời đi, các người cùng Diệp Thần Phong đi tương đối gần, có phải hay không các người hẳn là yếu các loại sự tình mọi chuyện rõ ràng sau sẽ rời đi. La Thiên Giang bên trong thân thể thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế lan tràn ra, bây giờ tình thế quá không rõ lãng rồi, nếu như có thể mang vân quang vinh đám người khống chế ở trong tay, như vậy tương lai cho dù có cái gì bất ngờ, ngược lại là cũng có thể có một cái đường lui. La Thiên Giang, người đây là muốn làm gì? Cho dù chuyện nơi đây cùng cái kia gọi Diệp Thần Phong có quan hệ, người ngăn cản lão triệu bọn hắn rời đi tính chuyện gì. Lão triệu bọn hắn nhưng một mực tại thiên vực không gian bên trong, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Đừng tưởng rằng trên đời này tất cả mọi người là kẻ đần. Đúng vậy, lẽ nào tiêu giao cung là có thể như vậy làm sằng làm bậy sao? Liền coi như bọn họ cùng Diệp Thần Phong đi tới tương đối gần, cho dù chuyện nơi đây cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, ngươi liền khẳng định bọn hắn cũng tham dự. Lúc trước nhưng là ngươi chưa hề đem Diệp Thần Phong bọn hắn thu nhập thiên vực bên trong không gian. Bốn phía thực lực cường hãn tán tu dồn dập mở miệng, bọn hắn đã sớm cùng Diệp Thần Phong đạt thành hiệp nghị rồi. Bây giờ khi biết Diệp Thần Phong chính là thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu, bọn hắn đương nhiên càng thêm yếu ra sức được rồi. Chỉ cần tương lai Diệp Thần Phong trưởng thành, như vậy bọn hắn cũng coi như đối Diệp Thần Phong có ân rồi này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một bút không sai đầu tư trọng yếu nhất tại bọn hắn tán tu bên trong cũng có thần vương cảnh sơ kỳ cường giả áp trận chỉ dựa vào la thiên giang một người căn bản ép không được những người này chỉ trách cũng chỉ có thể đủ quái tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng kim ra này ba cái thế lực bây giờ chỉ có một lão tổ la thiên giang ở nơi này bọn hắn những tán tu này không ràng buộc cho dù ở nơi này hơi chút đắc tội rồi một cái tiêu giao cung bọn hắn lại có làm sao chẳng qua trốn đi bế quan tu luyện mấy chục năm hơn trăm năm này đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải sự tình đang nhìn đến những tán tu này toàn bộ đứng ra vì triệu tinh đồ bọn hắn nói chuyện sau đó la thiên giang sắc mặt nghẹn đến khó coi hắn là trong nháy mắt tịt ngòi rồi lẽ nào hắn còn thật sự phải ở chỗ này động thủ không được sao những tán tu này thực lực cũng không yếu trọng yếu nhất nơi này cũng không là phạm vi thế lực của bọn hắn Tại La Thiên Giang tiệt ngòi sau đó Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đổ đám người đối những tán tu này nói một tiếng cảm ơn sau, bọn hắn lập tức vội vội vàng vàng rời đi Nam Nghiễm Tràng, Đương Nhiên Viên Khôn, Cao Đức Minh Hỏa Viên dai ba người này. Bọn hắn đi theo Vân Quang Vinh đám người cùng rời đi rồi, bọn hắn đã quyết định thoát ly luyện dược các đi đầu chạy diệp thần phong rồi. Trước đó bọn hắn cũng đã ở trong bóng tối lôi kéo được một nhóm luyện dược sư rồi đám này luyện dược sư bây giờ cũng có thể đến thiên nguyên cổ thành rồi. Cuối cùng La Thiên Giang đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đổ bọn hắn rời đi Nam Nghiễm Tràng. chương 2188, khắp nơi quyết định. Tại Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đổ đám người rời đi một lúc sau. Nam trên quảng trường người từ từ tản đi rồi. Những kia chống đỡ triệu tinh đổ đám người tán tu, bọn hắn cũng phải mau sớm rời đi khí linh thành vạn nhất đến lúc tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng kim ra bên trong còn lại lão tổ toàn bộ đi tới nơi này, như vậy bọn hắn nhưng là không chút nào đủ nhìn. Rất nhanh, biến thành một vùng phế tích nam trên quảng trường, chỉ còn dư lại mục thành thông cùng mộ dung giang đám người. Mục Vân Lương nói, phụ thân, chúng ta có phải không hẳn là yếu giúp một lần thần phong? Mục Thành Thông gật đầu nói, giúp là nhất định phải giúp, ta tại diệp thần phong trên người lại nhiều lần nhìn nhầm, nói không chắc tại như thế nguy cơ dưới, hắn vẫn là có thể trưởng thành, tựu xem như vì về sau kết một cái thiện duyên đi. Bất quá, Diệp Thần Phong dù sao không phải chúng ta đốt ma cốc người, nếu như chúng ta gióng chống khua chiêng trợ giúp Diệp Thần Phong, như vậy e sợ đốt ma cốc bên trong có mấy người yếu đối với chúng ta có ý kiến. Ta xem tiêu giao cùng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cho Diệp Thần Phong chụp lên rất nhiều không cần có tội danh, bọn hắn trên trời huyền giới vẫn có ảnh hưởng rất lớn lực, đến lúc đó e sợ rất nhiều tông môn hội bị bọn hắn mang động chúng ta có thể làm chỉ là giúp diệp thần phong kéo dài một cái tiêu giao cung bọn hắn hành động thời gian kế tiếp liền muốn xem hắn vận mệnh của mình rồi mộ dung giang ngược lại cũng đồng ý mục thành thông cách nói cái biện pháp này không sai cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể đến giúp diệp thần phong được rồi mà rời đi nam nghiễm tràng la thiên giang la tha phương kim dương tài hoa lưu khoảng không cùng tôn nhiều năm bọn hắn tụ tập đến tiêu giao cung nơi ở bên trong đại sảnh. Lần này bọn hắn tự nhận là không sơ hở tí nào biện pháp, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại, đặc biệt là Kim Dương mới cùng hoa lưu khoảng không cao mày không ngớt, người trước lão tổ Kim Thọ ngạn chết rồi, người sau nhi tử hoa trường sinh triệt để chết rồi. Bọn hắn đối phó chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử mà thôi, nhưng là hao tổn tâm cơ quay đầu lại bọn họ là tiền mất tật mang A Hát Tôn nhiều năm mở miệng nói, Viên Khôn cùng Cao Đức rõ ràng rời khỏi, bọn hắn tuyệt đối là đi đầu quân Diệp Thần Phong rồi, đợi được bọn hắn chế thuốc thế lực thành lập hoàn thành, e sợ đối với ta luyện khí các sẽ là cực kỳ nghiêm trọng đả kích. La Thiên Giang trong con ngươi lửa giận hiện ra, bên trong thân thể thật khí thế không tự chủ bên ngoài tràn ra ngoài. Hắn âm trầm nói, thành lập chế thuốc thế lực, nói không chắc bọn hắn không có xây dựng, bọn hắn liền toàn bộ đi Diêm Vương điện thượng báo cáo. Diệp Thần Phong bọn họ là lợi dụng khí linh thành truyền tống trận rời đi, bọn hắn truyền tống địa điểm. Chúng ta bây giờ đều biết rồi. Bây giờ thiên nguyên bên trong tòa thành cổ là người tu luyện rất nhiều, hơn nữa chuyện này bí ẩn quá nhiều, quan trọng nhất là chúng ta không cách nào xác định Diệp Thần Phong bên người phải hay không còn có thần vương cảnh cường giả. Chúng ta trước hết để cho những người còn lại giúp chúng ta đánh trận đầu đi như vậy mới là ổn thỏa nhất hoa lưu khoảng không tuy rằng hận không thể lập tức đi giết diệp thần phong thế nhưng hắn biết la thiên giang nói không sai hắn nói ra bây giờ chỉ có thể trước tiên ném đá dò đường rồi các loại nhìn xem tình huống rồi nói sau đi kim dương mới nhưng là lắc đầu nói chúng ta cũng có thể chuyện quan trọng trước tiên chuẩn bị đi lên diệp thần phong chính là thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu một khi hắn đem đến chân chính trưởng thành hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao chúng ta đã cùng hắn kết một mất một còn cừu hận, ta xem chúng ta hay là muốn thông báo một tiếng từng người trong tông môn lão tổ, cái này Diệp Thần Phong nhất định muốn mau chóng giải quyết, miễn cho sinh thêm sự cố rồi. Tôn nhiều năm gật đầu nói, ta đồng ý Kim gia chủ nói, phía chúng ta tính quan kỳ biến, một bên có thể bắt tay chuẩn bị đi lên, một khi ném đá giỏ đường có kết quả. Chúng ta có thể lập tức đối Diệp Thần Phong động thủ la thiên giang ngưng lông mày nói sợ lo sửa tình sẽ không tiến triển phi thường thuận lợi đốt ma cốc cùng mộ dung ra người cũng sẽ không thờ ơ không động lòng nếu như ta suy đoán không sai bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta nhưng bọn họ sẽ không chính diện cùng chúng ta có xung đột này đối với bọn hắn hai cái tông môn đến nói không có bất kỳ tổn thất nào ngược lại trả lại cho diệp thần phong một ân tình diệp thần phong dù sao cũng là thuốc khí phù trận bốn người đồng tu a hát một khi tương lai được diệp thần phong trưởng thành nhân tình này liền ý nghĩa trọng lớn hoa lưu khoảng không phẫn nộ quát đốt ma cốc cùng mộ dung ra muốn đục nước béo cò chúng ta tuyệt đối không thể nhìn thấy bọn hắn đắc ý vào lần này thiên huyền thịnh điển bên trong hai người bọn họ tông môn ngược lại là không có bất kỳ tổn thất nào kim dương mới cũng nói nếu bọn hắn muốn giúp diệp thần phong như vậy chúng ta một mực không để cho bọn họ như ý. Tốt nhất chúng ta có thể đem bọn hắn lôi xuống nước, để cho bọn họ cũng bị bất đắc dĩ cùng chúng ta đồng thời đối phó Diệp Thần Phong. Tại La Thiên Giang đám người mưu tính âm mưu thời điểm, luyện khí các tổng bộ bên trong phòng hội nghị, lão tổ Đàm Nguyên Vũ, các chủ rừng Thọ Bình ba vị phó các chủ sư anh Trác Cao Vũ trúc cùng Vương Hưng Hoài đều tại. Cùng Diệp Thần Phong biết tương đối sớm Vương Hưng Hoài hắn cho tới bây giờ cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại hắn không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên là bát phẩm luyện khí sư cấp bậc còn ở phía trên hắn trong lòng của hắn chỉ có là cười khổ đàm nguyên vũ nói xem ra như hôm nay huyền giới tình thế yếu hỗn loạn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có diệp thần phong thiên tài như vậy đột nhiên xuất hiện thuốc khí phù trận bốn người đồng tu đây này a hát các ngươi từng người có ý kiến gì sao thấy rừng thọ bình bọn hắn trầm mặc không nói Đàm Nguyên Vũ tiếp tục nói, Thọ Bình, ta biết Kim biết nhảy là đệ tử của ngươi, nhưng bất cứ chuyện gì đều phải không thẹn với lòng. Ta cho rằng Diệp Thần phong giá trị cho chúng ta mạo hiểm, người về sau cũng cùng Kim biết nhảy phân rõ giới hạn đi. Diệp Thần Phong có thể tại bằng chừng ấy tuổi bước vào bát phẩm luyện khí sư, như vậy hắn tại luyện khí thượng khẳng định có của mình độc đáo kiến giải, nói không chắc sau lưng của hắn còn có người đây này ta quyết định đi giúp đỡ Diệp Thần Phong, mắt thấy sinh thời bước vào cửu phẩm khả năng cực kỳ ít ỏi, diệp thần phong hay là của ta duy nhất hy vọng. Dừng thọ bình sắc mặt khó coi, kim biết nhảy dù nói thế nào cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất, trong lòng của hắn tránh qua một vệt âm trầm, ngoài miệng nói ra, lão tổ, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Đàm Nguyên Vũ lắc đầu nói, thọ bình, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta hôm nay đem ngươi gọi tới, ta cũng không có yếu ẩn giấu ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi là ta nhìn xem trưởng thành, lần này là tiêu sao cung thiên kiếm tông cùng kim ra bọn hắn làm được quá không hiền hậu, lẽ nào thật sự cho rằng khắp thiên hạ mọi người là kẻ ngu sao? Đàm Nguyên Vũ lại nhìn xem mặt khác ba tên phó các chủ, nói các ngươi có ý kiến gì có thể cứ việc nói ra. Sư anh Trác Hòa Cao Vũ trúc đã từng Đàm Nguyên Vũ đối với bọn họ có ơn chi ngộ, thậm chí Đàm Nguyên Vũ tính là bọn hắn nửa cái sư phụ, bọn hắn đối với Đàm Nguyên Vũ quyết định không có bất kỳ ý kiến. Vương Hưng Hoài thì càng thêm không có ý kiến, hắn nói ra, lão tổ, ta cùng Diệp Tiểu Hữu đã sớm quen biết, có thể nói ta cùng Diệp Tiểu Hữu vừa gặp mà đã như quen, bằng không ta cũng sẽ không một lần một lần đứng ra, lần này cho dù lão tổ ngài không làm ra quyết định như vậy, ta cũng sẽ đi giúp đỡ Diệp Tiểu Hữu Đàm Nguyên Vũ hài lòng gật đầu nói, được, đã như vậy, sự tình liền định xuống, các người kín đáo chuẩn bị một cái, mấy ngày nay chúng ta liền rời đi khí linh thành đồng dạng phù sư các nơi ở bên trong đại sảnh. Lão Tổ Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói, các chủ cao bách trí cùng phó các chủ Hà Thanh Võ, còn có cố hình nhi đều tại. Diệp thần phong thuốc khí phù trận bốn người đồng tu thực sự quá kinh người rồi. Cố hình nhi hôm nay là triệt để đối diệp thần phong tâm phục khẩu phục, nói thật lần thứ nhất thấy đến diệp thần phong, người đối diệp thần phong rất khinh thường, nhưng bây giờ người thậm chí đối với diệp thần phong có một loại sùng bái cùng ngưỡng mộ rồi. Dù Thạch Thanh lắc đầu nói, không nghĩ tới A Hát thực sự là không nghĩ tới lão đoàn ngươi có những gì muốn nói đấy sao. Đoạn đông nói cười nói, xem ra muốn thu diệp thần phong làm đồ đệ, đây là hầu như không thể nào, ta cũng không tư cách làm thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu thiên tài làm đồ đệ A Hát. Bất quá, diệp thần phong đồng tu thuốc khí phủ trận, hắn còn có thể đem phù sư đến ngũ phẩm, hắn khẳng định có chỗ độc đáo, nói không chắc ở trên người hắn chúng ta có thể thu được bước vào bát phẩm phù sư cơ duyên, ta quyết định đi giúp đỡ Diệp Thần Phong một cái. Dù Thạch Thanh gật đầu nói, lão đoàn, ý nghĩ của ngươi cùng ta không mưu mà hợp rồi, thu đồ đệ sự tình ta cũng không muốn rồi. Thế nhưng, khiến hắn trở thành đồ đệ của ta nam nhân, chuyện này vẫn là có thể tác hợp tác hợp. Hình nhi, ngươi cho rằng làm sao? Cố hình nhi nhất thời náo loạn một cái đại xấu hổ, người phồng lên miệng, nói ra, sư phụ, ngài nói nhăng gì đấy. Ta không để ý tới ngươi rồi. Nhìn thấy cố hình nhi xấu hổ đoạt môn mà đi, dù thạch thanh cười khổ một cái, hắn biết mình đồ nhi lúc này hẳn là vừa ý diệp thần phong rồi, đáng tiếc diệp thần phong thiên tài không biên giới rồi, chuyện này đến cùng có thể hay không tác hợp thành công đâu này. chương 2189, bước đầu thích ứng. Thiên huyền giới, Trung Châu, khoảng cách thiên nguyên cổ thành gần nhất một dãy núi trong hang núi. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong nằm trên đất không nhúc nhích, bất quá, hắn trong lỗ mũi hô hấp phi thường vững vàng, trên người nứt ra vết thương cơ bản toàn bộ khép lại. Lúc này khoảng cách khí linh thành Nam Quảng Trường biến cố đã qua 5 ngày rồi. Nói cách khác Diệp Thần Phong trọn vẹn hôn mê 5 ngày. Tại trong hang núi, không chỉ có tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình bọn người ở tại trang, liền ngay cả sau rời đi khí linh thành triệu tinh đồ vân quang vinh cùng viên khôn bọn hắn cũng ở nơi đây triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người đã hiểu được phát sinh ở nam trên quảng trường sự tình rồi bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế biến đổi bất ngờ như vậy kinh tâm động phách càng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả kim thọ ngạn như vậy thần vương cảnh lão tổ đều nhúng tay đương nhiên quan trọng nhất là kim thọ ngạn cuối cùng cư nhiên bị diệp thần phong cho một đòn miểu sát Lúc trước vừa vặn nghe được tin tức này thời điểm, Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh đám người bọn họ là suýt chút nữa một hơi không chậm lại đến, cái này thật sự là quá để cho bọn họ chấn kinh rồi. Triệu Tinh Đồ đám người không có mang Diệp Thần Phong trực tiếp tiến vào Thiên Nguyên cổ thành là có nguyên nhân, tại trước đó tiết Huyền Tình bọn hắn vừa vặn mang theo Diệp Thần Phong muốn đi vào Thiên Nguyên cổ thành thời điểm, Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ liền tạo thành nhất cổ kiểm tra thế lực. Từng cái tiến vào Thiên Nguyên cổ thành người toàn bộ phải trải qua kiểm tra mới có thể cho đi. Lúc trước La Thiên Giang cùng Hoa Lưu khoảng không, bọn hắn đang xác định Diệp Thần Phong nơi bọn họ cần đến sau, bọn hắn liền lập tức liên lạc đã đến Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ người tu luyện, dù sao Thiên Huyền thịnh điển cũng không phải mỗi một cái người tu luyện đều có hứng thú đi quan sát, trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ vẫn có cường giả tồn tại. Thiên Nguyên cổ thành tại trước đó nhưng là một cái thập phần quỷ dị địa phương trời vừa tối cả tòa thiên nguyên cổ thành liền sẽ biến mất. Như hôm nay nguyên cổ thành khôi phục bình thường. Rất nhiều người tu luyện tự nhiên muốn giải khai thiên nguyên cổ thành bí ẩn rồi. Tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra ba cái thế lực liên hợp phát ra truy nã. Rất nhiều người tu luyện đều sẽ là cho cái này mặt mũi. Lần sau tiêu giao cung bọn hắn đã cho Diệp Thần phong chụp lên đỉnh đầu phá hoại thiên huyền thịnh điển cái mũ. Rất nhiều không có đi khí linh thành quan sát thiên huyền thịnh điển người tu luyện bọn hắn tự nhiên là đã tin tưởng tiêu giao cung chuyện hoang đường của bọn họ là thiên giang bọn hắn chỉ là đoán không được diệp thần phong phía sau là không phải có thần vương cảnh cường giả tồn tại bọn hắn mới sẽ khiến những người này đi giúp bọn họ đánh trận đầu bằng không bọn hắn trực tiếp tự mình vào tới thiên nguyên cổ thành đến rồi là thiên giang đám người thanh diệp thần phong bọn hắn chân dung lợi dụng phương thức nào đó truyền tống đến thiên nguyên cổ thành bây giờ trên trời nguyên cổ thành cửa thành gián diệp thần phong cùng thiết huyền tình đám người truy nã chân dung đây. Hơn nữa những kia đã chuyển đến thiên nguyên bên trong tòa thành cổ thanh nguyệt tông đám người, bọn hắn cũng toàn bộ tạm thời được thiên nguyên cổ người bên trong thành khống chế lên, toàn bộ được giam cầm ở cùng một nơi. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh thực lực của bọn họ có hạn, có người nói tại bây giờ thiên nguyên bên trong tòa thành cổ có mấy danh thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, thậm chí còn có một tên nửa bước thần vương cường giả, lấy thực lực của bọn họ tùy tiện xông vào trong đó. Kết quả cuối cùng chỉ sợ là một đi không trở lại. Còn nữa trước đó chuyển đến thiên nguyên cổ thành thanh nguyệt tông, vân ra cùng trận pháp các vân. Vân người, bọn hắn tạm thời chả không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị hạn chế tự do, cái này cũng là triệu tinh đổ đám người quyết định các loại diệp thần phong tỉnh lại lại bàn lý do. Vân Quang Vinh nhìn xem chính rơi vào trạng thái ngủ say diệp thần phong, bọn hắn mấy ngày nay giúp Diệp Thần Phong chữa trị khỏi trên thân thể thương thế, hắn nói ra thật là không có nghĩ đến a hát. Diệp Lão Đệ lại sẽ là thuốc khí phù trận bốn người đồng tu, ta vân quang vinh đời này có thể có như thế một vị Lão Đệ, ta là chết cũng không tiếc. Viên Khôn lập tức gật đầu nói, đã đến bây giờ ta còn nhớ lần thứ nhất cùng Thần Phong gặp mặt cảnh tượng đây. Lúc đó ta chỉ cho là hắn là một cái chế thuốc thiên tài, tương lai có thể tại chế thuốc thượng đạt được một ít thành tựu, Ai biết thần phong là xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, bây giờ toàn bộ thiên huyền giới tình thế cư nhiên bị một mình hắn cho đảo loạn rồi, kế tiếp chúng ta yếu mặt đối với chuyện không đơn giản. Triệu tinh đồ có chút kích động nói, các chủ đi mỗi một bước nhìn như nguy hiểm cực kỳ, nhưng này mỗi một bước cẩn thận nghĩ đến đều là tại các chủ trong lòng bàn tay. Chỉ có lần này tiêu giao cung bọn hắn liên thủ bầy cái này cái bẫy quá đột nhiên, nếu trước đó các chủ để cho chúng ta đem người chuyển đến thiên nguyên cổ thành, như vậy các chủ hẳn là liệu đến cho dù không có cái này cái bẫy. Lần này thiên huyền thịnh điển sau khi kết thúc, tiêu giao cùng nhóm thế lực cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Các ngươi nói lấy các chủ tính cách hội không chuẩn bị thỏa đáng sao. Cao Đức rõ ràng cao mày nói ra, xem ra thần phong trước đó giết chết kim thọ ngạn hoàn toàn là mượn ngoại lực, hắn thực lực chân chính chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. E sợ mượn ngoại lực tác dụng phụ không nhỏ, bằng không thần phong cũng sẽ không ngủ say lâu như vậy rồi. Tại cao đức rõ ràng rứt tiếng không bao lâu, chỉ thấy rơi vào trạng thái ngủ say diệp thần phong, mí mắt của hắn run rẩy hai lần, một mực tại diệp thần phong bên cạnh tiết huyền tình cùng viên dai, các nàng trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ, viên dai hô, ra ra, diệp đại ca muốn tỉnh. Trong hàng núi ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến diệp thần phong trên người. Quả nhiên, không bao lâu thời gian, diệp thần phong liền mở mắt ra vừa vặn khi mở mắt ra đợi hắn còn có chút không thích ứng tia sáng bàn tay tại con mắt trước ngăn cản tại triệt để thích ứng sau đó diệp thần phong từ trên mặt đất ngồi dậy hắn trong cảm giác thương cùng ngoại thương hoàn toàn khôi phục rồi hắn biết này nhất định là tiết huyền tình đám người giúp hắn chữa thương về phần trên tinh thần tiêu hao cùng áp bức đang ngủ say này vài ngày sau cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu diệp thần phong tại trong đầu hồi tưởng chuyện trước khi hôn mê ở đây những người còn lại cũng không cắt đứt Diệp Thần Phong. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong nói ra, ta hôn mê mấy ngày. Đây là nơi nào, tại ta hôn mê trong mấy ngày này bên ngoài có xảy ra chuyện gì sao? Vân Quang Vinh hồi đáp, Diệp Lão Đệ, người nhưng đã hôn mê 5 ngày rồi, chúng ta hiện nay tại khoảng cách thiên nguyên cổ thành gần nhất một dãy núi bên trong, tình huống bây giờ làm không lạc quan, tuy rằng tiêu giao cung bọn hắn không có lập tức đến đả kích chúng ta, nhưng là bọn hắn liên lạc đã đến thiên nguyên bên trong tòa thành cổ người tu luyện, đối với chúng ta phát ra truy nã, bây giờ muốn đi vào thiên nguyên cổ thành nhất định muốn tiếp thu kiểm tra, hơn nữa chuyển đến cổ người bên trong thành cũng toàn bộ được khống chế lại rồi. Diệp thần phong biết thiên nguyên cổ người bên trong thành hẳn là tiêu giao cung bọn hắn bia đỡ đạt, vì chính là triệt để thử một lần sâu cạn của hắn, dù sao tại tiêu giao cung trong mắt bọn họ kim thọ ngạn là chết không giải thích được. Bây giờ tăng lên thực lực bản thân đối Diệp Thần Phong tới nói là trọng yếu nhất, khí linh chu tước ngưng tụ nhiệt độ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, hắn có thể lợi dụng chu tước nhiệt độ lần nữa tăng nhanh thích ứng long tinh rồi. Hắn bây giờ có thể thích ứng 3 khối long tinh rồi, chỉ cần có thể thích ứng 4 khối long tinh, như vậy liền gần như hoàn toàn thích ứng. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói: "Để cho ta bế quan một ngày, đợi ngày mai chúng ta lập tức đi hướng Thiên Nguyên cổ thành." vân quang vinh cùng tiết huyền tình bọn người ở tại nghe được diệp thần phong lời nói sau bọn hắn toàn bộ lùi ra khỏi sơn động tại chỉ còn người kế tiếp sau diệp thần phong đem ký sinh tại hỏa vẫn trong kiếm chu tước khí linh phóng thích ra ngoài chỉnh trong sơn động nhiệt độ đột nhiên lên cao diệp thần phong dụng ý nhận thức cùng chu tước khí linh trao đổi tiểu ra hỏa dùng ngươi nhiệt độ đến đốt cháy ta được diệp thần phong thu phục chu tước khí linh bây giờ đối với hắn là nói gì nghe nấy khi rõ ràng Diệp Thần Phong tâm tư sau, từ to lớn chu tước khí trong linh thể lập tức bạo phát ra nhất cổ cực hạn nhiệt độ, này cố cực hạn nhiệt độ trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cấp bao quấn ở trong đó. Kịch liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt Diệp Thần Phong ra thịt biến đến đỏ bừng, ngũ tạng lục phủ cũng có một loại yếu bốc cháy lên cảm giác. Bây giờ Diệp Thần Phong tổng cộng còn có 989 khối long tinh, hắn một lần có thể mang 3 khối long tinh nạp vào trong người. Thực lực càng đi lên, cần long tinh số lượng thì càng nhiều, lần trước đột phá bước vào hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong liền tiêu hao 4 khối long tinh rồi. Diệp thần phong trong tay lập tức xuất hiện 3 khối long tinh, hắn trực tiếp đem 3 khối long tinh nạp vào trong người, tự nhiên đưa vào gân rồng loại đau khổ này là không cách nào tránh khỏi được rồi. Theo nhiệt độ đốt cháy, nạp vào trong người long tinh đang nhanh chóng được diệp thần phong hấp thu, tại đem 3 khối long tinh hấp thu sau đó thực lực của hắn cũng không hề tăng lên nhiệt độ vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lúc này diệp thần phong lấy ra bốn khối long tinh hắn thử đem bốn khối long tinh nạp vào trong người không nghĩ tới lúc này bốn khối long tinh dĩ nhiên thật sự toàn bộ tiến vào bên trong thân thể của hắn thế nhưng loại đau khổ này là gấp mấy lần gấp bội bay lên thậm chí diệp thần phong không khỏi bàn tay chống đất rồi thế nhưng trong lòng của hắn là vui vui mừng bốn khối long tinh toàn bộ nạp vào trong người chuyện này ý nghĩa là bước đầu thích ứng long tinh rồi chỉ cần đưa vào long tinh cơn đau này nhanh biến mất, như vậy hắn liền chân chính thích ứng, hắn lần này nhất định phải một hơi chân chính thích ứng long tinh. chương 2190, thực lực điên cuồng tăng vọt. Vô cùng vô tận đau nhức tràn ngập diệp thần phong từng cái lỗ chân lông. Cả người hắn dường như từ trong hồ nước mò đi ra ngoài bình thường quần áo trên người toàn bộ được mồ hôi cho thấm ướt. Trước đó hấp thu ba khối long tinh, chỉ là để Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế kéo lên không ít, tại đây bốn khối long tinh nạp vào trong người, chậm rãi bắt đầu bị hấp thu sau đó hắn khí thế trên người lần thứ hai đi lên mãnh liệt kéo lên. Tại lại triệt để hấp thu hai khối long tinh sau đó ngăn trở lại Diệp Thần Phong đột phá lá chắn được trong nháy mắt xông ra, Diệp Thần Phong từ hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, khóa nhập hóa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Diệp Thần Phong cố nén đau nhức, trong lỗ mũi hô hấp dồn dập cực kỳ, gân xanh trên trán nổi lên. Tại đem trong cơ thể mặt khác hai khối long tinh hấp thu sau đó Diệp Thần Phong thực lực không có được đột phá, lập tức, ở trong tay của hắn lại xuất hiện bốn khối long tinh. Lần này hắn đem bốn khối long tinh nạp vào trong người sau đó hắn bên trong thân thể sinh ra đau nhức giảm ít một chút, nhưng vẫn là khiến người không thể thừa nhận, điên cuồng cảm giác đau đớn cắn nuốt hắn mỗi một cái thần kinh não bộ, nếu không phải là hắn ý chí lực cường hãn, hắn đã sớm không thể chịu đựng rồi. Đồng thời Diệp Thần Phong trả nhất định muốn chịu đựng khí linh chu tước nhiệt độ mang đến đốt cháy, hai loại thống khổ gộp lại, người bình thường tình nguyện chết cũng sẽ không chịu đựng loại này dần vặt. Mà rời đi sơn động vân quang vinh cùng triệu tinh đồ đám người. Bọn hắn cảm nhận được trong hang núi cực hạn nhiệt độ cao, Diệp Thần Phong đột phá thực lực khí thế được khí linh chu tước che giấu, cho nên bọn hắn chỉ có thể cảm giác được vô tận nhiệt độ. Vân Quang Vinh cau mày nói, Diệp Lão Đệ đây là đang làm gì? triệu tinh đồ hồi đáp các chủ khẳng định có đạo lý của chính mình nhưng này nhiệt độ không khỏi cũng quá cao chứ chúng ta chờ chút đã xem đi không nên đi quấy dày các chủ tại ngoài sơn động người suy đoán không ngớt thời điểm trong hang núi diệp thần phong lại đưa vào nhiều lần bốn khối long tinh rồi bây giờ trên mặt của hắn phóng ra mãnh liệt nụ cười lần này đưa vào bốn khối long tinh hắn dĩ nhiên chút nào không cảm giác được đau nhức kịch liệt trải qua vừa vặn không ngừng hấp thu long tinh thực lực của hắn cũng sớm đã đột phá hóa thần cảnh khóa nhập linh thần cảnh bây giờ thực lực của hắn tại linh thần cảnh tam tầng sơ kỳ rồi tại thích ứng long tinh sau đó không có loại kia cực hạn thống khổ đây đối với diệp thần phong tới nói quả thực là một loại giải thoát hắn không có để khí linh chu tước thu hồi nhiệt độ cao dù sao nhiệt độ cao còn có thể khiến hắn nhanh chóng hấp thu long tinh để long tinh bên trong năng lượng cùng thân thể hắn dung hợp Diệp thần phong trực tiếp đem còn lại hết thảy long tinh đống đặt ở trước mặt mình, Chu tước ngưng tụ nhiệt độ cũng đang chậm chậm giảm xuống. Dù sao bây giờ Chu tước chỉ là hỏa vẫn kiếm khí linh rồi, hắn ngưng tụ nhiệt độ duy trì không được thời gian quá dài. Linh thần cảnh tam tầng trung kỳ, linh thần cảnh tam tầng hậu kỳ, linh thần cảnh tam tầng đỉnh phong. Linh thần cảnh bốn tầng sơ kỳ, linh thần cảnh bốn tầng trung kỳ, linh thần cảnh bốn tầng hậu kỳ, linh thần cảnh bốn tầng đỉnh phong này long tinh quả thực là tăng cao thực lực máy nói dối, diệp thần phong khí thế trên người lớn dần lên, loại này điên cuồng tăng cao thực lực phương pháp, nếu để cho người nhìn thấy trăm phần trăm hội chố mắt ngoác mồm. Người khác tăng lên một cái tiểu tầng thứ cũng muốn giỏi hơn lâu, mà Diệp Thần Phong bây giờ tăng cao thực lực so với uống ngụm nước đều phải đơn giản thượng mấy chục lần. Đây chính là long tinh kiểu như châu bò chỗ rồi, đây chính là long tộc tộc trưởng kiểu như châu bò chỗ rồi, Chẳng trách tại Viễn Cổ Sơ Kỳ Long tộc có thể xưng bá rồi. Linh thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, linh thần cảnh 5 tầng trung kỳ, linh thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, linh thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. Diệp thần phong trên người khí thế tăng lên quả thực thế không thể đỡ, trở ngại thực lực lá chắn một lần lại một lần được xông ra. Linh thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, linh thần cảnh tầng 6 trung kỳ, linh thần cảnh tầng 6 hậu kỳ, linh thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Linh thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, Linh thần cảnh bảy tầng trung kỳ, linh thần cảnh hậu kỳ tầng bảy, linh thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Cường Hãn sóng linh khí tại Diệp Thần Phong bốn phía tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, loại này tăng cao thực lực cảm giác thật là quá sảng khoái rồi. Theo long tinh không ngừng tiêu hao, Diệp Thần Phong thực lực vẫn cứ đang không ngừng tăng lên. Tại bước vào địa thần cảnh sau đó khí thế của hắn vẫn là một đường hát vang tiến mạnh. Địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, địa thần cảnh 5 tầng trung kỳ, địa thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, địa thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. Địa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, địa thần cảnh tầng 6 trung kỳ, địa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ, địa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Địa thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, địa thần cảnh 7 tầng trung kỳ, địa thần cảnh hậu kỳ tầng 7, địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong đang đột phá tới đất thần cảnh bảy tầng đỉnh phong sau đó diệp thần phong long tinh hầu như yếu tiêu hao hết tất rồi nhưng trong cơ thể hắn khí thế còn có bay lên xu thế hắn nhìn xem phía trước mặt số lượng không nhiều long tinh trong cơ thể hắn ba loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển tới cực hạn hắn đem còn lại không nhiều long tinh một lần lại một lần đưa vào trong cơ thể tại đem còn lại hết thảy long tinh hấp thu sau Diệp thần phong thực lực bồi hồi ở địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cùng thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ biên giới, hắn để trong gân mạch linh khí dòng sông trở nên càng lao nhanh vô cùng. Con mắt ngưng lại, tại trong cổ họng quát một tiếng sau, oanh, một cái, diệp thần phong bên trong thân thể thật khí thế nhanh chóng tăng vọt, cả người hắn khí chất xảy ra thay đổi to lớn, hắn thuận lợi từ địa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi chu tước khí linh một lần nữa về tới hỏa vẫn kiếm bên trong. Đứng ở ngoài sơn động tiết huyền tình cùng vân quang vinh đám người, bọn hắn chỉ cảm thấy trong hang núi không khí hỗn loạn, có khí thế ở trong đó quanh quẩn, bởi vì có chu tước khí linh che giấu. Cho nên bọn hắn từ đầu tới cuối đều không có cảm giác đến Diệp Thần Phong là đang đột phá thực lực. Trong hang núi cực hạn nhiệt độ đang nhanh chóng tiêu tan, triệu tinh đồ nói, xem ra chúng ta không cần vì các chủ lo lắng, Cực hạn nhiệt độ cao tại tiêu tán, các chủ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Vĩnh Chiến gật đầu nói, thật không biết Diệp huynh đệ ở trong sơn động làm gì. Từ trong hang núi truyền tới khí thế nhưng rất cường hãn. Chẳng lẽ nói Diệp huynh đệ đang đột phá thực lực sao? Vân Quang Vinh cười nói, ta xem tám thành là cái dạng này rồi, bằng không Diệp lão đệ cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này bế quan. Viên Khôn cũng mở miệng nói, nếu như thần phong đang bế quan đột phá thực lực, như vậy các ngươi nói thần phong lần này có thể đến cái gì tầng thứ? Vân Ngọc Đường vội vàng nói, Diệp Lão Tổ cũng không làm được dùng người thường để cân nhắc, Diệp Lão Tổ thực lực tại hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chắc hắn trực tiếp khóa nhập linh thần cảnh một tầng. Ở đây những người còn lại cũng là tràn đầy đồng cảm. Triệu tinh đồ thở dài nói, người này so với người khác thực sự là tức chết người. E sợ lần này các chủ bước vào linh thần cảnh một tầng tuyệt đối không thành vấn đề, một hơi liên tục tăng lên nhiều như vậy tiểu tầng thứ, bước vào linh thần cảnh một tầng, cũng chỉ có các chủ thiên tài như vậy có thể làm được rồi. Vân Quang Vinh nhìn thấy có một vệt bóng người tải từ trong sơn động chạy ra, hắn vội vàng cười nói, Diệp Lão Đệ, người thực lực hôm nay hẳn là bước vào linh thần cảnh chứ. Nhưng mà, làm cả người khí chất đại biến, trở nên càng thêm phong đảm Vân khinh Diệp thần phong, Hắn đi ra sơn động thời điểm, Vân Quang Vinh nụ cười trên mặt động lại, những người còn lại trên mặt biểu lộ cũng lần lượt cứng ngắc ở, bởi vì Diệp Thần Phong không có ẩn giấu khí thế trên người. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn giờ khắc này đã là khóa nhập Thiên Thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi. Bọn hắn có thể khẳng định trước mặt Diệp Thần Phong tuyệt đối không có mượn ngoại lực, bởi vì Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế phi thường vững vàng, hắn là thứ thiệt đến Thiên Thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi từ hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong trực tiếp tiêu thăng đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người có loại cảm giác đang nằm mơ, bọn hắn thậm chí muốn hung hăng phiến chính mình mấy cái bàn tay, dùng này đến chứng thực phải hay không đang nằm mơ. Từ hóa thần cảnh trực tiếp tiêu thăng đến thiên thần cảnh, từ cổ trí kim có ai có thể làm được. Long tinh là yêu cầu long tộc người luyện hóa chính mình mà cô động, cho nên tại long tộc cao nhất thời điểm, Long tộc tộc trưởng căn bản sẽ không để thành viên hy sinh tính mạng đến thành toàn mình, có thể nói từ xưa đến nay, không có bất cứ người nào có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thực lực điên cuồng như vậy tăng vọt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Vân Ngọc Đường sướng sờ nuốt nước miếng, hắn ấp a à ấp úng hỏi, Diệp, Diệp lão tổ, ngài, thực lực của ngài bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Diệp thần phong gật đầu nói, các ngươi không phải cảm giác được sao? kế tiếp chúng ta yếu đối mặt nguy cơ rất nhiều, nếu là không thanh thực lực tăng lên, chỉ sợ ta chính mình ứng phó không được, cho nên ta liền tăng lên một ít thực lực. Này làm cho Vân Quang Vinh đám người có loại yếu gặp trở ngại xúc động rồi, hóa ra Diệp Thần Phong nói là tăng lên là có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa còn như thế không chút kiêng kỵ tăng lên, bọn hắn thật cảm thấy sống uổng phí lâu như vậy. chương 2191, tự chui đầu vào lưới. A chen khiến người ta run sợ không ngớt tiếng kêu thảm thiết đao kiếm va chạm nhau thanh âm tại trấn thiên môn tu luyện tràng thượng không ngừng vang vọng ra mặc dù nói tam đại môn phái thiên giai cao thủ tương đối nhiều nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn vẫn là không cách nào bắt chấn thiên môn cùng quỷ y môn, người của song phương số tại kịch liệt giảm bớt, chỉ bất quá chấn thiên môn cùng quỷ y môn bên này tử vong nhân số tương đối nhiều, trên mặt đất là máu chảy thành sông rồi, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ở trong không khí. Tại Trấn Thiên Môn trong đại điện phụ trách bảo vệ Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ cầm Tôn Hằng Phi, hắn hai con mắt thủy chung là nhìn chăm chú vào phía ngoài huyết chiến, quý như ý đức tại chuông vĩnh minh cùng đỗ phúc huy giáp công dưới, một lần lại một lần cật lực tránh né, chiếu tình huống như vậy đến xem, quý như ý đức kiên chỉ không được bao lâu, nếu như đến lúc đó quý như ý đức bại, như vậy Chuông Vĩnh Minh cùng Đỗ Phúc Huy, hai vị này tiên thiên trung kỳ cao thủ là có thể gia nhập vào trong cuộc chiến đi rồi. Đến lúc đó e sợ hội hình thành nghiêng về một phía cục diện. Lần sau một bên khác tôn bác dịch tại Đỗ Vạn Năm, tôn trường thanh cùng ba tên thiên giai thượng phẩm cao thủ vây công dưới, hắn cũng là liên tục bại lui, chính là hai quyền khó địch bốn tay. Huống hổ Đỗ Vạn Năm cùng Tôn Trường Thanh đều là nửa bước tiên thiên cao thủ, lại tăng thêm ba tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, này cũng khó trách Tôn Bác Dịch nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Mắt thấy Chấn Thiên môn tu luyện Tràng Thượng Quỷ Y môn đệ tử cùng Chấn Thiên môn đệ tử là càng ngày càng ít, nếu như lại tiếp tục như thế kết quả cuối cùng nhất định là toàn quân bị diệt, Tôn Hằng Phi tại trong đại điện đem nắm đấm nắm chít lạc, chít lạc vang vọng, trong lỗ mũi hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ rồi. Hằng Phi, chỉ cần lão đại có thể chạy về, chúng ta liền nhất định sẽ có trở mình cơ hội. Tần Nghị đối với Tôn Hằng Phi nói ra. Tôn Hằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra trước mắt tình thế, đoán chừng thần phong trở về cũng không làm nên chuyện gì rồi. Tốt nhất thần phong hiện tại không nên quay lại rồi, tương lai vẫn có thể cho chúng ta báo thù. Vừa vặn ra nhập chấn thiên môn không bao lâu hạ tử ninh, đang tu luyện trên sân trải qua một phen tránh né sau đó người cũng lùi vào trong đại điện, dù sao bây giờ chiến đấu người căn bản là không giúp được gì được rồi thực lực của nàng mới chỉ là huyền thiên trung phẩm tình huống bên ngoài rất không ổn nếu như không còn trợ giúp đến tam đại môn phái thế tất sẽ đem chúng ta chấn thiên môn cùng quỷ y môn người toàn bộ giết sạch hạ tử ninh trong miệng thở gấp yếu ớt nói ra chỉ cần lão đại đúng lúc chạy tới là được rồi hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện lão đại mau lại đây rồi tần nhị lo lắng cau mày nói ra tần nhị thần phong tiếp viện đến cùng có nhiều mạnh mẽ ngươi làm sao tôn hằng phi một câu nói còn chưa nói hết chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận nụ cười ha 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 tôn bác dịch ngươi cái lão ra hỏa để cho chúng ta đến đưa ngươi đi gặp diêm vương ra đi chỉ thấy tu luyện chàng thượng tôn bác dịch cuối cùng là không chống đỡ được đỗ vạn năm đám người công kích ngực được đỗ vạn năm vỗ một trường một ngụm máu tươi từ tôn bác dịch trong miệng phun đi ra thân thể lung la lung lay té lăn quay trên mặt đất thái công Tôn Hằng Phi nhìn thấy Tôn Bác Dịch sau khi bị thương, trong cổ họng không khỏi tức giận gào lên. Còn lại Trấn Thiên Môn người cũng dồn dập nhìn hướng Tôn Bác Dịch địa phương, nhưng là tiếc rằng Tam Đại Môn phái thiên giai cao thủ nhiều lắm, không ai có thể rảnh tay đi giúp Tôn Bác Dịch một tay, đang ở trong đại điện Tôn Hằng Phi cũng không kịp đã chạy tới. Tôn Bác Dịch, hôm nay nhất định là Trấn Thiên Môn diệt phong ngày rồi, may mà ta đã sớm lui ra Trấn Thiên Môn rồi. Một bên thôi núi tại một trường đánh chết một tên chấn thiên môn thiên giai hạ phẩm cao thủ sau, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất tôn bác dịch. Trong miệng không khỏi phát ra diếu cợt âm thanh. Các ngươi những này ngu ngốc, vừa nãy các ngươi phải gia nhập tam đại môn phái trong trận doanh, các ngươi từng cái một mực không vui, xuất hiện đang đợi các ngươi chỉ có là tử vong. Thôi giang cũng lập tức quát lạnh. Chấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử, bọn hắn tâm tình dồn dập ngã rơi xuống thung lũng, mắt thấy tôn bác dịch yếu bị giết chết rồi, vô cùng vô tận tuyệt vọng tràn ngập tâm linh của bọn họ, khiến cho bọn hắn chiến đấu cảm xúc mãnh liệt đang từ từ làm lạnh rồi. Tôn bác dịch, cuối cùng để cho ta tới tiến ngươi một đoạn đường đi. Đỗ vạn năm một trưởng bỗng nhiên hướng về tôn bác dịch trên thiên linh cái vỗ xuống đi. Đúng vào lúc này, nhất cổ cực kỳ cường hãn thật khí thế, từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, từ từ tràn ngập chấn thiên môn tu luyện tràng, làm đỗ vạn Nam thủ trưởng cách tôn bác dịch thiên linh cái càng ngày càng gần thời điểm. Một vệt bóng đen nhanh chóng từ bên cạnh hắn sát vai mà qua, bóng đen trong dây lát đứng tại tôn bác dịch bên cạnh. Đợi đến đỗ vạn Nam nhìn rõ ràng trước mặt bóng đen dạng người mạo thời điểm. Hắn không khỏi bật thốt lên, Diệp Thần Phong. Lần sau, đỗ vạn Nam nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay cầm một cánh tay, cánh tay này bộ dáng thật giống rất quen thuộc, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía bên phải của chính mình phát hiện mình cả cánh tay phải cánh tay không thấy. Vừa nãy Diệp Thần Phong nhanh chóng trải qua đỗ vạn năm bên cạnh thời điểm, trực tiếp thuận tay đem đỗ vạn năm cánh tay phải kéo xuống, chỉ là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, để đỗ vạn năm không có lập tức cảm giác được đau đớn, trên bả vai chỗ gãy chân tiên huyết cũng không có lập tức phun đi ra. Đỗ vạn năm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh cực kỳ, chỉnh cái thân thể của con người bắt đầu trở nên lung la lung lay lên. Một giây, hai giây, 3 giây, Đỗ Vạn Năm chỗ gãy chân như suối phun bình thường đã tuôn ra nồng đặc tiên huyết, hắn vừa định yếu niêm phong lại huyệt vị đến cầm máu thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong lại động thủ, một tay cánh tay trực tiếp vung mạnh ở Đỗ Vạn Năm trên đầu, Đỗ Vạn Năm đầu lâu trong nháy mắt dường như dưa hấu bình thường bạo liệt ra, thi thể chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Từ Diệp Thần Phong trong chớp mắt xuất hiện đến đem Đỗ Vạn Năm cho giết chết, chỉ bất quá ngăn ngắn 5-6 giây ở đây phần lớn người đều phản ứng không kịp nữa lại đây. Thẳng đến cách đó không xa Đỗ Phúc Huy trong miệng tức giận quát lên, Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, cháu của ta cùng tăng tôn tử đều là bởi vì ngươi mà chết, hôm nay lão phu nhất định phải đem tâm can của ngươi cho móc ra. Đỗ Phúc Huy là phẫn nộ tới cực điểm, bây giờ cháu của hắn cùng tăng tôn tử toàn bộ chết rồi, thứ này cũng ngang với là khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, này làm cho hắn đường đường tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không còn cách nào tính táo. Diệp Thần Phong không để ý đến Đỗ Phúc Huy gào thét, hắn đem trên mặt đất tôn bác dịch đỡ lên, nói ra: ngoại thái công, ngài không có sao chứ? là ta đã tới chậm. tôn bác dịch lắc lắc đầu, nói ra: thần phong, ngươi không nên nên trở về, chí ít như vậy tương lai ngươi vẫn có thể chấn chỉnh lại chúng ta chấn thiên môn, nhưng bây giờ như thế nào cho phải? ngoại thái công người yên tâm đi, chúng ta tiếp viện lập tức sắp đến. Diệp thần phong an ủi tôn bác dịch. Tôn bác dịch thở dài, nói ra, thần phong, hai quyền khó địch bốn tay a hát. Tam đại môn phái thiên giai cao thủ có gần một trăm tên, người tiếp viện đến rồi cũng vô ích. Diệp thần phong cũng không lại giải thích thêm rồi, hắn biết lại giải thích thêm cũng tốn nước bọt, chỉ có chờ gió về đội thành viên chạy tới nơi này. Tôn bác dịch liền sẽ biết hắn trong lời nói ý tứ rồi trốn ở chấn thiên môn chu vi quan sát những môn phái khác người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, thẳng tiếp một chút tử giải quyết xong một tên nửa bước tiên thiên cao thủ, bọn hắn từng cái trong miệng là hút vào khí lạnh, nhưng ngược lại, bọn hắn lại cho rằng Diệp Thần Phong loại này tự chui đầu vào lưới hành vi quá ngu xuẩn. Chấn Thiên Môn tiểu tử này không phải là mình đi tìm cái chết sao? Lấy hắn như vậy thiên tư, tương lai nhất định có thể chấn chỉnh lại Chấn Thiên Môn đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm, tam đại môn phái cao thủ nhiều lắm, không phải là bằng vào một mình hắn là có thể xoay chuyển cục diện. Thực sự là trời cao đố kỵ anh tài A -Hát. bất quá, chấn thiên môn tiểu tử này trước khi chết hẳn là vẫn có thể kéo mấy cái chịu tội thay đây này. Tại chấn thiên môn Chu Vi xem cuộc chiến tất cả môn phái đệ tử nghị luận sôi nổi thời khắc, Trung vĩnh minh vỗ vỗ đố phục huy vai, nói ra, đỗ lão đầu, người phải cho ta bình tĩnh, sau đó tiểu tử này nhất định sẽ rơi vào trong tay chúng ta, chúng ta sẽ chậm rãi đưa hắn dằn vặt đến chết. Nghe được chuông vĩnh minh lời nói sau, Đỗ Phúc Huy lúc này mới ổn ổn tâm tình, hắn cũng biết hiện tại không thể bởi vì phẫn nộ mà sai lầm, một đôi cực kỳ che lấp con người chết nhìn chồng chọc diệp thần phong. Ngồi ở trên xe lăn, do một tên thiên giai thượng phẩm cao thủ bảo vệ huyền thiên môn trưởng môn trung thiên trì, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng phát dữ tợn lên, khan cả giọng quát lên tiểu xúc sinh, ngươi lại vẫn sẽ đến tự chui đầu vào lưới. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể xoay chuyển trước mắt thế cuộc sao? Diệp Thần Phong đỡ tôn bác dịch, hắn ở trong lòng ước lượng một chốc thời gian, gió người của vệ đội hẳn là lập tức có thể chạy tới nơi này rồi, đến lúc đó không biết tam đại môn phái người còn có thể hay không nói hắn là tới tự chui đầu vào lưới. chương 2192, nơi này là địa bàn của ta. Thiên nguyên cổ thành, một mảnh lớn vô cùng cổ lão trong quảng trường. Tại trên quảng trường được xây dựng lên một cái lớn vô cùng lao tù. Tại lao tù bên trong được nhốt rất nhiều người, trong đó thình lình có triệu bá, lý bá cùng vân gia gia chủ vân cao ngất đám người. Triệu bá cùng Lý bá trước đó phụ trách đi Linh Châu đem Thanh Nguyệt Tông người rời đi tới, vân cao ngất tự nhiên là đi phụ trách rời đi vân ra người, những kia được chuyển đến thiên nguyên cổ người bên trong thành, bây giờ toàn bộ được giam cầm ở chỗ này trong lồng giam. Triệu bá, Lý bá cùng vân cao ngất bọn người thân thể bên trong gân mạch bị phong bế rồi, bọn hắn căn bản không khởi động được trong gân mạch linh khí dòng sông rồi, trên mặt bọn họ đều tràn đầy khuôn mặt u sầu, bọn hắn cũng không biết trên trời huyền thịnh điển bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại đây to lớn lao tù bên ngoài đứng đấy ba tên lão giả một tên trong đó vẻ mặt nghiêm túc lão giả hắn chính là ngàn nguyên sơn trang lão tổ từ công phú một thân thực lực tại nửa bước thần vương tầng thứ chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thần vương cảnh rồi một người khác dâu mép hoa dâm lão giả hắn là cự phong cốc lão tổ lương cùng quang thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong tầng thứ. Cực kỳ có một tên mũi có phần sụp đi xuống lão giả, hắn là hỏa vân môn lão tổ giang văn trường, thực lực đồng dạng tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong tầng thứ. Ngoại trừ lương cùng quang hòa giang văn trường ở ngoài, trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ còn có bốn tên thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong lão giả đây. Mặt khác bốn tên thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong lão giả, hiện nay cũng không ở nơi này trên quảng trường. Từ công phú đám người nguyên bản vừa lúc ở thiên nguyên cổ thành bên trong, còn nữa ngàn nguyên sơn trang, cự phong cốc cùng hỏa vân môn nhóm thế lực, cùng kim gia, thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung có bao nhiêu lui tới. Tại nhận được kim gia bọn hắn truy nã sau đó bọn hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ được rồi. Huống hồ khi hắn lấy được trong tin tức, bọn hắn muốn bắt bắt chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử mà thôi. Chỉ là tại tiểu tử kia bên người có mấy danh cao thủ mà thôi. Lương cùng quang cao mày nói, các ngươi nói cái kia phá hủy thiên huyền thịnh điển tiểu tử có gan hay không ngày nữa nguyên cổ thành. Xem ra lần này thiên huyền thịnh điển thật là có chút ý tứ, dĩ nhiên có người dám ở thiên huyền thịnh điển bên trong gây sự. Hơn nữa còn chỉ là một cái đến từ chính hạ đẳng vị diện tiểu tử. Giang văn trưởng lắc đầu nói, căn cứ tiêu giao cung bọn hắn từng nói, thực lực đối phương mạnh nhất cũng chẳng qua là thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ mà thôi ta nhìn bọn họ là không có có gan tới rồi, bọn hắn biết rõ là có đi mà không có về. Bọn hắn còn dám tới sao? Từ công phú sắc mặt âm trầm nói, liền coi như bọn họ không đến, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới. Chỉ cần chúng ta bắt tiểu tử kia, tiêu giao cung, kim ra cùng thiên kiếm tông liền thiếu ta nhóm một cái nhân tình. Lão phu ta bị vây ở nửa bước thần vương có không ít năm, tại ba người bọn hắn trong thế lực, khẳng định có để cho ta bước vào thần vương phương pháp xử lý. Lương cùng quang hòa giang văn trưởng nghe vậy, đôi mắt của bọn họ cũng lập tức sáng ngời. Có thể để cho tiêu giao cung bọn hắn ghi nợ ân tình cơ hội cũng không nhiều, lần này tuyệt đối là một cái phi thường cơ hội tốt. Tại từ công phú dứt tiếng không bao lâu, bên hông hắn đưa tin ngọc bài đột nhiên lấp lánh lên, tại cha xét đưa tin ngọc bài bên trong đưa tin sau đó từ công giàu vẻ mặt lập tức hơi đổi một chút, hắn cười nói, xem ra không cần chúng ta phí đầu óc, cái kia gọi là Diệp Thần Phong, hắn tự chui đầu vào lưới đến rồi, xem ra hắn vẫn là rất trọng tình nghĩa ma. Lương Cùng Quang lập tức hỏi, cùng tiểu tử kia cùng đi còn có cái gì cao thủ? Từ công phú lắc đầu nói, căn cứ đưa tin ngọc bài bên trong tin tức, bọn hắn nơi đó một bên mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa bọn họ là chủ động phải đi tiến thiên nguyên cổ thành tới. Vào hôm nay phụ trách cửa thành kiểm tra người dẫn dắt đi, Diệp Thần Phong bọn hắn hẳn là đang đi tới chúng ta nơi này. Soạt 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 soạt, bốn tiếng. Mặt khác bốn tên thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong lão giả, bọn hắn cũng xuất hiện tại trên quảng trường. Bọn hắn đứng ở từ công dầu bên cạnh, bọn hắn cũng hẳn là nhận được đưa tin. Tốt một lúc sau, tại hai tên kiểm tra cửa thành lão giả dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong cùng triệu tinh đổ đám người đi tới to lớn trên quảng trường. Hai tên lão giả kia sở dĩ không có lập tức đối Diệp Thần Phong bọn hắn động thủ, cái kia là bởi vì bọn hắn không muốn tự tiện chủ trương, dù sao trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ thực lực mạnh nhất cũng không phải hai người bọn họ cái. Tại đem Diệp Thần Phong đám người dẫn dắt đến quảng trường sau đó cái này hai tên lão giả cũng lập tức đi tới từ công phú bên cạnh của bọn họ. Diệp thần phong bọn hắn được đưa vào thiên nguyên cổ thành, được rất nhiều trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ người tu luyện nhìn thấy. Những ngày qua diệp thần phong bọn hắn chân dung được kề sát ở cửa thành, thiên nguyên bên trong tòa thành cổ những kia không có đi quan sát thiên huyền thịnh biển người. Bọn hắn đã từ lâu biết diệp thần phong người này rồi. Những người tu luyện này toàn bộ chạy đến xem náo nhiệt, bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua như thế một hồi trò hay. Tại đây chút đám người xem náo nhiệt bên trong truyền ra đủ loại đủ kiểu tiếng bàn luận. Tiểu tử này chính là phá hủy thiên huyền thịnh điển người. Ta xem hắn cũng không có tam đầu lục tí a hát, thật không biết hắn từ đâu tới gan hùm mật gấu. Người không biết không sợ, tại tiểu tử bên người vẫn còn có trận pháp các các chủ cùng luyện dược các hai vị phó các chủ. Bọn hắn lẽ nào cũng bị váng đầu sao, thiên huyền thịnh điển há lại là ai cũng có thể phá hoại bọn hắn kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng phải rất thê thảm, dù sao bọn họ là tội có nguyên nhân được. Nghe nói tiểu tử kia chỉ bất quá chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, trận pháp các cùng luyện dược các các chủ dĩ nhiên cũng dám cùng hắn đồng thời điên. Quả thực là ngại mạng của mình quá dài. Diệp thần phong bình tĩnh đứng ở trên quảng trường, trong cơ thể hắn khí thế tự chủ thu liếm càng thêm được rồi, ở đây không có ai có thể cảm giác được hắn thực lực hôm nay. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn trên quảng trường cái kia cự lao tù lớn bên trong Triệu Bá, Lý Bá cùng Vân Cao ngất đám người. Triệu Bá bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện, sau đó Triệu Bá quát, "Thần Phong, mau chóng rời đi nơi này, các ngươi không cần lo chúng ta." Lý Bá cũng quát, "Mau rời đi, mau chóng rời đi." Vân Cao ngất đồng dạng hô, "Lão tổ, mau chóng rời đi nơi này, các ngươi không nên tới." Từ công phú cười lạnh nói, bây giờ rời đi có phải là quá muộn hay không? Ánh mắt của hắn như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, nói, không nghĩ tới các ngươi còn thật sự đi tới nơi này. Có thể làm cho tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra đối với người dưới truy nã, người tiểu tử này hẳn là cảm thấy vinh hạnh rồi, nhưng không phải là người nào đều có tư cách này. Yên tâm, chúng ta chả không giết chết các ngươi, chúng ta yếu đem các ngươi giao cho thiên kiếm tông bọn hắn xử lý, các ngươi là ngoan ngoãn cho ta đi vào khuôn phép đâu này? Hay là muốn chúng ta động thủ? Diệp thần phong trên mặt biểu lộ như cũ là bình tĩnh cực kỳ, tại mới vừa tiến vào thiên nguyên bên trong tòa thành cổ thời điểm, e sợ những quỷ tu đó đã cảm ứng được hắn đến rồi, thậm chí những kia mạnh mẽ quỷ tu lợi dùng thần niệm, đã cùng diệp thần phong thần không biết quỷ không hay lấy được liên hệ, bây giờ những quỷ tu đó toàn bộ ẩn núp ở trong bóng tối rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ đám người, bọn hắn tuy rằng tin tưởng Diệp Thần Phong, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối phương nhưng là có nửa bước thần vương cường giả. Trước đó Diệp Thần Phong giết chết Kim Thọ Ngạn hoàn toàn là mượn ngoại lực, bọn hắn biết loại kia ngoại lực khẳng định không thể thường thường mượn dùng, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tuy nói có thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi, chiến lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó nửa bước thần vương cường giả, hay là trả quá mức miễn cưỡng, bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy tồn tại. Diệp Thần Phong không để ý đến từ công dầu lời nói, hắn nhìn một vòng chung quanh người thu luyện, thanh âm hắn bình thản lại vang dội nếu như các ngươi là đến xem náo nhiệt lời nói, hiện tại lập tức rời đi, ta có thể cho rằng các ngươi chưa có tới. Nhưng nếu như các người phải tiếp tục lưu lại, như vậy đến lúc đó các người đừng muốn sống rời đi nơi này thiên nguyên cổ thành còn chưa tới phiên các ngươi đến ngang ngược, nơi này là ta diệp thần phong địa bàn. Lời này vừa nói ra, những kia nguyên bản chờ xem kịch vui người tu luyện, bọn hắn từng cái là càng thêm đối diệp thần phong khinh thường rồi, bọn hắn nguyên bản trong lòng liền muốn nhìn thấy diệp thần phong bị bắt cầm. Bọn hắn nguyên bản trong lòng tự đối Diệp Thần Phong cực kỳ bất mãn ý, thậm chí còn muốn muốn đích thân đi dẫm hai chân Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời các loại trào phúng tiếng vang lên tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ngươi cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ra ra ta ngay ở chỗ này xem cuộc vui rồi, ngươi có thể đem ta thế nào. Loại người như ngươi chỉ có một con đường chết, ra ra ta cũng bỏ ra một phần lực. Đúng vậy, dám phá thiên huyền thịnh điển người, quả thực là chết một vạn lần cũng không đủ, còn nói yếu để cho chúng ta không cách nào sống sót rời đi. Ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta, ngươi có năng lực này sao? chả thật sự coi chính mình là cái gì kiểu như châu bò nhân vật. chương 2193, Cường Thế Đối với chung quanh từng đạo tiếng đùa cợt âm, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt lạnh nhạt độ cong. Trên thế giới này ngu, ngu xuẩn quá nhiều người rồi. Lẽ nào cũng bởi vì tiêu giao cùng các loại tông môn chính là hàng đầu thế lực, bọn hắn theo như lời nói chính là sự thật sao. Những người tu luyện này không có biết rõ nguyên nhân, bọn hắn liền cho rằng Diệp Thần Phong chết không hết tội, huống hồ Diệp Thần Phong đã cho bọn hắn rời đi cơ hội, đáng tiếc a những người này cũng không hiểu được quý trọng. Chu vi những người tu luyện kia cũng dồn dập để dâng lên khí thế, khí thế của bọn họ hướng về Diệp Thần Phong đám người ép tới, xem ra bọn hắn cũng phải chuẩn bị nhúng tay chuyện này rồi. Từ công phú, lương cùng quang hòa giang văn trưởng đám người, bọn hắn phi thường hài lòng cục diện này, trong đó từ công phú đối với chu vi người tu luyện chắp tay, nói, mọi người cho lão phu ta một bộ mặt, tiểu tử này vẫn là bắt sống giao cho tiêu giao cung bọn hắn thỏa đáng nhất, nguyên bản ta còn tưởng rằng dám phá hoại thiên huyền thịnh biển chính là nhân vật như thế nào đâu này. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cái ngông cuồng tự đại tiểu tử mà thôi. Thân là nửa bước thần vương từ công phú, mặt mũi của hắn vẫn là rất hữu hiệu, chung quanh người tu luyện lập tức thu hồi khí thế, bọn hắn từng cái toàn bộ cười gần nhìn chằm chằm diệp thần phong, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Diệp Thần Phong sau đó trả làm sao hung hăng. Bọn hắn ngược lại muốn tận mắt nhìn xem Diệp Thần Phong như con chó chết được từ công phú bọn hắn lùng bắt. Từ công phú lập tức lại đưa mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hắn cười nói, xem ra các ngươi là không có ý định phối hợp. Tiểu tử này giao cho ta tới bắt, những người còn lại các ngươi trước tiên kéo dài ở. Từ công phú lướt nhìn bên cạnh lương cùng quang hòa giang văn trưởng đám người, dù sao Diệp Thần Phong bên cạnh triệu tinh đồ mấy người cũng đều là thiên thần cảnh cường giả. Tại từ công phú tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, trong cơ thể hắn nửa bước thần vương thật khí thế đột nhiên bạo phát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Từng trận khí thế áp bách mạnh mẽ Diệp Thần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, mà lương cùng quang hòa giang văn trưởng đám người, bọn hắn nhưng là hướng về triệu tinh đồ cùng vân quang vinh các loại cả đám công kích. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh bọn hắn dù sao chỉ có thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ, mà đối phương nhưng là có thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Bọn hắn tại khí thế thượng liền nằm ở yếu thế, bọn hắn không thoát thân được đi giúp đỡ diệp thần phong rồi. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Từ công phú thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt, hắn hai con bàn tay gầy guộc hướng về diệp thần phong vai tóm tới, hắn hai bàn tay tạo thành ưng trảo hình mãnh liệt linh khí tràn ngập ở hắn ưng chảo bên trong, nếu như Diệp Thần Phong hai con vai được này ưng chảo nắm lấy, hắn hai bên vai cốt sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng, hai cánh tay của hắn sẽ trực tiếp bị phế sạch. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, hắn căn bản không có yếu phản kháng cùng tránh né cử độc, trên mặt hắn bình thản không chút nào hạ thấp, mà thấy cảnh này chu vi còn lại người tu luyện, bọn hắn hoàn toàn là cho rằng Diệp Thần Phong được sợ tráng váng, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong căn bản là liền tránh né động tác cũng không kịp làm ra. Thần sắc trên mặt bọn họ càng thêm hí hành hạ rồi, bọn hắn hiện tại trăm phần trăm cho rằng Diệp Thần Phong chính là một cái vô tri thậm chí đầu được cửa kẹp ra hỏa. Tiểu tử này còn nói yếu để cho chúng ta không cách nào sống sót rời đi nơi này. Đây chính là hắn sức lực, Chả thật cho là chúng ta là đồ ngốc sao, loại này tự đại trắng, si vốn là không có thuốc nào cứu được rồi cũng không nhìn một chút hiện trường tình thế có nửa bước thần vương tiền bối ở đây tiểu tử này chỗ nói đều là phí lời mà thôi ta xem hắn thuần túy là muốn đang bị bắt nắm trước đó thả mấy câu tàn nhẫn triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người nhíu chặt mày bọn hắn một bên ngăn cản lương cùng quang đám người công kích bọn hắn một bên tại dùng ánh mắt còn lại chú ý diệp thần phong bên kia khi bọn họ nhìn thấy diệp thần phong từ đầu tới cuối đều không động một cái trong lòng bọn họ cũng bắt đầu lo lắng Bọn hắn vẫn cho rằng Diệp Thần Phong có như thế sức lực, nhất định là có lá bài tẩy, nhưng Diệp Thần Phong tại sao liền nhúc nhích một cái cũng không có làm đâu này. Tiểu tử, người ngược lại là cho lão phu ta một chút ngoài ý muốn kinh hỉ a hát. Người vừa vặn hung hăng đi nơi nào. Từ công phú trong miệng quát lạnh, liền ở từ công dầu hai con ưng chảo yếu xuyên suốt Diệp Thần Phong vai cốt, hắn lão nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Oanh! Một tiếng! đột nhiên trong lúc đó một vệt bóng đen nhanh như chớp giật bóng đen này trong nháy mắt chắn diệp thần phong trước mặt một cước trực tiếp đem từ công phú lão thất phu này cho đá bay ra ngoài từ công phú giống như một chỉ bóng cao su bình thường cuối cùng ầm một tiếng thân thể của hắn trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ đến cái này đột nhiên lên một màn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút chỉ thấy tại hố nhỏ bên trong từ công phú bụng hắn thượng quần áo toàn bộ vỡ vụn tại trên bụng của hắn xuất hiện một cái vết chân giống như lỗ máu tiên huyết chính từ trong đó không khô chảy mà ra cái ngạc nhiên này đủ chưa diệp thần phong cười nhạt một tiếng nói từ hố nhỏ bên trong bò dậy từ công phú từ trong miệng của hắn cũng liền tiếp theo hộc ra tốt mấy ngụm máu tươi trên mặt hắn cười gần sớm đã biến mất rồi ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem diệp thần phong trước mặt thân ảnh màu đen kia Tại cảm giác được bóng đen trên người thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế sau, hắn chân mày nhíu càng gia tăng hơn, vị này quỷ tu bằng hiếu, nơi này sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhúng tay chỉ biết mang đến phiền toái cho ngươi. Ngăn ở diệp thần phong trước mặt quỷ tu chính là Liễu Văn Tuyền rồi. Này Liễu Văn Tuyền căn bản không có để ý tới từ công phú ý tứ, sát theo đó, từ quảng trường bốn phía nhanh chóng toát ra từng cái quỷ tu. Thiên thần cảnh quỷ tu ước chừng có hơn 50 người. Địa thần cảnh quỷ tu ước chừng có hơn 150 người, linh thần cảnh quỷ tu ước chừng có hơn 200 người. Những quỷ này tu đủ hết bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trước mặt, bọn hắn một mực cung kính đứng đấy, đồng thời hướng về phía Diệp Thần Phong hô, hoan nghênh thiếu chủ trở về. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói, đem quảng trường này lối vào bảo vệ lấy, bất luận người nào không được rời nơi này. Tại Diệp Thần Phong ra lệnh sau, lập tức có 20 tên Thiên Thần cảnh quỷ tu, 100 danh Địa Thần cảnh quỷ tu đem quảng trường bốn phía lối vào ngăn chặn. Mà ở chàng tất cả mọi người tại nghe đến những này mạnh mẽ quỷ tu, thậm chí con kia Thần Vương cảnh sơ kỳ quỷ tu cũng gọi Diệp Thần Phong vì thiếu chủ thời điểm, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đặc sắc vạn phần. Tiết Huyền Tình cùng Triệu Bá đám người lúc trước bọn họ là trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ đã trải qua quỷ tu tập kích chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem nơi này quỷ tu thu sạch phục rồi. Nguyên bản còn tại lo lắng Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đổ bọn hắn, vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong tụ họp. Diệp Thần Phong đối với Liễu Văn Tuyền, nói, Văn Tuyền, động thủ đi. Một cái không lưu, có lúc quá mức mềm lòng chỉ sẽ mang đến cho mình họa sát thân, Trước đó hắn đã cho Chu Vi một ít người tu luyện rời đi cơ hội, những người tu luyện này nguyên bản chính là đến xem Diệp Thần Phong bị bắt nắm, nhìn xem Diệp Thần Phong bị giết chết, có thể nói Diệp Thần Phong đối với bọn họ đã coi như là nhân từ rồi. Tại Diệp Thần Phong rứt tiếng sau, Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu, bọn hắn lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm, hướng về người xung quanh triển khai giết chóc, bọn hắn ngăn trở tất cả muốn muốn tới gần Diệp Thần Phong người. Từ hố nhỏ bên trong bò dậy từ công phú, hắn nhìn xem lần nữa lướt tới Liễu Văn Tuyền, hắn chỉnh tấm mặt mo thượng tràn đầy tuyệt vọng, hắn căn bản không có nghĩ đến hội là kết quả như thế, chẳng trách Diệp Thần Phong sẽ nói nơi này là địa bàn của hắn rồi, có nhiều như vậy quỷ tu, hôm nay nguyên cổ thành có thể không phải là Diệp Thần Phong địa bàn ma. Từ công phú muốn mở miệng kéo dài thời gian, nhưng Liễu Văn Tuyền căn bản không có cho hắn cơ hội này, Tại đem từ công phú giải quyết sau đó Liễu Văn Tuyền tiếp tục hướng về lương cùng quang đám người triển khai công kích. Tại thần vương cảnh sơ kỳ Liễu Văn Tuyền trước mặt, những người này vốn là không đỡ nổi một đòn. Những kia chờ mong lấy Diệp Thần Phong bị bắt nắm, chờ mong lấy Diệp Thần Phong tử vong xem trò vui người, bọn hắn thời khắc này cũng không bình tĩnh lại được rồi. Từng cái từng cái mạnh mẽ quỷ tu hướng về bọn hắn triển khai tập kích, bọn hắn căn bản không hề ngăn cản lực lượng, thật sự là những quỷ này tu chi trong. Thiên thần cảnh có tới hơn 50 người đây. Những người tu luyện này hối hận ruột đều thanh, bọn hắn từng cái khàn cả giọng cầu xin tha thứ, nhưng Diệp thần phong căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ. Nếu như Diệp thần phong bọn hắn được nắm bắt cầm lên, bọn hắn hướng về những người này cầu xin tha thứ, những người này e sợ không những sẽ không bỏ qua bọn hắn, còn có thể đối với bọn họ càng thêm châm chọc khiêu khích. Tại Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu công kích, trên quảng trường người sống là càng ngày càng ít. Gai mũi mùi máu tanh trải rộng không khí, Diệp Thần Phong chỉ là lãnh đạm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, bởi vì đây là một cường giả làm đầu thế giới, rất nhiều lúc nhất định muốn cường thế đến cùng, bằng không sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức cùng mầm họa. Chương 2194, giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Diệp Thần Phong bọn hắn người bên này, những người còn lại toàn bộ được Liễu Văn Tuyền bọn hắn giải quyết. Diệp thần phong đám người lập tức đem trong lồng giam triệu bá bọn hắn toàn bộ phóng ra, đồng thời lần lượt giúp bọn họ toàn bộ mở ra bị phong bế gân mạch, bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông một lần nữa chảy xuôi. Đối diệp thần phong là như thế nào thu phục một cái chúng quỷ tu, tiết huyền tình cùng vân quang vinh đám người là không tâm tư hỏi, dù sao bọn hắn tại diệp thần phong trên người từng thấy quá nhiều kỳ tích, từng thấy quá nhiều ngoài dự đoán của mọi người, chỉ sợ coi như là ngày mai Diệp Thần Phong đột phá đến thần vương cảnh, bọn hắn cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Triệu Bá cùng Lý Bá bọn hắn đem Thanh Nguyệt Tông người chuyển đến Thiên Nguyên cổ thành vẫn tương đối thuận lợi. Bất quá, đem Vân gia chuyển đến Thiên Nguyên cổ thành nhưng là không còn thuận lợi như vậy, Vân gia chỉ có dòng chính nhất mạch người cùng đi theo đã đến Thiên Nguyên cổ thành, về phần bang hệ nhất mạch người cuối cùng trực tiếp lựa chọn cùng dòng chính người thoát ly quan hệ bọn hắn yếu tiếp tục lưu lại nguyên bản vân phủ, này làm cho vân quang vinh là lắc lắc đầu, hắn kỳ thực cũng đã sớm đoán được, vân cao ngất đi rời đi vân ra người không hội thuận lợi như vậy, chi thứ người một mực dã tâm bừng bừng. Bọn hắn sớm liền muốn đương ra làm chủ rồi, yếu để cho bọn họ từ bỏ vân ra nguyên bản tất cả sản nghiệp, đây cơ hồ là không thể nào. Vân Quang Vinh thở dài, nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nếu bọn hắn như thế quyết định, như vậy bọn hắn về sau cùng với ta nhóm Vân gia dòng chính một mạch lại không có bất luận cái gì dây dưa. Ngoại trừ Vân gia ở ngoài, còn lại thế lực đều rời đi rất thuận lợi, đương nhiên trận pháp các bên trong không thể để tất cả trận pháp sư đều rời đi tới, dù sao tại tứ đại các bên trong, trong đó không thiếu có rất nhiều đại tông môn bên trong đệ tử, cho nên Triệu Tinh đồ đám người chỉ là chọn lựa một ít tuyệt đối dựa vào ở trận pháp sư để cho bọn họ trước tiên chuyển đến Thiên Nguyên cổ thành đến bây giờ diệp thần phong đem tiêu giao cung bọn hắn bia đỡ đạn toàn bộ giải quyết xong như vậy kế tiếp e sợ tiêu giao cung bọn hắn yếu tự mình ra tay rồi tiêu giao cung bọn hắn dù sao đều là hàng đầu thế lực ai biết bọn hắn nội tình có cỡ nào thâm hậu cho nên hắn nhất định muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới có thể đầu tiên nhất định phải đem thiên nguyên cổ thành thanh lý một lần những kia không có tới xem náo nhiệt người tu luyện diệp thần phong đúng là có thể tha bọn họ một lần dù sao song phương không thù không oán, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục lưu lại thiên nguyên bên trong tòa thành cổ rồi. Lấy hậu thiên nguyên cổ thành sẽ chỉ là diệp thần phong bọn hắn đại bản doanh, cho nên tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân tố không ổn định tồn tại. Tại diệp thần phong muốn mở miệng để người ở chỗ này đồng thời thanh lý một lần thiên nguyên cổ thành thời điểm, có mấy bóng người xuất hiện tại máu tanh gai mũi trên quảng trường. Khi này mấy bóng người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, khi bọn họ nhìn thấy một mực cung kính đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Liễu Văn Tuyền các loại một đám quỷ tu lúc, một người trong đó thở dài nói, xem ra ta là tới chậm một bước a hát. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu là thận trọng từng bước, e sợ -so tất cả mọi chuyện đều tại Diệp Tiểu Hữu trong lòng bàn tay đi. Mở miệng nói chuyện người chính là phù sư các lão tổ du thạch thanh. Bọn hắn trước đó đang xác định muốn tới giúp đỡ Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn lập tức tại phù sư trong các chọn lựa một ít đáng tin người, sau đó tại lạng yên không một tiếng động bên trong đến đây thiên nguyên cổ thành rồi một người khác lão tổ đoạn đông nói cũng nói diệp tiểu hữu nhưng thật là đại thủ bút a hát trống trơn là những quỷ này tu bằng hiếu cũng không phải là phần lớn nhất lưu thế lực có thể ngăn cản rồi diệp thần phong nhíu nhíu mày liễu văn tuyền cũng không biết đối phương là địch là hiếu hắn cung kính đối với diệp thần phong hỏi thiếu chủ những người này cũng phải giải quyết sao dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói bọn hắn còn cũng không biết, Diệp Thần Phong chính là những này mạnh mẽ quỷ tu chủ nhân đây. Khi nghe đến Liễu Văn Tuyền xưng hô sau, bọn hắn con mắt phi vi chừng, đặc biệt là nghe được Liễu Văn Tuyền muốn động thủ giải quyết bọn hắn, này để cho bọn họ là lập tức biến sắc mặt. Phải biết du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói thực lực đều tại thiên thần cảnh bảy tầng, bọn hắn không phải là trước mặt những quỷ này tu đối thủ. du Thạch Thanh vội vàng giải thích, Diệp Tiểu Hữu hiểu lầm a à hát. Chúng ta là đến giúp đỡ ngươi. Chúng ta tự mình chọn lựa ra một nhóm phù sư đã tại thiên nguyên bên trong tòa thành cổ chờ. Chúng ta hôm nay tới đây tuyệt đối không có ác ý gì. Đoạn đông nói cũng lập tức nói ra, Diệp Tiểu Hiếu, chúng ta chỉ là rất bội phục ngươi khắp mọi mặt thiên phú. Chúng ta cũng tương tự làm không ưa tiêu giao cung cách làm của bọn họ. Lần này chúng ta đến đây thiên nguyên cổ thành, chúng ta nhưng là hạ quyết tâm thật lớn thương lang được đứng ở du thạch thanh bên cạnh cố hình nhi con mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm diệp thần phong nhìn thấy liền ngay cả một đám mạnh mẽ quỷ tu đều nhận thức diệp thần phong làm chủ càng là hiểu rõ diệp thần phong người thì càng là đối diệp thần phong mê muội rồi diệp thần phong nhíu lông mày vi vi buông lỏng ra một ít triệu tinh đồ cho diệp thần phong truyền âm nói các chủ ta cùng du thạch thanh đoạn đông nói ngược lại cũng nhận thức đã lâu rồi hai cái này lão đầu tính khí cực kỳ quật cường không có ai có thể buộc bọn hắn làm không thích việc làm, hơn nữa hai cái này lão đầu làm ngay thẳng, hắn trên căn bản là nói một là một, lời của bọn hắn có thể tin tưởng. Khi nghe đến triệu tinh đồ lời nói sau, Diệp thần phong lông mày hoàn toàn lỏng ra, hắn cũng đích thật là yêu cầu một nhóm phủ sư đến giúp đỡ, hắn để Liễu Văn Tuyền lui sang một bên, hắn khách khí nói, du tiền bối, đoạn tiền bối, hai vị muốn tới xuất thủ hỗ trợ nơi, ta vô cùng hoan nghênh, nhưng các người cũng biết ta bây giờ tình cảnh, kế tiếp tại tiêu giao cung nhóm thế lực hiệu triệu dưới, chỉ sợ ta sẽ trở thành trung châu thế lực công địch, các người thật sự nghĩ thông suốt. Đoạn đông nói, Diệp Tiểu Hiếu, chúng ta đến đây thiên nguyên cổ thành là trải qua đắn đo suy nghĩ, hơn nữa chúng ta chọn lựa ra phù sư cũng tuyệt đối đáng tin, bọn họ đều là không môn không phái, chỉ thuộc về phù sư các nhất phương thế lực, cho nên Diệp Tiểu Hữu không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì. Khi nghe đến đoạn đông nói khẳng định trả lời sau đó Diệp Thần Phong hài lòng gật gật đầu, mà chính lúc lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện tại trên quảng trường. Này hai bóng người một trắng một đen, các nàng xuất hiện tại Diệp Thần Phong hai bên sau, lập tức có hai sợi làn gió thơm truyền vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Này một trắng một đen thân ảnh chính là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng hai ngày trước nghe nói thiên nguyên bên trong tòa thành cổ biến hóa sau, các nàng không chút nào lo lắng Diệp Thần Phong, các nàng đã sớm từng chứng kiến liễu văn tuyển các loại quỷ tu rồi. Giang Thải Huyên cánh tay đắp diệp thần phong vai cười nói, tiểu ca, tỷ tỷ ta cũng là đến giúp đỡ ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không không cảm kích chứ. Tính tình lành lạnh một ít ngô lam hương, người mím môi, người đến gần rồi diệp thần phong một ít, người dĩ nhiên trực tiếp nhẹ nhàng khoác lên diệp thần phong cánh tay, gò má của nàng ửng đỏ, người không có mở miệng nói chuyện rồi, người dùng hành động để nói rõ, Người mục đích lần này rồi. Giang Thải Huyên không nghĩ tới luôn luôn lành lạnh Ngô Lăng Hương, lần này dĩ nhiên làm ra như thế gan lớn hành vi, nàng tự nhiên không thể bại bởi Ngô Lăng Hương rồi, cho nên nàng lập tức thật chặt ôm Diệp Thần Phong một cánh tay khác. Hai nữ ánh mắt cùng nhìn nhau, các nàng là không ai nhường ai. Ở đây tiết huyền tình, viên dài cùng cố hình nhi, vẻ đẹp của các nàng con mắt cũng đồng thời như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người các nàng trên mặt dĩ nhiên đều có ghen tuông hiện lên tiết huyền tình trong lòng là cười khổ một tiếng người trước đó nhưng là từng thấy bạch tiểu nhu đối diệp thần phong thâm tình rồi người biết mình tuyệt đối không thể nào là diệp thần phong duy nhất một người phụ nữ cho nên rất nhiều chuyện nàng đều coi nhẹ một chút bất quá người thật sự thích diệp thần phong rồi người yếu tranh thủ một cái khoác ở diệp thần phong cánh tay ngô lăng hương cùng giang thải huyên vẻ đẹp của các nàng con mắt đột nhiên hơi dừng lại một chút bởi trực tiếp cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, tuy rằng Diệp Thần Phong thu liếm khí thế, nhưng các nàng vẫn là cảm giác ra Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế. Các nàng không hẹn mà cùng nói ra, ngươi, thực lực của ngươi tăng lên tới thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Được Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên một lời nói toạc ra. Diệp Thần Phong thuận thế đem cánh tay của mình kéo ra đi ra, hắn đem trong cơ thể khí thế phóng ra ngoài một chút, dù thạch thanh, Đoạn Đông giảng hòa cố hình nhi bọn hắn nhất thời con ngươi trừng lớn, bọn hắn cảm thấy Diệp Thần Phong trong cơ thể hùng hậu khí thế, loại khí thế này quả thực so với rất nhiều bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ nhiều năm người tu luyện đều phải hùng hậu. Nói cách khác Diệp Thần Phong thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, tuyệt đối là không có bất kỳ tác dụng phụ, những kia có tác dụng phụ tăng cao thực lực, bình thường tăng cao thực lực sau khí thế đều có vẻ phù phiếm, mà Diệp Thần Phong lại không có chút nào. Dù thạch thanh đám người tâm tình không có so với lúc trước triệu tinh đổ đám người tốt hơn chỗ nào, bọn hắn từng cái trong nháy mắt được khiếp sợ thất điên bát đảo rồi, bọn hắn cảm thấy cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần phong rời đi khí linh thành thời điểm mới chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong A hát. Trường 2195, Phù Sư cấp bậc tăng vọt. Quá rồi tốt sau một hồi lâu, dù thạch thanh đám người cuối cùng là tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong bước vào thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ sự thực. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ánh mắt liên tiếp nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, trong lòng các nàng là phiên Giang Đảo Hải, hai người bọn họ là biết Diệp Thần Phong số tuổi thật sự. Một cái không cao hơn 30 tuổi thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ cường giả. Như vậy Diệp Thần Phong sẽ ở bao nhiêu tuổi bước vào thần vương cảnh? Hai người bọn họ cũng mới thiên thần cảnh bốn tầng mà thôi, các nàng đã coi như là trong gia tộc mình Thiên Chi Kiêu Nữ rồi, nhưng tại Diệp Thần Phong trước mặt, tự tin của các nàng một lần lại một lần chịu đến đả kích nghiêm trọng. Bất quá, điều này cũng làm cho hai người bọn họ càng thêm muốn dẫn Diệp Thần Phong về đến gia tộc chúng rồi. Các nàng biết Diệp Thần Phong chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, đừng nói là xưng bá trung châu rồi, coi như là trèo lên đỉnh các nàng chỗ đó, này cũng không là chuyện không thể nào. Tại Du Thạch Thanh đám người tiếp nhận rồi sự thực này sau, diệp thần phong lần thứ hai nói ra lấy hậu thiên nguyên cổ thành liền là đại bản doanh của chúng ta rồi bây giờ trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ có quá nhiều người không liên quan rồi những người này nhất định muốn toàn bộ đuổi ra ngoài các người trước tiên giúp ta thanh lý một lần hôm nay nguyên cổ thành không thể có bất kỳ một cái cá lọt lưới nếu có người không muốn rời đi như vậy sẽ giải quyết tính mạng của bọn họ nếu như bọn hắn nguyện ý rời đi như vậy liền để cho bọn họ sống sót rời đi đi mà ta muốn chặn thiên nguyên bên trong tòa thành cổ truyền tống trận, bằng không những người khác có thể dựa vào còn lại trong thành trì truyền tống trận, truyền tống đến thiên nguyên cổ thành bên trong truyền tống trận, chúng ta phân công nhau hành động đi. Văn Tuyền, các ngươi một đám quỷ tu trước trả không nên tại cái khác người tu luyện trước mặt lộ diện được, thanh lý thiên nguyên cổ thành sự tình liền giao cho vân lão ca bọn hắn đi. Bây giờ nửa bước thần vương từ công phú các loại cả đám toàn bộ chết rồi, dựa vào triệu tinh đồ, vân quang vinh cùng du thạch thanh đám người yếu thanh lý thiên nguyên cổ thành là thừa sức sự tình rồi tại diệp thần phong phân phó sau đó tất cả mọi người từng người hành động mà diệp thần phong cũng tay đi chặn thiên nguyên bên trong tòa thành cổ truyền tống trận rồi đối với bây giờ diệp thần phong mà nói hắn tại trận pháp trình độ thượng không thể so lão bạch cùng lão hắc kém hơn bao nhiêu yếu trận một cái truyền tống trận vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay sau mấy tiếng triệu tinh đồ đám người lại toàn bộ tập trung đến trong quảng trường thiên nguyên bên trong tòa thành cổ tất cả tu luyện người đều được đuổi ra ngoài rồi tuy rằng những người tu luyện này có lời oán thán nhưng ở sống và chết trong lúc đó bọn hắn đương nhiên là lựa chọn sinh rồi trên trời nguyên cổ thành cửa vào cũng bị triệu tinh đồ đám người an bài vài tên thiên thần cảnh cường giả thanh canh chừng du thạch thanh cùng đoạn đông nói quá lời mới trở về trên quảng trường sau đó trong đó du thạch thanh nói diệp tiểu hữu lần này chúng ta rời đi phù sư các thời điểm, thanh phù vực cũng cùng nhau mang ra ngoài. Bùa này vực nhưng là rất khó di động, lần này ta cùng lão đoàn thanh phù vực mang đi ra, nhưng là bỏ ra thật lớn một phen thời gian, phù vực cũng vừa hay đã đến mở ra lúc, mỗi 100 năm mới có thể tiến vào một lần, hơn nữa tiến vào phù vực có giới hạn tuổi tác. Lần này Diệp Tiểu Hữu chính là phù sư so tài người thứ nhất. Tiến vào phù vực là tưởng thưởng của ngươi, trong khi nói chuyện, dù thạch thanh cánh tay vung lên, ồ. Một tiếng, vỗ một cái màu xám cho to lớn cửa đá nhất thời dựng đứng ở trên quảng trường. Đoạn đông nói mở miệng nói, tại đây cửa đá bên trong tự chủ tạo thành một vùng không gian, vùng không gian này chính là phù vực. Tại phù vực bên trong để lại phù sư các các đời phù sư kinh nghiệm cùng truyền thừa. Đương nhiên tại phù vực nội chả có rất nhiều huyền diệu áo nghĩa tồn tại, trong đó không thiếu có viễn cổ thời đại phù sư áo nghĩa, có thể lính ngộ bao nhiêu đều phải xem từng người tư chất. Diệp Tiểu Hữu có thể tiến vào bên trong rồi, hình nhi cũng đi vào chung đi. Phù vực mỗi một lần mở ra, chỉ có thể tiến vào ba người, lần này dù thạch thanh đám người từ phù sư trong các mang đi ra đều là bọn hắn biết gốc biết dễ phù sư, cho nên trẻ tuổi những phù sư đó, bọn hắn một cái đều không có mang tới, dù sao trẻ tuổi phù sư có chính là còn lại tông môn đệ tử, có coi như là không môn không phái cũng vô cùng có khả năng sớm đã bị có chút tông môn cho lôi kéo được lúc trước diệp thần phong tham gia phù sư thi đấu hắn vì chính là tiến vào phù vực bên trong trước mắt hắn đương nhiên sẽ không từ chối du thạch thanh cùng đoạn đông nói rồi dù sao tứ sư bên trong hắn phù sư trình độ là yếu nhất diệp thần phong đối du thạch thanh cùng đoạn đông nói chắp tay dùng này đến biểu đạt cảm ơn hắn nhìn xem phía trước mặt này phiến dày nặng to lớn cửa đá tại thạch môn thượng điêu khắc từng cái từng cái bùa chú. Những tấm bùa này rậm rạp chẳng chịt, tại thạch môn thượng rắc rối phức tạp. Diệp thần phong đưa tay ra đặt tại trên cửa đá, hắn nhất thời cảm giác cửa đá đang nhanh chóng hấp thu hắn bên trong thân thể linh khí, bất quá, bực này hấp thu cường độ còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Theo cửa đá hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, chỉnh phiến màu xám cho trên cửa đá tản ra nhất cổ hào quang màu bạc, ở trong đêm tối có vẻ cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Sát theo đó, tại thạch môn thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cửa động, Diệp Thần Phong trực tiếp được hấp. Vào trong đó, mà một bên cố hình nhi cũng không chút do dự tiến vào màu đen cửa động bên trong. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một trận mê muội khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã xuất hiện tại khác một vùng không gian bên trong rồi, nơi này phải là cái gọi là phù vực. Cố hình nhi cũng rất nhanh xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Tại hai người bọn họ tiến vào phù vực sau đó có một trận sóng năng lượng quét qua thân thể của bọn họ. Sau đó, tại đỉnh đầu của bọn họ bên trên phân biệt hiện lên năm đám hồng sắc quang ngất cùng bốn đám hồng sắc quang ngất. Diệp thần phong đỉnh đầu năm đám hồng sắc quang ngất, điều này đại biểu hắn tại ngũ phẩm phù sư, mà cố hình nhi đỉnh đầu bốn đám hồng sắc quang ngất, đại biểu người tại tứ phẩm phù sư. Diệp thần phong cùng cố hình nhi phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ, Tại hai người bọn họ dưới bàn chân không có đất mặt, có chỉ là minh mông vô bờ hắc ám. Tại bốn phía trong bóng tối có điểm một chút ánh sáng, dường như trong bầu trời đêm xinh đẹp tinh thần, hai người bọn họ thân thể cũng có chút trôi nổi không chừng, những này điểm một chút ánh sáng là từng cái từng cái hư không ngưng tụ mà thành linh phù, từ nơi này chút linh phù bên trong toàn bộ tản ra huyền diệu áo nghĩa, thậm chí vùng không gian này mỗi một tấc trong không khí cũng tràn đầy phù sư một loại nào đó áo nghĩa có thể nói nơi này từng cái tạo thành không chỗ nào không có phù sư áo nghĩa chẳng trách phàm là chỉ cần có thể tiến vào phù vực phù sư tối thiểu tại vốn có cấp bậc thượng có thể tăng lên một phẩm cấp diệp thần phong liếc mắt nhìn bên cạnh cố hình nhi nói chúng ta từng người lĩnh ngộ đi cố hình nhi mím môi người nhẹ nhàng đáp một tiếng người vừa định yếu mở miệng chỉ thấy diệp thần phong đã nhắm hai mắt lại lĩnh ngộ cuối cùng người chỉ có thể đem lời nói nuốt về trong bụng người cũng thở phì phò bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Tại Diệp Thần Phong cùng Cố Hinh Nhi nhắm mắt lĩnh ngộ sau. Bốn phía điểm một chút ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, những này điểm một chút ánh sáng phảng phất đến hàng mấy chục ngàn đom đóm giống như, chúng nó đem Diệp Thần Phong cùng Cố Hinh Nhi bao vây ở trong đó. Tiến vào lĩnh ngộ trạng thái Diệp Thần Phong, trong đầu hắn hồi tưởng quyền kia tại Lưu Ly cung trong điện lấy được bùa chú. Thượng các loại kinh nghiệm, phối hợp các loại kinh nghiệm, hắn bắt đầu điên cuồng cảm ngộ bốn phía tất cả, hắn dường như tiến vào một cái huyền diệu thế giới, tại bên trong thế giới kia, hắn không ngừng điên cuồng luyện phù, hoàn toàn tiến vào một loại phong ma trạng thái. Cái kia đến ngàn tỷ điểm một chút ánh sáng đang bị Diệp Thần Phong cùng Cố Hình Nhi không ngừng hấp thu, Cố Hình Nhi chỉ hấp thu trong đó nho nhỏ một điểm, phần lớn toàn bộ là được Diệp Thần Phong cho nạp vào bên trong thân thể. Theo thời gian trôi đi, bao vây lấy Diệp Thần Phong cùng cố hình nhi điểm sáng càng ngày càng ít, cố hình nhi khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chỉ thấy đỉnh đầu của nàng bên trên xuất hiện thứ năm đoàn hồng sắc quang ngất, điều này đại biểu nàng khóa nhập ngũ phẩm phù sư. Nhưng nàng cũng không cảm giác được chu vi có quá nhiều phù sư áo nghĩa rồi, người biết mình không thể lên trên nữa đột phá, người lập tức mở ra chính mình con mắt, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đỉnh đầu vẫn cứ chỉ là năm đám hồng sắc quang ngất thời điểm trên mặt nàng lần nữa lộ ra thần sắc kiêu ngạo nhưng mà chính lúc lúc này trước đó tiến vào diệp thần phong trong cơ thể các loại phù sư áo nghĩa chỉ là bị hắn đang không ngừng tìm hiểu hắn cũng không hề đem tìm hiểu ra hòa tan vào thân thể bên trong bây giờ hắn hầu như đem hết thảy đều hiểu được hắn bắt đầu điên cuồng dung hợp hắn đỉnh đầu năm đám hồng sắc quang ngất điên cuồng bắt đầu run rẩy trong nháy mắt biến thành sáu đám hồng sắc quang ngất nhưng này vẫn chưa hết lại là một cái hô hấp ở giữa, hắn đỉnh đầu biến thành bảy đám hồng sắc quang hôn mê, tại hình thành thứ bảy đoàn sau đó lập tức thứ tám đoàn hồng sắc quang ngất cũng lập tức hình thành. Cuối cùng nhất là ổn ổn định ở tám đám hồng sắc quang ngất bên trên, nói cách khác diệp thần phong phù sư cấp bậc trực tiếp tòng ngũ phẩm tiêu thăng đến bát phẩm. Hắn phù sư cấp bậc cũng cùng chế thuốc, luyện khí cấp bậc tương đẳng. chương 2196, Phản bội Long Nguyên Bí Cảnh, LT, nơi nào đó trong sơn cốc, bầu không khí yên tĩnh có phần đáng sợ. Thất khiếu chảy máu quỷ phàm thiên, hắn hai chân quỷ gối trên mặt đất, hắn dưới đầu gối mặt đất toàn bộ nát tan nứt ra, trên mặt tràn đầy vô cùng vô tận phẫn nộ, hắn âm trầm con ngươi nhìn chầm chầm cách đó không xa kiều đực cường. Mà trình kình thiên, bàng tinh phàm cùng kim văn kỳ ba người này, trên mặt bọn họ biểu lộ từ đầu tới cuối không có thay đổi qua, khóe miệng hiện lên như có như không ý cười bọn hắn căn bản không có thanh địa huyền giới người tu luyện để ở trong mắt dưới cái nhìn của bọn họ đối phó địa huyền giới người tu luyện có kiều được cường một người động thủ liền thừa sức rồi về phần xa xa du thủy giao cùng tả phi bạch đám người sắc mặt của bọn họ dồn dập kịch biến bọn hắn nhưng là đều biết quỷ phàm ngày thực lực lấy quỷ phàm ngày thực lực phóng tầm mắt toàn bộ huyền giới đủ để xưng là trẻ tuổi bên trong thiên tài rồi nhưng thực lực có tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn quỷ phàm thiên, hắn lại bị một đạo tiếng gào cho chèn ép thất khiếu chảy máu. Hơn nữa còn quỳ gối trên mặt đất, dù thủy giao cùng tả phi bạch các loại trong lòng người đã sớm là phiên giang đảo hải rồi, ánh mắt của bọn họ nhìn xem trình kình thiên bọn bốn người, bọn hắn đoán không ra bốn người này đến cùng là lai lịch gì. Vì sao lại có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu? Theo lý tới nói, cho dù quỷ phàm thiên gặp phải tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn cũng là có lực đánh một trận, nhưng tại kiều được cường trước mặt khước như đồng cái thất gỗ thượng thịt cá mặc người chém giết. Chỉ cần một kiều được cường chiến lực liền cường hãn như vậy rồi, như vậy mặt khác không hề động thủ ba người đâu này. Dù thủy giao đám người nhìn ra được kiều được cường bốn người bọn họ là lai giả bất thiệt, nhưng dù thủy giao biết lấy thực lực của nàng, người căn bản liền một cái kiều được cường cũng không đối phó được được rồi. Thân thể khỏe mạnh kiều được mạnh, Hắn cực độ khinh thường nhìn trên mặt đất quỷ phàm thiên. Hắn lắc lắc đầu, nói ra, thực sự là quá vô vị rồi, lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Xem ra địa huyền giới người tu luyện xác thực đều là một ít chó má. Quỳ ở trên mặt đất quỷ phàm thiên, hắn thân là phệ hồn tông thiên tài, hắn tôn nghiêm là không cho phép những người khác trả đạp. Tuy rằng hắn biết thực lực của đối phương mạnh hơn hắn thượng nhiều lắm, nhưng trong lòng của hắn lửa giận là hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ phàm thiên mãnh từ trên mặt đất đứng lên, hắn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, bên trong thân thể là linh khí lao nhanh, nắm đấm phải của hắn nhanh chóng vung ra ngoài, toàn bộ nắm tay phải trong nháy mắt được nhất cổ hắc khí cho bao phủ lại rồi. Từ hắn vung ra quả đấm thượng tản ra cực độ sức mạnh kinh người, địa ngục long quyền. Hai cái màu đen giữ tợn cự long ở trong không khí ngưng tụ mà thành, dường như mãnh liệt hồng thủy bình thường hướng về kiều đực cường đánh tới. Một chiêu này địa ngục long quyền, trước đó quỷ hổ phi cũng đúng Diệp Thần Phong từng dùng tới, thế nhưng, rất rõ ràng quỷ phàm thiên thi triển địa ngục long quyền còn mạnh hơn quỷ hổ phi thượng không chỉ một sao nửa điểm. Kiều Đức Cường nhìn thấy hướng về chính mình tấn công tới hai cái màu đen cự long. Tay phải của hắn ngón trỏ điểm xuất, từ hắn ngón trỏ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, luồng hào quang màu trắng này trong nháy mắt đem hai cái màu đen cự long cắn nuốt mất rồi, thực cốt chỉ hai cái dư tợn màu đen cự long trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, ánh sáng màu trắng vẫn không có tiêu tan, lập tức lại đem quỷ phàm thiên bao phủ ở trong đó. Quỷ phàm thiên đốn lúc cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt toàn bộ phồng lên. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Quỷ phàm thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cùng huyết nhục toàn bộ bạo liệt ra, trên thân thể lộ ra hắn cái kia chút trắng toát xương. Chỉ thấy hết thảy xương tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hủ thực. Ahat, quỷ phàm thiên trong cổ họng khàn cả giọng gầm rú, hắn mặc dù biết kiều được mạnh thực lực khẳng định rất mạnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới của mình địa ngục long quyền, tại kiều được cường trước mặt thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. Da thịt cùng huyết nhục nổ tung đau đớn, xương đang nhanh chóng ăn mòn đau đớn. Quỷ phàm thiên biết mình lập tức muốn chết rồi, hắn dùng hết tất cả sức mạnh tay phải của hắn cánh tay mới có thể nhúc nhích một ít, tay phải hắn bỗng nhiên đem bên hông Ngọc Bài kéo xuống. ầm um, một tiếng, Ngọc Bài tại quỷ phàm thiên trong tay bóp nát rồi, quỷ phàm thiên âm thanh khàn giọng quát, cho dù muốn chết, ta cũng yếu kéo một cái chịu tội thay. Tại Ngọc Bài được bóp nát trong nháy mắt, nhất cổ mãnh liệt sức mạnh từ Ngọc Bài bên trong thẩm thấu mà ra, sát theo đó. Một đạo lớn vô cùng kiếm ảnh tại trên bầu trời hình thành, đem kiều được cường bao phủ ở trong đó. Trước đó quỷ hổ phi đang cùng Diệp Thần Phong thời điểm chiến đấu. Quỷ hổ phi đồng dạng là từng dùng tới này một lá bài tẩy, cái này một đạo to lớn kiếm ảnh nhưng là có thêm luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả lực công kích. Trình Kình Thiên đang nhìn đến này cực lớn kiếm ảnh sau, hắn lập tức quát lên, né tránh, mau tránh ra. Cả người xương cốt đang không ngừng được ăn mòn quỷ phàm thiên, hắn cười lạnh nói, trốn không xong. Theo ta cùng chết đi. Kiều Đực Cường nhìn xem không ngừng hướng về chính mình bổ xuống to lớn kiếm ảnh, bên trong thân thể của hắn linh khí bốc lên, trong không khí để lại hắn từng đạo tàn ảnh. Kiều Đực Mạnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không phải tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao có thể có được. Âm, um, một tiếng, cực lớn kiếm ảnh đem Kiều Đực Mạnh tàn ảnh phá hủy rồi, cuối cùng trên mặt đất để lại một cái hố sâu to lớn. Mà kiều được cường là thuận lợi tránh qua đòn đánh này. Quỷ phàm Thiên lập tức trợn to hai mắt, hắn không cam lòng quát không, cái này không thể nào, chuyện này. Quỷ phàm Thiên thanh âm đột nhiên im bặt đi, hắn xương cốt toàn thân toàn bộ được hủ thực, trên mặt đất chỉ còn dư lại một vũng máu tươi rồi. Trình Kình Thiên nhìn xem kiều Đực mạnh, nói ra, bây giờ thực lực của chúng ta áp chế đã đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, rất nhiều bí bảo cùng bí thuật cũng không có phát huy ra rồi hơn nữa sức chiến đấu cùng tốc độ cũng toàn bộ mức độ lớn hạ thấp, vừa vặn đạo kia kiếm ảnh có luân hồi cảnh tam trọng thiên lực công kích, nếu như ngươi bị đánh trúng rồi, như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Kiều Đực Cường không sao cả nói ra, Trình Sư Huynh, nếu như không có áp chế thực lực lời nói, như vậy liền bằng mới vừa lực công kích, ta coi như là đứng đấy khiến hắn đánh vào người, ta cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Mà xa xa du thủy giao đám người, bọn hắn vốn cho là quỷ phàm thiên một đòn cuối cùng hẳn là có thể giết chết kiều được mạnh ai biết kiều được mạnh tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh như vậy dù thủy giao mày liếu là hoàn toàn nhíu lại tả phi bạch cũng nghiêm mặt nói ra nếu như lão tổ tông ở nơi này là tốt rồi dù thủy giao các loại người đã biết rồi tả phi bạch trong miệng lão tổ tông chính là diệp thần phong rồi trong đó lý nguyệt sương cùng mai đình đình khi nghe đến sau đó hai người bọn họ không nhịn được chừng mắt tả phi bạch mà chính lúc lúc này trình kình thiên ánh mắt nhìn về phía du thủy giao đám người bên này hắn ra hiệu kiều được cường trước tiên không cần động thủ hắn mở miệng nói nếu như các ngươi nguyện ý làm chúng ta nô bộc như vậy chúng ta trước tiên có thể tha cho các ngươi một mạng bằng không xuất hiện tại các ngươi liền toàn bộ đều phải chết nếu như nguyện ý làm chúng ta nô bộc như vậy liền cho ta lập tức lăn qua đây trình kình thiên muốn hiểu rõ hiểu rõ liên quan với địa huyền giới sự tình cho nên hắn mới không có để kiều được cường đuổi tận giết việt du thủy giao tả phi bạch cùng lý nghiên nghiên trên mặt là kiên định bất khuất vẻ mặt mà lý nguyệt sương cùng mai đình đình hai người này các nàng là lộ ra do dự vẻ mặt các nàng ái mộ thiệu được đã bị chết ở tại diệp thần phong trên tay nhưng du thủy giao lại cứ giúp đỡ diệp thần phong phía bên kia này làm cho lý nguyệt sương cùng mai đình đình đã sớm khó chịu lý nguyệt sương cùng mai đình đình cũng nhìn ra được trình kình thiên đám người thực lực bất phàm phải biết cùng du thủy giao chiến đấu đến khó hòa giải quỷ phàm thiên, đối mặt trình kình thiên đám người bên trong kiều đực cường căn bản không có sức phản kháng, cho nên, hai người bọn họ biết du thủy giao chắc chắn sẽ không là trình kình thiên các loại đối thủ của người. Ta lại nói một lần cuối cùng, cơ hội ta chỉ biết cho các ngươi một lần, nguyện ý làm nô bộc lăn tới đây cho ta. Trình kình thiên lần thứ hai cao ngạo mở miệng lý nguyệt sương cùng mai đình đình tại liếc nhau một cái sau đó hai người bọn họ lẫn nhau gật gật đầu các nàng không do dự nữa rồi tại du thủy giao đám người chân mày nhíu càng ngày càng gấp thời điểm lý nguyệt sương cùng mai đình đình đột nhiên hướng về trình kình thiên đám người lao đi rồi trong miệng nói ra chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý du thủy giao thấy lý nguyệt sương cùng mai đình đình lướt đi ra bóng người người trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn trở người trắng nõn trên mặt che kín vẻ giận dữ người có một loại bị người phản bội khó chịu cảm giác. Tuy nhiên tại Diệp Thần Phong sự tình thường, dù thủy giao cho rằng là Diệp Thần Phong đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn là Thanh Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình cho rằng tỉ muội đối xử. Nhưng hôm nay Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình dĩ nhiên lựa chọn bỏ đi Tôn Nghiêm làm những người khác nô bộc. Chương 2197, tiên khí, trời xanh cháo. Khí linh thành, đốt ma cốc nơi ở bên trong đại sảnh chính như hoa lưu khoảng không suy đoán như vậy, luyện khí các bên trong náo loạn, đốt ma cốc cùng mộ dung ra sớm ngay đầu tiên biết được. Tại mục thành thông cùng mộ dung giang biết được chuyện này sau, bọn hắn lập tức cùng đàm nguyên vũ đám người lấy được liên hệ. Giờ khắc này đèn đốt sáng choang bên trong đại sảnh, ngoại trừ mục thành thông, mộ dung giang, mục phân lương cùng mộ dung tô mưa bên ngoài, đàm nguyên vũ cùng mặt khác ba tên phó các chủ vương hưng hoài, sự anh trác cao vũ trúc cùng ở nơi đây. Đàm Nguyên Vũ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn không nghĩ tới rừng thọ bình dĩ nhiên sẽ phản bội hắn. Hắn nhưng khi nhìn rừng thọ bình trưởng thành, hắn đem rừng thọ bình coi như là vãn bối của mình, nhưng quay đầu lại rừng thọ bình lại đối với hắn như vậy. Rừng thọ bình hoàn toàn đem đàm nguyên vũ kế hoạch cho làm rối loạn, nguyên bản hắn còn muốn mang theo rất lớn một nhóm luyện khí sư cùng rời đi, bây giờ căn bản là không thể nào, nếu không có đốt ma cốc cùng mộ dung ra ra tay, sợ sợ tung tích của bọn họ sớm sẽ bị La Thiên Giang đám người phát hiện. Vương Hưng Hoài ba người bọn họ cũng là cho mày, trong lòng bọn họ cực kỳ xem thường rừng thọ bình, nếu không phải rừng thọ bình mật báo, chỉ sợ bọn họ bây giờ sớm liền mang theo một nhóm luyện khí sư rời đi khí linh thành. Mục thành thông cánh tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng tránh qua, một tấm tương tự cự đại mà thảm vật phẩm xuất hiện tại trên mặt đất. Tại đây trương tương tự thảm vật phẩm thượng, khắc họa đầy rậm rạp chẳng chịt hoa văn, trên đất thảm bên trong tràn ngập cực kỳ năng lượng mạnh mẽ, loại này tựa như thảm vật phẩm chính là truyền tống loại nửa bước tiên khí rồi. Chỉ cần trước đó tại đây nửa bước tiên khí trong tràn đầy đầy đủ năng lượng, bước vào này nửa bước tiên khí bên trong người tu luyện, bọn hắn chỉ cần đem linh khí của mình truyền vào trong đó, sau đó trong đầu nghĩ muốn đi đại khái phương vị, này nửa bước tiên khí lập tức liền sẽ đem người tu luyện truyền đã đưa ra ngoài. Mục Thành Thông đạo, chư vị mau chóng rời đi khí linh thành đi. Thay ta hướng về Diệp Tiểu Hữu Vân An. Đàm Nguyên Vũ mấy người cũng biết Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang là muốn cùng Diệp Thần Phong kết một thiện duyên, bọn hắn cũng không lại nói nhảm nhiều rồi, dồn dập chắp tay sau đó Đàm Nguyên Vũ nói, phần ân tình này chúng ta ghi ở trong lòng rồi. Nói xong, Đàm Nguyên Vũ đám người lập tức đạp ở này khối tương tự thảm vật phẩm thượng, bọn hắn trong đầu vừa nghĩ tới muốn đi đại khái phương vị một bên đem linh khí truyền vào trong đó. Thảm bên trong hào quang màu vàng lập tức tăng mạnh, này nồng nặc hào quang màu vàng trong nháy mắt đem đàm nguyên vũ đám người nuốt mất rồi, người bên ngoài căn bản không thấy rõ trên sạp hàng đàm nguyên vũ đám người bộ dáng. Mà đúng lúc này, nhất cổ thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế bao phủ toàn bộ đại sảnh, là thiên giang thân ảnh đột nhiên ở bên trong đại sảnh xuất hiện, làm hắn nhìn thấy nồng nặc vô cùng hào quang màu vàng sau hắn nỗ lực muốn đi ngăn cản nửa bước tiên khí vận hành đáng tiếc đã là chậm một bước nồng nặc hào quang màu vàng rất có co rút lại ô một tiếng hào quang màu vàng bỗng nhiên biến mất không còn chút nào kèm theo hào quang màu vàng biến mất loại này tựa như thảm nửa bước tiên khí thượng ngay cả một người bóng cũng không có đàm nguyên vũ đám người là được thuận lợi truyền đã đưa ra ngoài mục thành thông cùng ngộ dung giang thở phào nhẹ nhõm Bọn hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ đàm nguyên vũ đám người, bọn hắn hoàn toàn là xem ở Diệp Thần Phong kiểu như châu bò thiên phú phân thược, trời mới biết tương lai Diệp Thần Phong có thể hay không quật khởi. Tình cảm này đầu tư vẫn là đáng giá. Mục Thành thông hướng về phía sắc mặt khó coi La Thiên Giang chắp tay, nói không biết là tiền bối đêm khuya đến thăm vì chuyện gì. La Thiên Giang trong cơ thể khí thế bốc lên không ngớt, hắn con người âm trầm quát lên, Mục Thành thông, mộ dung giang, các ngươi thật đúng là thật là to gan. Diệp thần phong cùng trước đó phát sinh ở Nam trên quảng trường sự tình có cực lớn liên quan, mà các ngươi lại khắp nơi thiên vị Diệp thần phong, vừa vặn lại để cho luyện khí các đàm nguyên vũ bọn hắn đi giúp đỡ Diệp thần phong rồi, các ngươi lẽ nào muốn trở thành Trung Châu công địch sao? Mục Thành thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ta không biết là tiền bối lời này là có ý gì. Vừa vặn ta mở ra nửa bước tiên khí, đó là bởi vì có hai tên đốt ma cốc trưởng lão có chút việc gấp phải về một chuyến đốt ma cốc, về phần cái gì luyện khí các sự tình ta nhưng hoàn toàn không biết, lẽ nào là tiền bối nhìn thấy vừa vặn những người đó chân thực diện mạo. Là thiên giang nhất thời nghẹn lời, vừa nãy hào quang màu vàng quá mức nồng nặc, hắn cũng chỉ là nhìn thấy hào quang màu vàng bên trong có người bóng mà thôi, sắc mặt của hắn là càng ngày càng âm trầm, bây giờ luyện khí các đàm nguyên vũ mấy người cũng đi giúp đỡ Diệp Thần Phong rồi, e sở tại tiếp tục như vậy diệp thần phong thế lực hội nhanh chóng lớn mạnh đến lúc đó muốn phải giải quyết diệp thần phong liền chuyện không phải dễ dàng như vậy bây giờ mấy người bọn hắn trong tông môn còn lại lão tổ đều không có chạy tới đây nhưng la thiên giang biết không có thể trì hoãn được nữa hắn nhất định muốn tự mình đi một chuyến thiên nguyên cổ thành rồi la tha phương thân ảnh cũng xuất hiện tại bên trong đại sảnh hắn liếc nhìn đầy mặt tức giận lão tổ la thiên giang hắn lại nhìn một cái mục thành thông đám người, hắn nói ra, lão tổ, căn cứ vừa vặn ngàn nguyên sơn trang, cự phong cốc cùng hỏa vân môn nhóm thế lực tin tức truyền đến. Bọn hắn trong tông môn lão tổ từ công phú, lương cùng quang hòa giang văn trưởng các loại lão tổ bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung rồi. Những kia trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ, đáp ứng rồi phải phối hợp tu luyện của chúng ta người, bọn hắn hẳn là toàn bộ đã bị chết. La Du mới biết chuyện này là ẩn giấu không được, lấy đốt ma cốc cùng mộ dung ra thế lực, chẳng mấy chốc sẽ biết được tin tức này, cho nên hắn mới thoải mái nói ra. Nghe vậy, La Thiên Giang con mắt hơi híp lại, hắn vừa vặn có kích động yếu liều lĩnh đi đến thiên nguyên cổ thành nhìn xem, bây giờ tỉnh táo lại sau đó ý nghĩ này lần thứ hai bị hắn áp chế xuống, hắn nhưng là biết từ công giàu có nửa bước thần vương tầng thứ, hơn nữa thiên nguyên bên trong tòa thành cổ đáp ứng giúp bọn họ lùng bắt diệp thần phong thiên thần cảnh cường giả cũng không phải số ít. Nhưng hôm nay những người này bản mệnh ngọc bài toàn bộ nổ tung. Những người này chết rất rõ ràng cùng diệp thần phong có quan hệ, liên tưởng đến trước đó chết không rõ ràng kim thọ ngạn, bây giờ La Thiên Giang có thể khẳng định sau lưng diệp thần phong, tuyệt đối còn có thực lực mạnh mẽ cường giả. Này nhóm cường giả thậm chí không phải hắn La Thiên Giang có thể đối phó, nếu như hắn nhất thời kích động đi rồi thiên nguyên cổ thành như vậy kết quả cuối cùng có thể là một đi không trở lại trước mắt chỉ có thể các loại mấy người bọn hắn trong tông môn còn lại lão tổ chạy tới nơi này sau đó bọn hắn lại cùng đi một chuyến thiên nguyên cổ thành la thiên giang trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng sau đó hắn và la tha phương lập tức rời khỏi bên trong đại sảnh mục thành thông cùng mộ dung giang bọn người ở tại nghe được la tha phương lời nói sau trong lòng bọn họ cũng kinh ngạc không thôi bọn hắn đồng dạng biết như hôm nay nguyên bên trong tòa thành cổ tình thế nhưng giờ khác này những kia đứng ở la thiên giang bọn hắn bên này nửa bước thần vương cường giả cùng thiên thần cảnh các loại nhóm cường giả toàn bộ chết rồi xem ra bọn hắn vẫn là quá thấp đánh giá diệp thần phong rồi được nửa bước tiên khí truyền tống ra khí linh thành đàm nguyên vũ đám người bọn hắn được truyền tống đến thiên nguyên cổ thành phụ cận bọn hắn chả cũng không biết thiên nguyên bên trong tòa thành cổ chuyện đã xảy ra Tại đàm nguyên vũ quyết định dưới, bọn hắn lập tức hướng về thiên nguyên cổ thành lao đi rồi. Canh gác thiên nguyên cổ thành cửa thành thiên thần cảnh cường giả, trong đó vừa vặn có một người chính là trận pháp các trưởng lão, mà sư anh chắc cũng vừa tốt cùng người trưởng lão này nhận thức. Tại sư anh chắc nghe cho tới bây giờ thiên nguyên cổ thành đã là diệp thần phong địa bàn sau, đàm nguyên vũ đám người lập tức biểu lộ ý đổ đến. Canh gác cửa thành người lập tức đưa tin cho diệp thần phong đám người. Rất nhanh, canh gác cửa thành người khi nghe đến đưa tin ngọc bài bên trong trả lời tin tức sau, trong đó tên kia trận pháp các trưởng lão, nói, đi thôi. Ta mang bọn người đi gặp Diệp các chủ. Ở tên này trận pháp các trưởng lão dưới sự hướng dẫn, đàm nguyên vũ đám người đi tới thiên nguyên cổ thành trên quảng trường. Diệp thần phong bọn hắn chả không hề rời đi quảng trường. Đàm nguyên vũ đám người đối với Diệp Thần Phong tấn công chiếm được thiên nguyên cổ thành, trong lòng bọn họ là cực kỳ khiếp sợ. Đàm Nguyên Vũ điều chỉnh một cái tâm tình, cười nói, Diệp Tiểu Hữu ta nhưng là vì ngươi lo lắng vô ích một hồi, lần này mấy người chúng ta lão đầu tử cũng là đến giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ mới tốt. Nếu Diệp Tiểu Hữu tấn công chiếm được thiên nguyên cổ thành, như vậy chúng ta luyện khí các trời xanh cháo, ngươi nhất định có thể dùng mà được rồi, hôm nay thanh cháo chính là thứ thiệt tiên khí, một khi mở ra trời xanh cháo, là có thể để cả tòa thiên nguyên cổ thành được một tầng lồng phòng hộ bao vây e sở kế tiếp tiêu giao cung bọn hắn hội càng thêm nhảy nhót tưng bừng. Thiên nguyên cổ thành nếu là Diệp Tiểu Hữu đại bản doanh, như vậy nhất định muốn làm tốt hoàn thiện phòng hộ biện pháp. Này tiên khí trời xanh cháo tựu xem như là mấy người chúng ta lão đầu tử một phần quà ra mắt, mấy người chúng ta lão đầu tử đã làm xong cùng Diệp Tiểu Hữu tổng cộng cùng tiến lùi chuẩn bị. chương 2198, Bội Phục, Sùng Kính, Luyện Khí các am hiểu nhất chính là Luyện Khí hơn nữa luyện khí các tồn tại cũng đã thật lâu thật lâu rồi tiên khí trời xanh cháo chính là luyện khí các khai sơn tổ sư truyền thừa xuống tại toàn bộ thiên huyền giới tiên khí là hiếm thấy đến cực điểm nửa bước tiên khí ngược lại là có như vậy vài món luyện khí các bên trong nắm giữ tiên khí sự tình chỉ có lão tổ đàm nguyên vũ biết chuyện này đàm nguyên vũ liền dừng thọ bình đẳng các chủ đều không có nói cho bằng không e sợ đàm nguyên vũ liền cái này tiên khí cũng mang không ra ngoài Nguyên bản Đàm Nguyên Vũ còn muốn đem khí vực cho mang tới Thiên Nguyên Cổ Thành tới, đáng tiếc mang theo khí vực phi thường phiền phức, nếu như dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch là có thể thuận lợi tiến hành, nhưng dừng thọ bình đi cho La Thiên Giang bọn hắn mật báo, này làm cho Đàm Nguyên Vũ bọn hắn căn bản không kịp mang đi khí vực. Tại Đàm Nguyên Vũ nói ra tiên khí trời xanh cháo sau đó mấy người bọn hắn cũng cảm thấy diệp thần phong trên người thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế đương nhiên bọn hắn tránh không khỏi một phen chấn kinh rồi, đang nghe nói Diệp Thần Phong trả đột phá đến bát phẩm phù sư, bọn hắn thật không biết nên làm sao cùng hình tâm tình của giờ khác này rồi. Quá rồi tốt một lúc sau, đàm nguyên vũ bọn người mới tỉnh táo lại, nhưng bọn họ vẫn là líu lưới không ngớt, bọn hắn càng chắc chắn lần này lựa chọn tuyệt đối không có sai, nếu như Diệp Thần Phong lấy tốc độ như thế này đột phá một cái. Như vậy bước vào thần vương cảnh cũng là ngay trong tầm tay sự tình rồi. Đàm Nguyên Vũ trong tay xuất hiện một cái màu xanh kiếm bản to. Cái này kiếm bản to căn bản không có mũi kiếm, tại lưới kiếm bên trên cũng là lồi lõm, có thể nói là căn bản không gây thương tổn người. Nhưng ở cái này kiếm bản to trên thân kiếm, lại che kín từng cái từng cái rậm rạp chẳng chịt dây nhỏ, những dây nhỏ này có quy tắc tại trên thân kiếm hợp thành lần lượt đồ án kỳ quái. Từ nơi này thanh cổ quái kiếm bản to bên trong tản ra một cổ kinh khủng uy năng này cố uy có thể khiến người ta có một loại không thở nổi cảm giác thống khổ đàm nguyên vũ nói diệp tiểu hữu đây chính là tiên khí trời xanh đậy nó chỉ là có kiếm ngoại hình mà thôi trong khi nói chuyện đàm nguyên vũ điên cuồng đem trong cơ thể linh khí truyền vào kiếm bản to bên trong ầm một tiếng hắn đột nhiên đem kiếm bản to hướng về trên mặt đất đâm tới có hơn phân nửa thân kiếm nhất thời chui vào quảng trường gạch đá bên trong quảng trường này vừa vặn là trên trời nguyên cổ thành chính giữa. Tại kiếm bản to chui vào mặt đất bên dưới sau, đàm nguyên vũ thủ trưởng vẫn không có buông ra chui kiếm. Trong cơ thể hắn linh khí vẫn là ở cuồn cuộn không đoạn truyền vào kiếm bản to bên trong. Màu xanh rộng rãi trên thân kiếm dây nhỏ thật giống sống, như giống như từng cái từng cái không ngừng vặn vẹo con run. Thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong đàm nguyên vũ, mắt hắn vi vi trừng lớn, tay nắm chuôi kiếm trên lưng là từng cái từng cái nổi gân xanh, hắn bên trong thân thể linh khí đang điên cuồng tràn vào trong thân kiếm. Hãm vào dưới mặt đất kiếm bản to nhất thời bắt đầu run rẩy. Oanh, một tiếng, rực rỡ hào quang màu xanh lập tức từ kiếm bản to bên trong phóng lên trời, này phóng lên trời hào quang màu xanh, ở trong trời đêm muốn nổ tung lên, giống như một đóa xinh đẹp pháo hoa. Muốn nổ tung lên cuồn cuộn hào quang màu xanh, đang chậm chậm hạ xuống sau đó tại toàn bộ thiên nguyên cổ thành bên ngoài trực tiếp tạo thành một tầng lồng phòng hộ. Tại màu xanh lồng phòng hộ hình thành sau, đàm nguyên vũ mới buông lỏng ra tay cầm chuôi kiếm, cả người hắn là mồ hôi rầm rề, sắc mặt của hắn cũng có vẻ trắng xanh cực kỳ, hai chân là lung la lung lay, trên người thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong khí thế căn bản không có rồi, nơi nào chả có bất kỳ một điểm cường giả dáng dấp đàm nguyên vũ chỉ hoãn thở ra một hơi sau đó hắn nói ra mở ra trời xanh cháo là phí sức nhất nhưng chỉ cần đem trời xanh cháo mở ra sau đó kế tiếp liền sẽ hơi chút khinh lỏng một chút rồi mở ra sau trời xanh cháo chỉ cần có một tên thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ người hướng về bên trong không ngừng truyền vào linh khí bao phủ lại thiên nguyên cổ thành tầng kia phòng hộ là có thể chống đỡ thần vương cảnh sơ kỳ cường giả đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tay đối phương không có tiên khí tồn tại nhưng cho dù trong tay đối phương có tiên khí, hôm nay thanh cháo cũng là có thể ngăn cản, chỉ cần nhiều tên thiên thần cảnh bảy tầng cường giả đồng thời hướng về trong đó truyền vào linh khí. Như vậy trời xanh cháo sức phòng ngự là có thể không ngừng gia tăng rồi. Bất quá, coi như là trời xanh cháo không có chịu đến công kích, bình thường cũng là yêu cầu một ít linh khí đi duy trì, cho nên mỗi ngày đều tất muốn an bài một tên thiên thần cảnh bảy tầng người hướng về trong đó cân đối chú vào linh khí. Diệp thần phong nhìn xem bao phủ lại thiên nguyên cổ thành trời xanh cháo, hắn đã từ lão hắc cái kia bên trong biết được, hôm nay thanh cháo chỉ là tiên khí bên trong hạ đẳng tồn tại, nhưng tại thiên huyền giới có thể xuất hiện một món đồ như vậy tiên khí cũng thực không dễ. Dùng trời xanh úp tới phòng ngự thiên nguyên cổ thành ngược lại cũng không tồi, đương nhiên Diệp thần phong cũng có thể chính mình bố trí phòng ngự trận, cần phải bố trí suốt có thể chống đối thần vương cảnh cường giả phòng ngự trận không phải là một ngày hay hai ngày là có thể bố trí đi ra ngoài, tối thiểu yêu cầu thời gian một tháng. Hiện tại thời gian đối với ở Diệp Thần Phong tới nói là quý báu nhất. Lại nói thiên nguyên cổ thành bảo đảm không chỉ là trời xanh cháo, một. Khác tầng bảo đảm chính là hiện nay còn chưa có xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người viễn cổ yêu đằng đây. Lại không lâu nữa viễn cổ yêu đằng là có thể triệt để trưởng thành được rồi đến lúc đó triệt để trưởng thành viễn cổ yêu đằng nhưng là có thể truyền tử thần vương cảnh trung kỳ cường giả chỗ lấy viễn cổ yêu đằng mới là bây giờ diệp thần phong trong tay chân chính đòn sát thủ cùng lá bài tẩy diệp thần phong đối đàm nguyên vũ đám người biểu đạt một phen lòng biết ơn lần này đa tạ đàm tiền bối các ngươi đến đây tương trợ phần tình nghĩa này ta diệp thần phong hội nhớ kỹ trong lòng mặt một bên du thạch thanh cùng đoạn đông nói trên mặt là vội vã không nhịn nổi rồi tại vừa vặn đàm nguyên vũ bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn vừa lúc ở hướng về Diệp Thần Phong thỉnh giáo bước vào bát phẩm phù sư phương pháp xử lý. Đối với bọn hắn như vậy phù sư của người mà nói, có cái gì có thể so với tăng lên phù sư cấp bậc càng thêm việc trọng yếu. Dù Thạch Thanh có chút ngượng ngùng nói ra, Diệp Tiểu Hữu người xem chúng ta có phải không tiếp tục vừa vặn đề tài. Này tiên khí trời xanh cháo chúng ta cũng kiến thức qua, lão đàm cũng đem trời xanh cháo mở ra. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói bọn hắn có thể dẫn dắt một nhóm phù sư đến giúp đỡ, Diệp Thần Phong trong lòng vẫn là rất cảm kích bọn hắn, có thể cùng hắn ở vào thời điểm này đồng sinh cộng tử. Hắn đã coi bọn họ là làm người nhà đối đãi đối người mình Diệp Thần Phong luôn luôn là khá hào phóng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, dù tiền bối, đoạn tiền bối, muốn bước vào bát phẩm phù sư, rất nhiều là có thể hiểu ngầm mà không thể nói bằng lời. Hai người các ngươi ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói không do dự, bọn hắn nghe theo Diệp Thần Phong lời nói. Tại hai người bọn họ ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng sau đó Diệp Thần Phong hai bàn tay phân biệt đặt tại Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói trên chán. Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói tại thất phẩm phù sư dừng lại rất lâu, có thể nói bọn hắn nội tình làm vững chắc, bọn hắn thiếu hụt chỉ là bước vào bát phẩm kinh nghiệm cùng truyền thừa, dù sao tại phù sư trong các chưa từng có bát phẩm phù sư truyền thừa qua, Bọn hắn tự nhiên không biết nên làm sao đột phá đến bát phẩm phù sư rồi Mà Diệp Thần Phong lấy được quyền kia bùa chú nhưng là trí tôn phù sư truyền thừa Diệp Thần Phong đem bước vào bát phẩm kinh nghiệm cùng truyền thừa tụ hợp vào Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói trong đầu Nguyên bản ngồi trên mặt đất vô biểu tình Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói Bọn hắn tại cảm giác được trong đầu tụ hợp vào sau Hai người bọn họ vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên Diệp Thần Phong đưa bàn tay rời đi, mà Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói nhưng là nhắm chặt hai mắt lĩnh ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người không có mở miệng. Trong chớp mắt, Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói khí chất trên người xảy ra một ít thay đổi, nhưng thực lực bọn hắn vẫn cứ dừng lại tại nguyên chỗ, bọn hắn lập tức mở mắt ra, từ trên mặt của bọn họ bạo phát ra cực hạn kích động. Bọn hắn không kịp chờ đợi từ trên mặt đất đứng lên, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về diệp thần phong sâu sắc khom người chào du thạch thanh đối mặt diệp thần phong vẻ mặt trở nên cung kính lên hắn cảm kích nói ra diệp lão đệ ta đột phá đến bát phẩm phù sư rồi này may mắn mà có người a hát bằng không đời ta cũng không biết có thể hay không bước vào bát phẩm về sau diệp lão đệ không chê liền gọi ta một tiếng lão du được đoạn đông nói cũng một mặt bội phục nói ra diệp lão đệ Ngươi là ta đoạn đông nói đời này người khâm phục nhất, sinh thời có thể bước vào bát phẩm, ta chết cũng không tiếc, về sau nếu là có người dám làm tổn thương diệp lão đệ, nhất định muốn từ ta lão đoàn thi. Trên hạ thể bước qua đi mới được. Dù thạch thanh cùng đoạn đông nói vây tại thất phẩm như vậy lâu, bọn hắn trước sau không cách nào đột phá, mà bị diệp thần phong ngần ấy gầy, bọn hắn liền lập tức bước vào bát phẩm rồi, bọn hắn thậm chí biết chỉ muốn đi theo diệp thần phong, tương lai hay là bước vào cửu phẩm đều có hy vọng, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra thật lòng kính nể cùng sùng kính. Bọn hắn đối với Diệp Thần Phong tại phù sư thượng trình độ là tâm phục khẩu phục được rồi. chương 2199, nhỏ bé. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói có thể thuận lợi như vậy bước vào bát phẩm phù sư. Thứ nhất là hai người bọn họ tích lũy đã nhiều năm như vậy, bọn hắn chỉ kém một cái người dẫn đường rồi, thứ hai diệp thần phong tụ hợp vào hai người bọn họ trong đầu kinh nghiệm cùng truyền thừa, đây chính là trí tôn phù sư kết tinh. Căn cứ vào hai điểm này, dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói mới nhanh như vậy bước vào bát phẩm phù sư. Tại Diệp Thần Phong trợ giúp Du Thạch Thanh cùng Đoạn Đông nói bước vào bát phẩm phù sư sau, luyện khí các đàm nguyên vũ cùng luyện dược các viên khôn đám người, bọn hắn cũng đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Bây giờ Diệp Thần Phong tại luyện khí thượng chính mình cũng dừng lại tại bát phẩm đây. Đàm Nguyên Vũ tuy nhiên tại bát phẩm dừng lại đủ lâu, hắn tích lũy cũng rất sâu, thế nhưng chỉ có tại Diệp Thần Phong chính mình đột phá đến cửu phẩm sau đó hắn mới có thể đem cửu phẩm kinh nghiệm cùng truyền thừa tụ hợp vào Đàm Nguyên Vũ trong đầu, bây giờ liền ngay cả Diệp Thần Phong chính mình cũng không có tìm hiểu thấu đáo cửu phẩm luyện khí đây. Bằng không hắn sớm là có thể bước vào cửu phẩm rồi. Về phần Vương Hưng Hoài cùng Viên Khôn đám người Bọn hắn mặc dù là thất phẩm luyện khí sư cùng thất phẩm luyện dược sư, nhưng bọn họ tích lũy khả năng trả khiếm khuyết một ít hỏa hầu, muốn khiến hắn cấp bậc tăng lên một cái. Diệp Thần Phong trả nhất định muốn làm một ít chuẩn bị, lấy bảo đảm khi hắn chỉ điểm dưới, Vương Hưng hoài đám người có thể thuận lợi tăng lên cấp bậc. Diệp Thần Phong cũng bảo đảm nhất định sẽ giúp trợ giúp bọn hắn tăng lên luyện khí cùng chế thuốc cấp bậc, nhưng cũng không phải hiện tại Đàm Nguyên vũ cùng viên khôn mấy người cũng biết loại chuyện này không vội vàng được, dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói có thể tại diệp thần phong chỉ điểm dưới lập tức đạt được đột phá, đây là bọn hắn hai cái phúc phận cùng cơ duyên, đàm Nguyên vũ bọn họ là ước ao không đến. Bây giờ tiên khí trời xanh cháo cũng mở ra, tại diệp thần phong an bài xuống. Mỗi ngày sẽ có người thay phiên hướng về trời xanh cháo bên trong truyền vào linh khí. Mọi người ở đây cũng bận rộn một buổi tối. Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ nơi ở ngược lại là có rất nhiều, Diệp Thần Phong bọn hắn tìm một cái lớn nhất trang viên ở xuống. Tại thực lực liên tục đột phá đến Thiên Thần cảnh một tầng sơ kỳ sau, hắn vẫn không có đã tiến vào tiểu thế giới bên trong, trong lòng của hắn là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trong tiểu thế giới biến hóa rồi. Cho nên, Diệp Thần Phong trực tiếp tại trong trang viên tìm một gian mật thất, đối với những người khác bảo là muốn bế quan tu luyện. Tiến vào mật thất sau Diệp Thần Phong trong đầu hắn ý thức hơi động thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới nồng nặc vô cùng linh khí vang vọng ở trong không khí bây giờ trong tiểu thế giới linh khí xa hoàn toàn không phải trung châu có thể so sánh được rồi đây là diệp thần phong tiến vào tiểu thế giới sau phản ứng đầu tiên diệp thần phong xuất hiện địa phương cũng không phải vũ hiểu phỉ cùng bạch tuyết linh đám người nơi ở tại diệp thần phong trước mặt có một tầng trắng xóa sương mù những này sương mù để tầm mắt của hắn là hoàn toàn bị nghẹt rồi. Trong chớp mắt, Chu Vi thổi lên một trận quái phong, đang từ từ đem các loại sương mù cho thổi tan, làm Diệp Thần Phong nhìn thấy trong sương mù cảnh tượng lúc, thân thể của hắn một cái căng thẳng, hai bàn tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy cháy hừng hực lửa giận. Hiện ra tại Diệp Thần Phong trong đôi mắt chính là từng bộ từng bộ thi. Thể, trói mắt tiên huyết để Diệp Thần Phong con người trở nên càng thêm đỏ chót rồi chỉ thấy vũ hiểu phỉ cùng bạch tuyết linh các nữ nhân người, thân thể của các nàng toàn bộ được lợi kiếm cho xuyên thấu, được gắt cao đóng ở trên mặt đất. Diệp thần phong tử nữ Diệp phàm Diệp phong cùng Diệp linh này ba tên tiểu gia hỏa, cổ của bọn họ lại bị thật cao treo ở ba cái to lớn mộc trên đầu, rất rõ ràng là bị sâu chết rồi. Còn có Diệp thần phong còn lại người thân Diệp đông kiệt, Diệp trấn hồng cùng tôn Mỹ cẩm vân. Vân tất cả mọi người, bọn hắn có thân thể được tất cả hai đoạn rồi, có chỉ còn lại có một cái xương sọ rồi, có chính là được mở ngược bể bụng. Diệp thần phong sắc mặt trắng bệch một mảnh, lỗ tai hắn bên trong vang lên ong ong, hắn vốn là mang theo chờ mong tiến vào tiểu thế giới bên trong. Nhưng ai biết hắn nhìn thấy lại là trước mắt cảnh tượng này. Tại sao lại như vậy? Trước hắn căn bản không có cảm giác đến trong tiểu thế giới có dị thường. Hắn trong lỗ mũi hô hấp dồn dập cực kỳ, mờ u bàn tay cùng trên trán bạo khởi từng cây từng cây gân xanh, bên trong thân thể thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế tăng lên tới cực điểm, hắn bước nhanh xuất hiện tại cái kia từng bộ từng bộ thi. Thể bên, năm đạo thân mặc áo giáp bóng người màu đen xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, từ nơi này năm đạo bóng người màu đen trên người tản ra khí thế bằng bạc, tại bực này khí thế trước mặt Diệp Thần Phong có vẻ là vô cùng nhỏ bé. Một tên trong đó miệng đầy dâu mép áo giáp màu đen nam nhân, thanh âm hắn hùng hậu nói ra, người chính là hỗn độn nhẫn bây giờ chủ nhân muốn đến sống mãi nhất định muốn chém cắt hết thảy tình cảm, bằng không ngươi không xứng làm hỗn độn nhẫn chủ nhân. Diệp thần phong trong đôi mắt che kín từng cái từng cái tơ máu, trong cổ họng hắn thanh âm khàn giọng cực kỳ, người là các ngươi giết. Diệp thần phong như một đầu giã thú hung mãnh, sâu mép áo giáp nam nhân, thanh âm hắn lạnh lẽo nói ra, không sai. Ngươi nên muốn hảo hảo cảm giác cảm ơn chúng ta, hiện tại liền muốn xem biểu hiện của ngươi rồi, ngươi đem trên mặt đất những người này đầu lâu toàn bộ cho dẫm nát hướng chúng ta tới chứng minh quyết tâm của ngươi diệp thần phong ngực bên trong lửa giận yếu tạc nòng rồi hắn nhìn bên cạnh từng bộ từng bộ thân nhân thi thể thân ảnh của hắn muốn di động thời điểm cái kia râu mép áo giáp người thật khí thế bao phủ lại hắn này làm cho hắn căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may rồi hắn thân là tiểu thế giới chủ nhân hắn dĩ nhiên đối tiểu thế giới thoát ly nắm trong tay dâu mép áo giáp nam nhân nhếch miệng cười nói, làm sao? Ngươi không có ý định cho chúng ta chứng minh quyết tâm của ngươi. Như vậy ngươi liền không xứng làm hỗn độn nhẫn chủ nhân rồi. Không có hỗn độn nhẫn, ngươi muốn đến sống mãi thì càng thêm khó khăn. Nơi này chính là có người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại các loại thiên tài địa bảo, người thật sự bỏ được sao? Người đã bị chết, vì những kia người chết phẫn nộ, ngươi cho rằng đáng giá không? chẳng bằng thừa cơ hội này chặt đứt hết thảy cảm tình, chúng ta có thể giúp ngươi đến sống mãi. Bằng không ngươi không những sẽ mất đi hỗn độn nhấn, chúng ta còn có thể phế bỏ thực lực của ngươi, cho ngươi giống như một tên rác rưởi như thế sống tiếp, lựa chọn thế nào hẳn là rõ ràng đi nha. Diệp thần phong vẻ mặt dữ tợn đã đến thực hạn, bất luận hắn làm sao vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn cũng không cách nào nhúc nhích một chút, hắn chính mình một người đến sống mãi hắn này cùng nhau đi tới hắn tín niệm trong lòng chính là để người ở bên cạnh đều đến sống mãi để một mình hắn vĩnh viễn sống sót chả có ý tứ gì a à hát diệp thần phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng bộ ngực hắn bên trong lửa giận triệt để nổ tung yết hầu khẩu ngòn ngọt, ngọt phốc một tiếng một ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun đi ra diệp thần phong trong miệng cười lạnh nói đến sống mãi ta là muốn cho bên người đều mọi người đến sống mãi, ta Diệp Thần Phong sẽ sợ biến thành một tên rác rưởi sao? Ta không sợ. Cho tới nay ta muốn trở thành một cường giả, đó là ta muốn phải bảo vệ người ở bên cạnh, ta Diệp Thần Phong ở trước mặt các ngươi là nhỏ bé làm, nhưng ta phát thệ, giống như có kiếp sau, ta Diệp Thần Phong nhất định bước lên đỉnh cao, đem bọn ngươi rút gân lột ra. Dâu mép áo giáp màu đen người, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn bình thản nói ta tự cấp ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như nghe chúng ta như vậy chúng ta có thể giúp ngươi đến sống mãi chúng ta có thể để cho ngươi ít đi rất nhiều đường vòng thậm chí về sau ngươi chính là của chúng ta chủ nhân ngươi là muốn từ bỏ đã từng niềm tin một người đến sống mãi đâu này vẫn là tự nhiên này biến thành một tên rác rưởi diệp thần phong trong cơ thể khí thế càng ngày càng mãnh liệt rồi hắn căn bản câu thông không đến già trắng cùng lão hắc Khóe miệng của hắn không ngừng có tiên huyết tràn ra, hắn quát lên, niềm tin của ta vĩnh viễn không sẽ cải biến. Vĩnh viễn! Tại Diệp Thần Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này sau. Ồ! Một tiếng, cảnh tượng trước mắt thay đổi, áo giáp màu đen người toàn bộ biến mất rồi, trên mặt đất thi. Thể cũng toàn bộ biến mất rồi, Diệp Thần Phong lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Trên mặt đất đột nhiên hiện lên từng cái từng cái kiểu chữ chỉ thấy mặt trên viết, thật cao hứng người đột phá đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, đối với phần lễ vật này ngươi trả hài lòng không? Ảo giác phải hay không thực quá thật, muốn đến sống mãi, nhất định muốn có đầy đủ kiên định niềm tin, loại này niềm tin là có tình cũng tốt, vô tình cũng được, yếu làm được nhất định muốn là kiên trì tới cùng, đi về sống mãi con đường vô cùng gian nan, chỉ cần có chút nào dao động, như vậy ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Làm ngươi thấy ta lưu lại đoạn văn này lúc, chứng minh niềm tin của ngươi vô cùng kiên định rồi, sẽ không có bấy kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến ngươi, lại có thêm này ảo giác cúng cho ngươi để một cái tỉnh, bước vào thiên thần cảnh mới là bắt đầu, ngươi tại chân chính thường giả trong mắt, nhưng vẫn là nhỏ bé cực kỳ. Trên mặt đất kiểu chữ hẳn là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại. chương 2200, nộ về sau vui mừng xem xong trên mặt đất lưu lại sau. Diệp thần phong mới hung hăng thở vào nhẹ nhóm, vừa vặn hết thảy đều là ảo giác nhưng này ảo giác chân thực đã đến khiến hắn không cách nào phân biệt rồi còn nữa diệp thần phong là tiểu thế giới chủ nhân hắn mới vừa tiến vào tiểu thế giới liền thấy kia trường cảnh hắn nhất định là tâm tình phù động lợi hại này làm cho hắn càng thêm không có hướng về ảo giác phương diện kia nghĩ đến bất quá diệp thần phong vừa vặn phẫn nộ là thật sự tồn tại từ miệng hắn bên trong phun ra tiên huyết cũng là thật sự hắn dùng tay lưng lau lau khóe miệng vết máu Hắn không nghĩ tới hỗn độn nhẫn chủ nhân, lại đang bên trong tiểu thế giới trả bố trí bực này thử thách. Nếu như diệp thần phong buông tha cho một mực kiên trì niềm tin, như vậy chỉ sợ hắn liền sẽ thật sự được hỗn độn nhẫn từ bỏ. Tiểu gia hỏa, vừa vận ta cùng lão hắc được một nguồn sức mạnh cho che giấu, người không sao chứ. Lão bạch ngô phong rỗi rảnh thanh âm vang lên, diệp thần phong đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, này làm cho lão bạch cùng lão hắc cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh coi như là tâm trí kiên định người, đang đối mặt vừa vặn lựa chọn lúc e sợ rất nhiều người sẽ bỏ qua nguyên bản niềm tin. Giúp ngươi đến sống mãi. Chuyện này đối với mỗi một cái người tu luyện đều có được trí mạng sức hấp dẫn, cũng may Diệp Thần Phong cũng không phải người thường, hắn đối cảm tình cực kỳ coi trọng, thậm chí cảm tình nặng như hắn tính mạng của mình. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, được rồi, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, người lại đi xem xem tiểu thế giới những biến hóa khác đi. Từ trong ảo giác đi ra ngoài sau đó Diệp Thần Phong một lần nữa có thể trưởng khống tiểu thế giới này rồi. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng thân nhân mình vị trí, bọn hắn toàn bộ đều sống thật khỏe đây. Diệp Thần Phong cảm ứng lại quét qua lúc trước tiên linh chi thổ, này tiên linh chi thổ có thể thôi phát linh thảo nhanh chóng sinh trưởng. Một cây phổ thông linh thảo gieo trồng tại tiên linh chi thổ bên trong, các loại một năm sau, linh thảo này năm là có thể đến một ngàn năm khoảng chừng Cho nên, Diệp Thần Phong lúc đó tại tiên linh chi thổ bên trong trồng rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo. Bây giờ cảm giác đảo qua tiên linh chi thổ, Diệp Thần Phong con mắt phi vi, vi trừng lớn, hắn cảm giác được gieo trồng tại tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo xảy ra long trời lở đất thay đổi. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại tiên linh chi thổ bên trong, bây giờ gieo trồng tại tiên linh chi thổ bên trong linh thảo, niên đại thấp nhất đều có 3.000 năm lâu, niên đại cao hơn một chút có khoảng chừng 5.000 năm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa. Hẳn là thực lực ngươi liên tục đột phá, đưa đến tiểu thế giới này xảy ra kịch biến, kéo tiên linh chi thổ, làm cho tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp bội rồi. Nghe được Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong trong lòng cuối cùng là vui mừng, trước đó tại khí linh thành nam trên quảng trường, Lão Bạch cùng lão Hắc đem sức mạnh cho mượn Diệp Thần Phong, cảnh này khiến lão Bạch cùng lão Hắc tàn hồn sức mạnh tiêu hao rất nhiều, nguyên bản yếu tiếp cận hoàn chỉnh linh hồn lão Bạch cùng lão Hắc. Bọn hắn khoảng cách hoàn toàn hoàn thành linh hồn lại có một khoảng cách. Tiên linh chi thổ bên trong những này trưởng thành thần hồn loại linh thảo, nói không chắc một lần nữa có thể để cho lão Bạch cùng lão Hắc khôi phục một ít tàn hồn hay là để cho bọn họ trực tiếp khôi phục lại hoàn chỉnh linh hồn trạng thái cũng không phải là không có khả năng, dù sao tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo không phải số ít. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, trong lòng ngươi cũng có thể đại khái đoán được chứ. Bằng vào ta cùng lão Bạch đoán chừng, chúng ta nếu như đem nơi này thần hồn loại thiên tài địa bảo toàn bộ hấp thu, chúng ta ngược lại là thật sự có thể khôi phục hoàn chỉnh linh hồn trạng thái, đến lúc đó cách chúng ta ngưng tụ nhục thân thì càng thêm gần rồi một bước. Bất quá, người cũng trước đừng nóng vội hấp thu nơi này thần hồn loại thiên tài địa bảo, nếu như ta cùng lão bạch khôi phục hoàn chỉnh linh hồn trạng thái. Như vậy chúng ta có thể không cách nào sống nhờ tại bên trong đan điền của ngươi rồi, làm cái này cũng là chỉ là khả năng, chỗ bằng vào chúng ta trước tiên muốn làm một ít chuẩn bị. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cũng gật đầu nói, tiểu gia hỏa, chúng ta trước tiên đi xem xem tiểu thế giới còn lại biến hóa, người hướng về tiên linh chi thổ bên phải phương hướng cảm giác ứng với một cái. Diệp thần phong lập tức hướng về lão bạch nói cái hướng kia cảm ứng mà đi rồi. Một giây sau, Diệp thần phong trong nháy mắt rời khỏi tiên linh chi thổ, hắn đi tới một mảnh khác trên đất trống. Tại mảnh đất trống này bên trên thụ lập ba cái tượng đất. Này ba cái tượng đất lớn nhỏ cùng bình thường thành. Nam, người lớn nhỏ giống nhau, Diệp thần phong cảm giác không ra cái này ba cái tượng đất đặc biệt, hắn đi tới tượng đất trước mặt sau đó bàn tay của hắn tại trong đó một cái tượng đất thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Két, 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 két. Lập tức, có tế vì tiếng vỡ nát từ bùn trên thân người truyền ra. Chỉ thấy tại tượng đất mặt ngoài xuất hiện từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết dạn nứt, những này vết dạn nứt là càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hóa thành một tầng bùn khối, toàn bộ mất rơi trên mặt đất nguyên lai like trước mặt cũng không phải thật sự là tượng đất tại một tầng bùn khối sau khi rơi xuống đất trong đó bày ra một cái hình người từ ở bề ngoài xem cùng phổ thông người bình thường không có khác gì diệp thần phong lập tức tại mặt khác hai cái bùn trên thân người cũng gõ gõ đúng như dự đoán từ mặt khác hai cái bùn trên thân người cũng rơi mất một tầng bùn khối diệp thần phong cẩn thận quan sát trước mặt này ba cái người hắn gõ gõ này ba cái người thân thể thân thể của bọn họ phi thường cứng rắn. Diệp thần phong tìm một vòng mấy lúc sau, hắn đưa mắt như ngừng lại này ba cái người. Ngực, chỉ thấy tại bọn hắn trái tim vị trí có chút vi vi nhô ra. Diệp thần phong đem trên người bọn hắn quần áo màu bạc nhấc lên ra, chỉ thấy tại bọn hắn trái tim vị trí đều khảm nạm một khối rực rỡ màu đỏ tinh thạch. Khối này tinh thạch có người to bằng nắm tay, mặt trên tràn đầy từng tầng từng tầng vầng sáng, trong đó còn trong liễm một cỗ năng lượng kinh khủng. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói, tiểu gia hỏa, này ba cái chỉ sợ sẽ là khôi lỗi, bọn hắn trái tim vị trí chính là là năng lượng rãnh, khảm nạm tại bọn hắn trái tim chính là huyết năng thạch, loại này tảng đá chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, coi như là tại viễn cổ thời đại cũng chưa từng xuất hiện. Người đưa bàn tay theo như tại trái tim của bọn họ vị trí, ta cùng lão hắc tới giúp người cảm ứng một cái, này ba cái con rối mở ra sau thực lực tại cái gì tầng thứ. Diệp Thần Phong lập tức đưa bàn tay lần lượt đặt tại ba cái khôi lỗi vị trí trái tim, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm ứng được đến sau đó Lão Bạch nói ra, tiểu gia hỏa, xem ra số người cũng may, này ba cái con rối nếu như mở ra, thực lực của bọn họ hẳn là tại thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Thần vương cảnh sơ kỳ con rối này làm cho Diệp Thần Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Nhưng Lão Bạch lập tức lại tiếng nói nhất truyền, nói, bất quá, tiểu gia hỏa, người cũng không cần thật cao hứng, khảm nạm tại chúng nó trái tim khẩu huyết năng thạch, chỉ có thể làm cho bọn hắn liên tục chiến đấu hai ngày, cho nên tại trong tình huống bình thường, người hay là trước không nên tỉnh lại này ba cái khôi lỗi được, chờ sau này cần thời điểm lại tỉnh lại. Nếu như này ba cái con rối vị trí trái tim huyết năng thạch tiêu hao hết, người muốn tại bây giờ bên trong vùng thế giới này tìm tới huyết năng thạch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, người trước tiên có thể để này ba cái con rối nhận chủ, người chỉ cần đem máu tươi của mình nhỏ vào bọn hắn nơi tim huyết năng thạch là được rồi. Ba cái con rối có thể liên tục chiến đấu hai ngày, tại bây giờ loại tình thế này dưới, này ba cái con rối cũng thực sự là một cái không sai sức chiến đấu rồi. Diệp thần phong lập tức đem ngón tay của chính mình bị rạch rách rồi. Hắn phân biệt đem máu tươi của mình tích nhập ba cái con rối nơi tim huyết năng trong đá. Giọt máu tại huyết năng trên đá nhấp nhô một lúc sau, mới bắt đầu từ từ tiến vào huyết năng thạch bên trong. Tại tiên huyết triệt để thẩm thấu tiến huyết năng thạch bên trong sau, ba cái khôi lỗi trong con người tránh qua một vệt màu đỏ, ba cỗ thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế tốt biến sau đó lập tức lại lập tức được cực hạn thu liếm. Diệp thần phong có thể tại đây ba cái con rối trên người, cảm giác được của mình một tia hơi thở, cho nên này ba cái con rối hẳn là chịu đến hắn nắm trong tay, bây giờ chỉ cần hắn một ý nghĩ, Hắn thì có thể làm cho này ba cái con rối đã tỉnh lại. Trải qua mới vừa tiến vào tiểu thế giới kinh cùng nộ, sau đó bây giờ ngược lại là liên tục cho Diệp Thần Phong hai cái vui mừng, không chỉ có tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo trưởng thành nhanh chóng, hơn nữa còn phát hiện ba bộ thần vương cảnh sơ kỳ con rối. Lần này Diệp Thần Phong nhưng là trực tiếp từ hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, tăng lên tới thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, bây giờ tiểu thế giới đã sớm trở nên rộng lớn vô cùng. Diệp thần phong tin tưởng ngoại trừ tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo phát hiện biến hóa, còn có xuất hiện ba bộ thần vương cảnh sơ kỳ con rối ở ngoài, khẳng định còn có còn lại cơ duyên xuất hiện, trong lòng của hắn ngược lại là càng ngày càng mong đợi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 110